Buổi chiều khi mượn văn phòng công ty Hải Thái tán dóc cùng Thái Phi Quyên, Trương Khắc thuận tiện nhờ cô ta tuyển hộ một nhân viên tiếp tân và trợ lý hành chính, Thái Phi Quyên hỏi có yêu cầu gì, Trương Khắc đáp. Phải phù hợp với phong cảnh, phải cho khách cảm giác công ty lớn, đương nhiên là bình hoa đẹp nhất. Thái Phi Quyên cười hỏi. Có hai đại mỹ nhân Hứa Tư và Tương Vi còn chưa đủ thỏa mãn sắc tâm cho cậu sao? Tôi thì chả sao, quan trọng là phải để công ty trông có cảm giác công ty lớn, sau này còn thu hút được thanh niên tài tuấn gia nhập. Tốt nhất là kiếm cô gái hiểu lịch sử chính trị, cái này hơi khó, Hứa Tư không giỏi hai môn này lắm. Thái Phi Quyên vỗ trán. Cậu tuyển nhân viên hay là gia sư thế? Tận dụng mà, có thể lưỡng toàn kỳ mỹ chẳng phải tốt hơn sao? Trương Khắc cười ha hả, bắt gặp Hứa Tư đang trừng mắt nhìn mình, thè lưỡi ra không dám nói lung tung nữa. Thái Phi Quyên sớm nghe Tạ Vãn Tình nói trước kia Trương Khắc lấy cớ làm gia sư lừa Hứa Tư lọt vào tay, nói. Tôi bảo phòng nhân sự chú ý hộ cậu. Rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc tạm thời cho công ty mới mượn này. Phòng mượn tạm này là phòng giám đốc ban đầu, có hai bàn làm việc, Hứa Tư đang đem tình hình công ty mới giới thiệu cho Tương Vi. Bao gồm cả hai chiếc xe của Hải Dụ, một chiếc Ford một chiếc Buick, thêm vào 74 vạn tiền mặt, tài sản đăng ký là 129 vạn. Trương Khắc và Hải Dụ chia ra chiếm 70% và 30% cổ phần, do Hứa Tư làm đại biểu pháp nhân. Lúc này Tương Vi mới biết 15% cổ phần mang tên Hứa Tư ở Hải Thái là của Trương Khắc. Chủ yếu không muốn để đại cổ đông thấy nghi hoặc về tuổi tác của Trương Khắc. Cũng phải, không nghi hoặc được sao. Sau khi công ty mới thành lập, 15% cổ phần ở Hải Thái dưới tên Hứa Tư thuận lợi chuyển sang công ty mới, vì đảm bảo tỷ lệ cổ phần. Hải Dụ cũng đem 7,4% cổ phần của Hải Thái sang công ty mới. Như thế dùng thủ đoạn hợp pháp tăng tài sản của nó lên trên hơn 300 vạn. Tương Vi xem tài liệu công ty, nhìn Trương Khắc thốt lên. Nói thế giám đốc Tiểu Trương đã thành triệu phú rồi. Tiền bạc trên giấy tờ chứ có phải là tiền thật bạc thật đâu. Trương Khắc cười hăng hắc. Chị Tương, hôm qua khu trưởng Tống có hỏi chị thêm điều gì không? Trên xe có thể hỏi được gì chứ? Đâu phải ông ta là khu trưởng mà có thể tùy tiện tiết lộ chuyện công ty. Tương Vi bị Trương Khắc nhìn cho có chút luống cuống. Thành lập công ty mới chỉ là để bao thầu kinh doanh của Tân Quang thôi sao? Hiện tại đơn vị và cá nhân muốn bao thầu xí nghiệp quốc hữu có yêu cầu nhất định, đại cổ đông của Hải Thái là tập đoàn Chính Thái, nếu không đã là đối tượng thích hợp. Quá trình thành lập Hải Thái ra sao, Tương Vi biết rất rõ, mô thức phát triển thị trường của Trương Khắc đưa Hải Thái mau chóng đi vào quỹ đạo. 500 vạn tài chính tập đoàn Chính Thái đưa vào tác dụng tương đối nhỏ, khi ấy tính toán chỉ cần 300 vạn là đủ duy trì vận chuyển bình thường rồi. Nhưng Chính Thái dùng ưu thế tài chính chèn ép cổ phần đáng có của Trương Khắc. Tương Vi tin tưởng tiền đồ thị trường di động trong nước, cổ phần Trương Khắc giảm bớt, có nghĩa là sau này hoa hồng của y sẽ mất rất nhiều. Lần này Trương Khắc gạt tập đoàn Chính Thái ra cùng Hải Dụ lập công ty mới là điều đương nhiên. Nhưng Tương Vi không biết Trương Khắc lấy công ty mới thao tác nhà máy Tân Quang ra sao. Cả đêm qua Tương Vi ngủ không ngon, hình ảnh trước Trương Khắc kia cùng thân phận học sinh cao trung hiện nay cứ quấn lấy đầu óc không thôi, khó làm người ta đem hai ấn tượng khác hắn nhau hòa làm một. Tới công ty gặp Trương Khắc, thấy y đang dùng lời ăn tiếng nói lão luyện lừa gạt đám Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy, thậm chí thi thoảng còn dùng giọng điệu nam nhân ve vãn mình, sao có thể là học sinh cao trung. Nhưng lại không thể không thừa nhận sự thực là thế. Tương Vi ít nhất xác nhận được Hứa Tư, Thái Phi Quyên, Chu Du biết tuổi tác của Trương Khắc, nhưng bọn họ chẳng vì thế là có chút thái độ thiếu tôn trọng nào. Tương Vi nhìn chăm chú Trương Khắc. Giám đốc Tiểu Trương thực sự là học sinh cao trung sao? Trương Khắc lấy thẻ học sinh ra đặt lên bàn. Chị thấy sao? Tương Vi mặt như muốn lên cơn điên. Đúng là học sinh cao trung. Hôm qua nói chuyện điện thoại với Diệp Tiểu Đồng của Thịnh Hâm. Cô ấy coi giám đốc là thần tượng, nói nếu giám đốc muốn gia nhập Thịnh Hâm, cô ấy sẵn sàng nhượng vị trí của mình ra, làm trợ thủ, nếu cô ấy biết giám đốc chỉ là. Tương Vi lúng búng không nói ra lời quan trọng nhất, Hứa Tư nói chêm vào. Là thằng chíp hôi. Tương Vi cười ngượng ngùng, chỉ Hứa Tư nói. Đó là lời trợ lý Hứa đấy nhé, nếu Diệp Tiểu Đồng biết cái đó, hi hi, nhất định là điên mất. Trương Khắc chẳng biết nói sao. Khó hiểu lắm hả? Vâng. Tương Vi gật đầu không hề che giấu, mắt tỏ lại ra ngây thơ. Trương Khắc chẳng coi mình là thiếu niên thiên tài gì, chẳng qua trong đầu óc mình có kinh nghiệm mười mấy năm sau dần dần tích lũy được, cùng tư duy của người trưởng thành. Nói tới tư duy người trưởng thành,
Tương Vi Đúc là một thục nữ mê người, gió thu se lạnh, mặc áo hở cổ màu tím, thoáng lộ ra bầu vú trắng muốt, ánh mắt đong đưa, vậy mà lại còn mang vẻ ngây thơ, thật hết sức quyến rũ, Tống Bồi Minh có sa đọa cũng thông cảm được thôi, chỉ là ở trước dung nhan tuyệt mỹ của Hứa Tư, có hao tổn chút ít. Hứa Tư mới rời trường học chưa lâu, nhưng cơ thể nảy nở, dung mạo kiều diễm, còn chưa hết sự hồn nhiên của thiếu nữ, hòa trộn hai thứ đó với nhau, Tương Vi khó mà sánh được. Trương Khắc dù thi thoảng không kìm được liếc nhìn qua cổ áo của Tương Vi nhìn trộm hai quả bóng đẫy đà, nhưng hoàn toàn không nổi lên chút tâm tư gì. Trương Khắc cười nói, chúng ta nên nghiêm túc thảo luận vấn đề nhà máy giấy Tân Quang trước thì hơn, còn chuyện tôi là học sinh cao trung cho chị thời dân dần dần tiêu hóa. Tương Vi vỗ đầu tỉnh táo lại, không liên hệ y với học sinh cao trung, tuyệt đối có thể coi là anh chàng đẹp trai đáng để quyến rũ, nhìn đôi mắt sáng không có chút tạp chất nào của nam nhân trưởng thành, cô hâm mộ quan hệ thân mật giữa Hứa Tư và Trương Khắc. Đương nhiên, theo Tương Vi thấy, đằng sau mối quan hệ này tựa hồ có chuyện phức tạp hơn, song Hứa Tư không phải là cô gái phức tạp, chỉ là dung mạo quá xinh đẹp, với cô gái như vậy mà nói, chưa chắc đã là may mắn. Chương 73, ra giá trên trời trả giá dưới đất. Tương Vi ngồi vặn mình cho đỡ mỏi, hỏi Trương Khắc. Công ty mới chỉ có ba chúng ta thôi sao? Không, chỉ có hai người thôi, tôi là học sinh cao trung, còn chuẩn bị thi giữa kỳ. Trương Khắc lắc đầu. Phân công hiện nay là Hứa Tư phụ trách việc sắp xếp công ty, chị phụ trách hiệp đàm với chính phủ khu Nam Thanh, lấy cơ sở là điều kiện hôm qua tôi nói với Tống Bồi Minh, không liên quan tới phương án kinh doanh cụ thể sau này. Cô có biết điều kiện giám đốc Tiểu Trương nói với khu trưởng Tống hôm qua không? Tương Vi quay sang Hứa Tư oán trách, trước bữa cơm hôm qua, Hứa Tư ở trong sân chuẩn bị, chỉ nghe Trương Khắc nói chuyện bao thầu và nhân viên nghỉ việc, còn điều kiện cụ thể thì không thấy Trương Khắc nói. Tương Vi thấy Hứa Tư không biết, thầm nghĩ, quên mất hôm qua Trương Khắc chỉ chuyển lời Tạ Vãn Tình. Kỳ thực đó đều là ý kiến cá nhân của Trương Khắc. Có trải nghiệm hai tháng trước đó, Tương Vi hoàn toàn không hoài nghi năng lực vận hành công ty của Trương Khắc, nói. Điều kiện hôm qua có chút hà khắc, chính phủ Thành Nam khó mà chấp nhận được. Trương Khắc cười. Ra giá trên trời trả giá dưới đất, cuối cùng đàm phán thành thế nào, phải xem năng lực chị Tương. Nhìn kiểu cậu cười kìa. Hứa Tư thấy Trương Khắc cười rất đắc ý, liền lên tiếng trêu y. Tương Vi thì nhìn ra sự tự tin trong đó. Cô ta hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của việc công ty mới bao thầu nhà máy Tân Quang quan trọng thế nào với Tống Bồi Minh, ông ta bị Trương Khắc nắm trúng điểm yếu rồi, trong lòng không khỏi thương hại cho Tống Bồi Minh. Thấy Tương Vi trầm tư, Trương Khắc hỏi. Chị Tương sẽ chủ động không tiết lộ cho Tống Bồi Minh biết nội tình của chúng ta chứ? Sao tôi có thể làm như vậy được? Tương Vi mặt đỏ lên, cố gắng che giấu. Hơn nữa, rốt cuộc cậu có chủ ý gì? Phương án kinh doanh cụ thể sau khi bao thầu là gì tôi cũng không biết. Về tiền đồ nhà máy, tôi nghĩ Chu Phục rõ hơn ai hết, chị Tương muốn tìm hiểu tình hình nhà máy thì cứ tìm ông ta, tư liệu trong tay chúng ta dứt khoát không tỉ mỉ bằng kiến thức trong bụng ông ta. Đầu tư vào nhà máy mới rất lớn, khiến công tác hậu kỳ của nhà máy không theo kịp, thành thiếu hút tài chính. So với tình hình kỹ thuật lạc hậu trong nước, nhà máy mới có thể sản xuất ra sản phẩm bậc trung tới cao. Chỉ cần khôi phục sản xuất, hiệu quả là không phải nghi ngờ. Ngoài ra còn vấn đề bố trí nhân viên nhà máy và tận dụng hợp lý nguồn lực nhà máy cũ, tôi có một suy nghĩ, chắc Chu Phục và cao tầng quản lý nhà máy cũng có suy nghĩ này. Tôi hy vọng chị Tương giúp tôi liên hệ với họ, điều kiện chúng ta đưa ra tuy có hà khắc, nhưng chỉ cần chúng ta có thể để nhà máy mới đi vào sản xuất thuận lợi, liên tục sinh ra lợi nhuận, điều kiện hà khắc tới đâu cũng sẽ được chấp nhận. Trương Khắc nghiêm túc nói. Hiện nhà máy cũ thiết bị lạc hậu rỉ sét, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả không tốt khiến cuộc sống công nhân khó khăn, mất ổn định xã hội, đóng cửa nó là chính xác. Nhưng do công nhân phản kháng kịch liệt, tôi nghĩ Tống Bồi Minh đã dao động rồi, sau khi chúng ta bao thầu sẽ đóng cửa nhà máy cũ, khởi động nhà máy mới, giải quyết hai mâu thuẫn lớn cho ông ta, các điều kiện khác chính phủ Thành Nam lại chẳng nhượng bộ hay sao. Khóe miệng Tương Vi cong lên thành nụ cười, nói nửa ngày trời. Trương Khắc vẫn không chịu lộ kế hoạch của y, tuy công ty mới dùng thủ đoạn tài vụ đưa tài sản nó lên tới hơn 300 vạn, song tiền mặt thực tế có 70 vạn, không thể giải cơn khát của nhà máy. Có điều với bối cảnh của Hải Dụ, chỉ cần Tạ Vãn Tình ra mặt, năng lực điều động tài chính dứt khoát hơn hẳn chính phủ Thành Nam. Trương Khắc thấy Tương Vi không có ý kiến, tiếp tục nói. Tôi đã thương lượng với chị Vãn Tình, hai chiếc xe kia Hải Thái đang dùng, chúng ta mua một cỗ xe mới.
thời gian đầu điều kiện hơi gian khổ một chút, mua Audi thôi, tôi nhớ chị Tương có bằng lái, chiếc xe này cấp chị dùng. Tương Vi há hốc mồm, công ty mới tài chính có hạn, mua một cỗ xe tốn quá nửa, nhưng bội phục khí phách của Trương Khác. Thói đời hiện nay, người ta chỉ nhìn xe không nhìn người, có một chiếc xe tốt, có thể trừ bỏ rất nhiều nghi ngờ trong mắt người khác, đó là nguyên nhân Tạ Vãn Tình đem hai chiếc xe tốt nhất của Hải Dụ điều tới cho Hải Thái dùng. Đi theo ông chủ như thế làm việc, Tương Vi còn phải băn khoăn gì nữa? Lúc này máy nhắn tin bên hông Tương Vi kêu vang, cầm lên xem, là số chính phủ Nam Thành, liền nói với Trương Khác. Chắc là điện thoại của khu trưởng Tống. Tương Vi lấy điện thoại của văn phòng gọi lại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, che ống nghe nói. Công nhân nhà máy đang bao vây trước chính phủ khu, yêu cầu có câu trả lời chính xác việc an bài công nhân viên. Trương Khác cau mày. Chẳng phải hôm qua Tống Bồi Minh đã hứa trước mặt mọi người, chính phủ khu sẽ trợ cấp một phần phí sinh hoạt cho công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống sao? Có kẻ độc địa nào đó tung tin đồn khu muốn cho toàn bộ công nhân viên nhà máy nghỉ việc, cho nên bọn họ cho rằng hôm qua khu trưởng Tống lừa bọn họ, hiện giờ khu trưởng Tống không trấn áp được cục diện, công nhân yêu cầu bí thư Vương ra mặt, nhưng chẳng biết Vương Kỳ Giang trốn đi đâu rồi, không tìm được ông ta. Tương Vi nóng ruột nói. Khu trưởng Tống hỏi chúng ta đã xác định việc bao thầu nhà máy chưa? Hứa Tư không ngờ một câu nói hôm qua của Trương Khác quả nhiên dồn Tống Bồi Minh vào đường cùng. Trương Khác đưa tay tiếp lấy điện thoại. Alo, chú Tống, là cháu, Trương Khác đây. Giọng của Tống Bồi Minh phía bên kia có chút cấp bách. City Hải Dụ đã xác định ý nguyện bao thầu nhà máy chưa? Vấn đề cụ thể chưa thảo luận, tin tức chưa xác định này khó vỗ về được công nhân. Trương Khác bình tĩnh nói. Chỉ có thể nói là có ý hợp tác, cháu sẽ đem ý hướng này chuyển báo cho ba cháu ngay, cháu nghĩ bác Đường cũng sẽ mau chóng biết. Như vậy càng tốt. Giọng Tống Bồi Minh có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Tống Bồi Minh đương nhiên biết sức nặng câu nói đó của Trương Khác, hiện giờ ông ta đang bị cô lập, chỉ là khu trưởng trên danh nghĩa, đám lãnh đạo khác trong khu kiếm cớ chuồn hết, ông ta muốn duy trì trật tự nhưng không chỉ huy được ai, nếu có thành phố ủng hộ, tình thế sẽ khác hẳn. Trương Khác gọi điện cho cha, lúc đầu máy bận, một lúc sau mới thông được. Ba đang ở đâu thế? Đang ở chính phủ thành phố, thằng nhóc nhà con ở đâu mới đúng? Sắp thi giữa kỳ rồi, đừng làm mẹ con mặt nặng mày nhẹ với cha đấy. Con đâu có thời gian quan tâm tới chuyện đấy, công nhân nhà máy Tân Quang lại gây chuyện, cha đã biết chưa? Ừ, thành phố đang chú ý chuyện này, tâm tình của công nhân tạm thời còn ổn định, Tống Bồi Minh gọi điện cho con rồi à? Vâng, con ở City Hải Thái, vừa nhận điện thoại của ông ta. Chuyện con nói hôm qua ra sao rồi? Trong thế chế quan liêu quốc nội có một tệ nạn xấu, đó là đoán ý quan trên. Đây là sự thực không thể thay đổi trong thời gian gần. Dù Từ Học Bình có không muốn như thế cũng không thể ngăn người dưới suy đoán này nọ. Cho nên Đường Học Khiêm không dám tỏ thái độ ủng hộ Tống Bồi Minh. Tối hôm qua con gọi điện cho chị Vãn Tình, nói tính toán bao thầu nhà máy Tân Quang. Nhưng tất cả chỉ vừa mới tiếp xúc, không thể lấy nó ra trấn an công nhân được, huống hồ công nhân nhà máy hung hãn như thế, sau này bao thầu nhà máy rất khó khăn. Có dự định là tốt rồi. Dù Trương Chi Hành hay Đường Học Khiêm, chỉ cần xác nhận thái độ của Từ Học Bình, Tạ Vãn Tình với nhà máy Tân Quang, mới là chỗ dựa cho quyết định của họ. Ba sẽ nói cho bác Đường của con, City Hải Thái ai phụ trách việc này. Trương Khác nhìn Tương Vi. Sẽ thành lập công ty mới, do giám đốc công ty phụ trách, cha có muốn nói chuyện với cô ấy không? Không cần, chuyện này cuối cùng xử lý ra sao vẫn do chính phủ thành Nam ra mặt. Chương 74 Chuyến đi lên tỉnh. Trương Khác cúp điện thoại nói với Tương Vi. Thành phố đang theo dõi chuyện xảy ra ở Thành Nam, tôi nghĩ sau cú điện thoại này sẽ mau chóng có phản ứng, chị đại biểu cho công ty tới xem Tống Bồi Minh xử lý chuyện này ra sao, nhưng đừng tỏ thái độ. Hay là gọi điện cho khu trưởng tổng trước? Tương Vi lo lắng hỏi. Chị thấy cần phải thế sao? Trương Khác nhìn thẳng vào Tương Vi, quan hệ vi diệu giữa cô ta và Tống Bồi Minh, lợi dụng tốt mới có lợi cho công ty. Không thể biến nó thành trở ngại. Nếu Tống Bồi Minh được thành phố ủng hộ thì còn cần chúng ta an ủi không? Tương Vi không dám nhìn Trương Khác, mắt y như xoáy vào tim người ta, làm lưng người ta rợn hết cả lên, cười gượng muốn đẩy cửa ra ngoài, Trương Khác gọi lại. Chiếc pho ở dưới đó, chỉ tới chỗ chị Thái mà lấy chìa khóa. Tương Vi ra ngoài rồi, Trương Khác thấy vẻ mặt Hứa Tư rất lạ, hỏi. Chị làm sao thế? Nhìn không thấu cậu.
Hứa Tư thở dài. Hành vi của cậu có thể nói là lật tay làm mây, úp tay làm mưa rồi. Đẩy rắc rối cho người khác là chuyện bất đắc dĩ, hiện giờ chúng ta chưa có năng lực ứng phó với vấn đề này, chỉ đành dùng một chút thủ đoạn. Trương Khắc không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Hứa Tư. Em tin có thể thuận lợi giải quyết vấn đề của nhà máy giấy, tất cả đều trong tầm tay, chuyện nho nhỏ này sẽ không gây tổn hại tới ai. Trương Khắc nói thế, làm Hứa Tư cảm thấy y có chút trẻ con, nhưng lại muốn tin y, nở nụ cười dịu dàng. Tương Vi đi lúc 3 giờ, tới tận 6 giờ mới trở về báo cáo tình hình. Chu Phú Minh gọi điện quát tháo Vương Kỳ Giang một chập, bảo ông ta ra mặt giải quyết vấn đề. Đây là lần đầu tiên thành phố tỏ rõ lập trường, khó khăn của công nhân, chính phủ phải nhìn vào mắt, ghi vào lòng, nhưng phải nghiêm túc đối đãi với việc công nhân tụ tập gây chuyện không biết giới hạn. Tiếp đó Đường Học Khiêm gọi điện cho Tống Bồi Minh, khẳng định tình chính xác của việc đóng cửa nhà máy cũ, yêu cầu chính phủ khu kiên trì nguyên tắc, kiên nhẫn thuyết phục quần chúng, hỏa giả tình thế. Có hai người đứng đầu thành phố tỏ thái độ, Vương Kỳ Giang và Tống Bồi Minh lập tức thực hiện lời hứa hôm qua của Tống Bồi Minh. Dùng tài chính khu cấp 28 vạn giải quyết khó khăn cuộc sống của công nhân nhà máy giấy, còn với những công nhân tấn công vào chính phủ khu hôm nay, lấy danh nghĩa quấy nhiễu trị an xã hội, giam giữ hành chính, yêu cầu nhà máy Tân Quang khai trừ để xử phạt. Thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt mau chóng dẹp yên phong ba. Trương Khắc không nói nhiều, chuyện bao thầu kinh doanh giao cho Tương Vi tiếp xúc với chính phủ Thành Nam. Một ngày thứ bảy lần thứ hai của tháng 11, Trương Khắc kéo Hứa Tư lên tỉnh lấy xe mới. Xe mua thông qua con đường đặc biệt của Thịnh Hâm, tiết kiệm được một khoản chi phí. Một tuần trước đó vừa tiến hành kỳ thi đầu tiên của năm thứ nhất cao trung, dưới sự thúc giục của Hứa Tư, Trương Khắc chăm chỉ đọc sách vài ngày. Thứ cần phải học quá nhiều, Trương Khắc chẳng hy vọng xa vời có thành tích khá khẩm một chút. Mặc dù đã là tháng thứ hai sau khi nhập thu, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống, Hứa Tư mặc áo dệt kim trễ cổ siêu ngắn, bên trong là áo lót màu đen ôm không hết bầu ngực căng phồng lộ ra khoảng trắng giết người. Quần dài bó chặt đôi chân dài thon thả, giày cao gót màu cà phê. Mặc dù vẫn là trang phục kiểu công sở, nhưng mang vẻ gợi cảm Trương Khắc lâu rồi mới được thấy. Hứa Tư không đeo kính, mái tóc đen xóa tung sau vai, nụ cười như hoa xuân, làm Trương Khắc ngây ngất ngầm nhìn thiếu chút nữa chảy cả nước dãi. Nhìn cái gì đấy? Hứa Tư đưa tay ra che mắt Trương Khắc, cười quyến rũ. Còn không mau xách đồ giúp tôi. Bởi vì nói muốn lên thành phố thăm chị Vãn Tình và chị Đồng, cha Hứa Tư chuẩn bị rất nhiều đặc sản Hải Châu, đương nhiên có một phần cho Hứa Duy. Gấp gì chứ, lâu lắm rồi không được thấy cách ăn mặc mê người này của chị, hay là chúng ta ở lại tỉnh thành một ngày, lấy xe xong tiện dạo phố. Bị Hứa Tư làm cho thần hồn điên đảo, Trương Khắc cười ngượng ngập, nhận lấy hành trang trong tay Hứa Tư. Thôi đi, công ty nhiều việc như thế, thời gian đâu mà chơi với cậu. Hứa Tư lấy kích đen ra đeo lên, che đi quá nửa khuôn mặt, nhưng làm cánh môi hồng kiểu diễm càng thêm cám dỗ. Trương Khắc nhét hành lý vào trong khoang hành lý xe khách, hai người lên xe. Vì đột xuất tới trạm xe mua vé, chỗ nên chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, Trương Khắc để Hứa Tư ngồi sát bên cửa sổ, gió thổi bay mái tóc của cô, có vài sợi tóc dán sát lên gò má chân mịn, Trương Khắc nhìn không chớp mắt, không biết có nên giúp cô gạt sợi tóc kia ra không. Hứa Tư cảm nhận được ánh mắt tham lam của Trương Khắc. Nhưng chẳng làm gì nổi y, mà cũng chỉ với mình Trương Khắc mới có ánh mắt đó, trong lòng không khỏi có chút dịu ngọt, đưa tay lên chống cằm, dáng vẻ có chút trầm tư. Đang nghĩ tới chị Hứa Duy phải không? Ừ, nó lâu lắm rồi chưa về nhà, từ sau khi phẫu thuật xong, nó không về Hải Châu nữa, thi thoảng có gọi điện thoại, nhưng hình như không muốn nói chuyện với tôi lắm. Làm gì có chuyện đấy? Trương Khắc an ủi. Có lẽ chị Hứa Duy cho rằng mình mang tới gánh nặng quá lớn cho gia đình. Chị chẳng nói chị ấy làm thêm ở trường sao, khả năng vì tranh thủ kiếm tiền, nên mới không có thời gian về Hải Châu. Tôi chỉ lo nó quá quật cường, sau khi phẫu thuật xong 2 tháng, dứt khoát muốn về trường, e sức khỏe của nó không chịu được. Hứa Tư lo âu nói. Lo lắng vô cớ làm gì, tới tỉnh thành chẳng phải gặp chị ấy rồi sao? Trương Khắc ôm đầu dựa vào lưng ghế. Vốn định lấy xe xong đưa chịu đi dạo, thôi vậy, cùng chị đi thăm chị Hứa Duy trước. Xe khách đi tới thẳng tổng trạm khí vận, vừa mới xuống xe lấy hành lý, đi ra trạm xe, liền thấy Tạ Vãn Tình và Diệp Tiểu Đồng nắm tay chỉ Đồng đứng ở cửa, bên cạnh có một nam nhân anh Tuấn, tuổi chừng 35, khuôn mặt có nét tương tự Diệp Tiểu Đồng. Hai người đi tới, Diệp Tiểu Đồng giới thiệu ngay. Giám đốc Trương, nghe nói anh và trợ lý Hứa tới tỉnh thành, tổng giám đốc Diệp muốn ra đón,
mong rằng anh không thấy quá đường đột. Diệp Kiến Bân, Tổng Giám đốc City cổ phần hữu hạn Thịnh Hâm. Trương Khắc mỉm cười. Giám đốc Diệp tới đón làm chúng tôi sợ hãi, cũng làm chúng tôi như được tắm gió xuân, có điều tôi phải chào công chúa nhỏ trước đã. Giao hành lý cho lái xe của Tạ Vãn Tình, Trương Khắc bế Chỉ Đông giơ cao trên không trung xoay mấy vòng, Chỉ Đông cười khanh khách, quay mặt đi không cho Trương Khắc thơm. Trương Khắc thơm chụt hai cái lên đôi má bầu bĩnh, để cô bé ngồi trên vai mình, tay giữ chặt lấy hông Chỉ Đồng rồi mới bắt tay Diệp Kiến Bân. Sớm muốn mời giám đốc Trương tới tỉnh thành chơi, lại nghe giám đốc Tạ nói giám đốc Trương không phụ trách nghiệp vụ của Hải Thái nữa, tôi luôn lấy làm tiếc. Anh cứ gọi thẳng tên tôi là Trương Khắc đi, tôi ít tuổi hơn giám đốc Diệp nhiều, gọi chức danh, không thoải mái lắm. Trương Khắc cười tự nhiên, Diệp Kiến Bân có bối cảnh quân đội. Nhờ đó mua được chiếc Audi này tiết kiệm ít nhất 16 vạn. Hiện giờ người dân mang tâm lý bài trừ rất mạnh cách làm rối loạn trật tự kinh tế này, đương nhiên kiếm vài chiếc xe không vấn đề gì. Chẳng những thế loại xe này biển số so với xe địa phương còn oai hơn chục lần, thi thoảng vượt đèn đỏ đã là điển hình giữ quy củ, còn chủ động nộp lộ phí, dứt khoát được coi là người dân lương thiện. Trước kia Trương Khắc luôn từ chối gặp mặt Diệp Kiến Bân, một là không có thời gian, thêm nữa là quá can thiệp vào Hải Thái. Chưa chắc được người ta thích, Tạ Vãn Tình mới tiếp nhận công ty, rất cần người phía dưới ủng hộ. Lần này được Diệp Kiến Bân giúp một chuyện lớn, muốn nhân cơ hội lên tỉnh thành lấy xe, thuận tiện tới thăm, không ngờ hắn tới đón mình. Chương 75, lại tính tay không bắt giặc. Diệp Kiến Bân bày tiệc tẩy trần ở nhà hàng Gia Phú, tham dự bữa tiệc còn có Phó Tổng Giám đốc Diệp Kiến Tân, Tổng Giám sát thị trường Thiệu Tâm Văn, đều là thanh niên ưu tú chừng 30. Bọn họ ngạc nhiên vì Trương Khắc trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, càng kinh ngạc vẻ đẹp tuyệt luân của Hứa Tư, giống Diệp Kiến Bân, bọn họ coi Hứa Tư và Trương Khắc là một đôi tình nhân, nên khắc chế bản thân giữ lễ tiết. Ngoài ra còn có Ngô Tấn Vinh, Phó Tổng Giám đốc của Hải Dụ. Trong bữa tiệc chủ đề tối đa vẫn là về điện thoại di động số. Thời đó dù điện thoại cầm tay analog hay di động số, đều là thứ xa xỉ phẩm, một chiếc phải 2-3 vạn. Mà thu nhập bình quân cả năm thời đó chưa tới 5.000 đồng, điều đó khiến một số chuyên gia không coi trọng thị trường trong nước. Nhưng đó là nhận thức bảo thủ thôi, ở phương diện này Diệp Kiến Bân có tầm nhìn vượt xa người khác, tất nhiên trước mặt Trương Khắc có kiến thức thị trường mười mấy năm sau, Diệp Kiến Bân chỉ có phần rửa tai lắng nghe. Tầm nhìn xa trông rộng của Trương Khắc về thị trường di động số khiến Cao Thị Marketing có mặt trong bữa tiệc khâm phục, huống hồ bản thân Trương Khắc ở phương diện marketing có kiến thức hơn người. Bữa cơm ăn tới 3 tiếng, thức ăn hâm nóng mấy lần, Diệp Kiến Bân vẫn còn chưa tận hứng, nắm chặt lấy tay Trương Khắc nói. Nếu chẳng phải giám đốc Tạ không chịu thả người, tôi nhất quyết mời giám đốc Trương về Thịnh Hâm. Chỉ vào Thiệu Văn Tâm. Sau đó kéo tên tiểu tử này xuống cho làm trợ thủ của giám đốc Trương. Thiệu Văn Tâm tâm phục khẩu phục, huống hồ biết Trương Khắc sẽ chẳng tới Thịnh Hâm chiếm mất ghế của mình, cũng tới bắt tay Trương Khắc, nhất định yêu cầu y chỉ điểm công tác mới chịu buông tay. Hứa Tư nhìn thấy cảnh này cảm giác rất quái dị, nghiêng đầu sang thấy Tạ Vãn Tình đang cười trộm. Chẳng phải Tạ Vãn Tình không chịu thả người mà Trương Khắc còn kiếp sống cao trung 3 năm nữa ở Hải Châu. Ăn trưa xong đã là 3 giờ chiều, xe được lái xe của Thịnh Hâm đưa tới. Vào năm 94, Audi trong nước được coi là chiếc xe khá được rồi, xe màu đen, không hề phô trương, biển số mở đầu bằng K3 đó là biển quân dụng của quân khu lớn, biển số còn đắt hơn cả xe. Trương Khắc hướng về phía Diệp Kiến Bân ra hiệu không dám tin. Giám đốc Diệp, thế này thì tôi lợi quá. Diệp Kiến Bân cười ha hả, vỗ vai Trương Khắc. Biển số này không có nhiều đâu, lần này có cơ hội, thuận tiện kiếm cho cậu. Đây là phần thưởng cho công tác trước kia của Trương Khắc, cũng là thủ đoạn lung lạc của Diệp Kiến Bân. Năm sau di động giao diện tiếng Trung của Ericsson sẽ tung ra thị trường, việc định ra phương án mở rộng thị trường là không trốn được. Trương Khắc không thay đổi được sự thực phải 2 năm nữa mới có thể lấy bằng lái, lại không muốn lộ tẩy trước mặt đám Diệp Kiến Bân, nói thác đi còn có chuyện thương lượng với Tạ Vãn Tình, bảo bọn họ đi trước. Nhìn đám Diệp Kiến Bân lái xe rời đi, Hứa Tư và Tạ Vãn Tình đột nhiên nhìn nhau bật cười, Tạ Vãn Tình cười gập cả bụng. Chỉ còn lo phải giải thích với Diệp Kiến Bân chuyện tuổi tác của em đây, ai ngờ bọn họ không hề nhận ra. Chị xem cậu ta toàn mặc thứ y phục già chát, còn thích nghiêm mặt lại. Môi thì mím chặt, mắt nhìn chằm chằm vào người ta, nhìn ra tuổi cậu ta mới là lạ đấy. Hứa Tư cười, mắt như vầng trong cong. Em chẳng còn nhớ dáng vẻ cậu ta lúc mới gặp rồi. Chị thì vẫn còn nhớ,
Khi đó Trương Khắc xông ra cướp lấy chỉ đồng ngay trước bánh xe, làm sao chị quên được. Tạ Vãn Tình gần như thoát ra khỏi bi thương sau tai nạn, khoác tay Hứa Tư. Đi thử xe mới của hai đứa nào. Hứa Tư ngẩn người, Trương Khắc trước kia chưa từng nói với cô chuyện này, chẳng trách Tạ Vãn Tình tín nhiệm và dung túng Trương Khắc như vậy, Trương Khắc cũng không phụ sự tín nhiệm đó. Hứa Tư lái xe mới thử ở trong bãi để xe của nhà hàng Gia Phú, Trương Khắc không chịu nổi mùi xe mới, đứng ở bên bãi đỗ xe, nói chuyện với Tạ Vãn Tình. Kỳ hạn bao thầu là 10 năm, lợi nhuận chia 4/5 với chính phủ khu, thuế doanh nghiệp là thu nhập chủ yếu của tài chính địa phương, khó mà miễn giảm được, nhưng trong 3 năm miễn giảm toàn bộ loại thuế phí địa phương khác, 5 năm chỉ thu một nửa. Trong thời hạn bao thầu còn ưu tiên thu mua lại nhà máy giấy, điều kiện không tệ, đợi công ty mới đăng ký xong, sẽ ký hợp đồng. Trước đó chị Thái đã đưa tài liệu tỉ mỉ cho chị rồi đấy, nhà máy cũ phải đóng cửa. Thiết bị và công nghệ của nhà máy mới có thể sản xuất đồ cao cấp, nên yêu cầu nguyên liệu cũng rất cao, hiện giờ chỉ có nhập khẩu mới đáp ứng được, chỉ có thể để Hải Dụ đại diện liên lạc thương nhân mậu dịch hải ngoại không. Điều này không thành vấn đề, nhưng muốn đi vào sản xuất cần hơn 1.000 vạn, em định giải quyết ra sao? Xe tới trước núi ắt có đường, hiện giờ không vội, em không muốn hợp tác với tập đoàn chính Thái. Tạ Vãn Tình mỉm cười. Hiện giờ đã sắp cuối năm, hạn ngạch cho vay 1 năm của ngân hàng đã dùng sạch, chỉ có công ty lớn mới có tài chính sung túc, nếu em tự nghĩ được cách thì không gì tốt hơn rồi. Ban đầu em chỉ nghĩ do Hải Dụ dùng hình thức tín dụng tiến hành giao dịch với doanh nghiệp mậu dịch hải ngoại, có thời gian đệm từ 3 tới 6 tháng. Mà chu kỳ sản xuất của nhà máy cần 1 tháng rưỡi, chỉ cần tính toán khéo, hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian tín dụng giải quyết vấn đề nguyên liệu. Cho dù hạn ngạch cho vay của các ngân hàng đã dùng hết, Hải Dụ mở một khoản tín dụng 1.000 vạn chắc không thành vấn đề. Bỏ đi khoản mua nguyên liệu này, nhà máy chỉ cần 300,400 vạn là có thể đi vào sản xuất, chắc không thành vấn đề. Trương Khắc gập ngón tay tính. Phương thức chi trả tín dụng là một phương thức chi trả chủ yếu của ngân hàng khi tham dự kết toán mậu dịch quốc tế. Với doanh nghiệp mậu dịch hải ngoại mà nói, phương thức này cung cấp một người chi trả đáng tin cậy, ngân hàng. Chỉ Nghiêm Khắc dựa theo thời gian trong hợp đồng đưa ra nguyên liệu, là có thể có được khoản vay tín dụng có kỳ hạn từ ngân hàng. Hải Dụ là trung gian giữa doanh nghiệp mậu dịch và nhà máy, nếu ứng tạm tiền hoàn thành mua bán, sẽ tạo thành tài chính khẩn trương cho chính bản thân, chỉ cần mở khoản tín dụng ở ngân hàng quen là có thể hoàn thành giao dịch, nguyên liệu làm giấy sẽ được chuyển tới cảng trong nước. Thậm chí không cần Hải Dụ ra mặt, chỉ cần cung cấp chứng từ giấy tờ cụ thể, là có thể hoàn thành giao dịch qua tay lần thứ hai với nhà máy Tân Quang. Nhà máy có được nguyên liệu, tổ chức sản xuất, tiêu thụ, thu hồi vốn, chỉ cần trả tiền cho ngân hàng trước kỳ tín dụng là được. Kỳ tín dụng thông thường từ 3 tới 6 tháng, trong thời gian ngắn như thế, bao gồm khâu vận chuyển nguyên liệu vào trong nước, tổ chức sản xuất, tiêu thụ thu hồi vốn, phải tính toán thật chính xác các khâu mới có thể thành công được. Tạ Vãn Tình không hiểu Trương Khắc học đâu ra chi thức mậu dịch phong phú này, nhưng giờ cô quen rồi, chẳng muốn hỏi nữa, nói. Phương thức này về lý luận có thể giải quyết vấn đề nguyên liệu, nhưng thao tác rất khó, các phương diện phải phối hợp hoàn hảo, có chút sai sót thôi cũng không được. Chủ yếu xem biểu hiện của Hải Dụ rồi, từ giờ phải tích cực tìm doanh nghiệp cung ứng, đợi nhà máy Tân Quang chuẩn bị xong là tiến hành giao dịch. Còn một điều nữa, khi ký hợp đồng, cố gắng kéo dài thời gian tín dụng, cho dù có sơ suất gì, kéo dài tới năm sau, dù thiếu tiền cũng không lớn lắm, thế nào cũng có cách bù vào. Tạ Vãn Tình gật đầu. Vậy chị sẽ giúp em phụ trách mảng này. Trương Khắc cười. Vụ này làm xong, Hải Dụ có thể phát triển theo phương hướng mậu dịch xuất nhập khẩu, còn phần ở địa phương, có thể giao hết cho Hải Thái. Với nhu cầu đồ cao cấp trong nước hiện nay, tiêu thụ hồi khoản không phải là vấn đề lớn, huống chi trong tài khoản của Hải Thái có chút tài chính, có thể ứng trước. Chương 76, bà chị thật lãnh đạm. Cung ứng đồ cao cấp ở trong nước thiếu hụt nghiêm trọng, trong toàn bộ phương án tiêu thụ. Thời gian hồi khoản là điều không thể khống chế nhất, một khi do Hải Thái tham dự, với Tân Quang mà nói, nguy hiểm sẽ giảm tới mức thấp nhất, khiến Trương Khắc đề xuất ra phương án bao thầu kia. Nghe Trương Khắc nói, Tạ Vãn Tình rất phấn chấn, nói tới việc tận dụng các nguồn lực, Trương Khắc là cao thủ. Bao thầu nhà máy giấy Tân Quang, sẽ tận dụng hết khả năng của Hải Thái và Hải Dụ, đưa hai khâu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm khó nắm chắc trong thời gian ngắn đều được giải quyết. Với Hải Dụ cũng cực kỳ có lợi, Hải Thái và Hải Dụ và nghiệp vụ có chỗ mâu thuẫn nhau, cần tiến hành chuyển hình phương hướng kinh doanh, Hải Dụ ngoại trừ di động số ra, cần tăng cường nghiệp vụ khác.
Tạ Vãn Tình đột nhiên rất kỳ vọng xem Trương Khắc giải quyết vấn đề thiếu tài chính khởi động nhà máy ra sao. Nếu thiếu 300,400 vạn, gom góp giật gấu vá vai một chút cũng không quá khó, nhưng Tạ Vãn Tình chờ đợi khuôn mặt có chút non nớt nhưng đầy kiên cường kia thể hiện thế nào. Do bữa cơm chưa tốn quá nhiều thời gian, Hứa Tư không thể tới thăm Hứa Duy. Buổi tối ăn cơm ở Tân Mai Uyển, Hứa Tư lần đầu tiên đi vào khu vực thần bí trong con mắt người ngoài này, các lãnh đạo của đảng chính phủ của tỉnh đều ở đây, có thể nhìn ra từ học bình yêu quý Trương Khắc không chỉ phải vì ý cứu sống chỉ đồng. Trên bàn ăn, từ học bình hỏi tới chuyện City Hải Thái, biết Trương Khắc tham gia vào một số việc, chú Thúc Huệ lo cho việc học của y, ngược lại từ học bình tỏ ra tán đồng. Tôi 11 tuổi vào thành học việc, giải phóng xong mới vào trường đi học, nhớ lại 3 năm học việc có ích nhất cho cuộc đời của tôi. Trên bàn ăn nói rất nhiều chủ đề liên quan tới kinh tế, thân là bí thư chính pháp ủy, đột nhiên quan tâm tới kinh tế trong nước, ý nghĩa không nói cũng rõ. Bắt đầu từ năm 92, kiến thiết kinh tế thành trọng điểm của kiến thiết quốc nội, trước đó từ học bình còn tham gia một khóa nghiên cứu kinh tế trong thời gian ngắn. Do nghề nghiệp, Trương Khắc càng quan tâm tới tình thế phát triển ngành nghề, còn đối với việc điều khống kinh tế không đi sâu tìm hiểu lắm, nhưng có kiến thức sơ bộ về điều khống ổn định vĩ mô mười mấy năm sau trong nước. Dù không có nhận thức chuyên sâu, nhưng nhận thức phương hướng lại càng phù hợp với quan điểm trào lưu của giới kinh tế học khi đó, cũng hợp với khẩu vị của từ học bình. Buổi tối ở lại Tân Mai Uyển, Hứa Tư và Tạ Vãn Tình chiếu cố chỉ đồng, nghỉ ngơi cùng một phòng, Trương Khắc đánh cờ với từ học bình, tiếp tục chủ đề trên bàn ăn. Nói chuyện tới 2 giờ sáng, buồn ngủ tới ngáp ngắn ngáp dài mới ai về phòng nấy. Sáng hôm sau Trương Khắc dậy sớm, có điều từ học bình thì đã tới tỉnh ủy từ lâu rồi, thầm nghĩ ông già sắp 60 này thật không đơn giản, một ngày chắc nghỉ ngơi không quá 5,6 tiếng mà ánh mắt chẳng hề có vẻ mệt mỏi. Ăn sáng xong, Trương Khắc và Hứa Tư ngồi cùng xe, rời Tân Mai Uyển tới Đại học Đông Hải. Tới cửa trường đại học, Hứa Tư muốn xuống đưa chứng minh, Trương Khắc nói. Lái xe mang biển quân dụng K3 mà ngay cả Đại học Đông Hải cũng không vào được, chẳng phải để Diệp Kiến Bân cười cho thối mũi. Chuyện này, Hứa Tư không có khái niệm với loại đặc quyền này, cũng không nhìn thấy phòng bảo vệ có người đi ra cho phép đi, nghi hoặc nhìn Trương Khắc. Trương Khắc đưa tay bấm còi, rồi ung dung ngồi về ghế phụ. Bảo vệ thò đầu ra ngó nghiêng, bảo vệ của Đại học Đông Hải biết nhiều thấy rộng, xe Audi lại gắn biển quan quân cao cấp, lập tức cái hai người đi ra nâng rào chắn. Khi xe đi qua còn làm bộ làm tịch đứng nghiêm kính lễ, nhìn tuấn nam mỹ nữ trong xe không mặc quân phục cũng không dám ngăn lại kiểm tra. Từ cửa chính đi vào là một con dốc, hai bên là cây ngô đồng cao lớn, đường sâu hun hút, không nhìn thấy điểm cuối. Hứa Tư rất quy củ giảm bớt tốc độ, Trương Khắc nói. Nhà máy thiếu tiền, lại lấy cả đống tiền lớn ra mua xe, chị Hứa Tư nhất định nghi hoặc lắm phải không? Tôi làm công cho cậu mà, nào dám, có điều hơi nghi hoặc thật. Trương Khắc đùng đỉnh nói, thế giới này chỉ tồn tại hai loại người, một loại muốn cái gì có cái nấy, mỗi một sợi lông của hắn cũng được chăm sóc chu đáo. Một loại người là cần cái gì thiếu cái đó. Đó là nguyên văn trong một bộ tiểu thuyết chứ danh nhiều năm sau mới phát hành, nói lên chân tướng tàn khốc của thế giới này. Hứa Tư ngạc nhiên quay đầu sang, thấy trên mặt Trương Khắc có chút tang thương mà thiếu niên không nên có, trong lòng đột nhiên sinh ra thương cảm. Lần đầu tiên cô cảm thấy trưởng thành sớm cũng đâu phải là chuyện tốt. Dù tiết kiệm tiền không mua cái xe này cũng chẳng ích gì cho nhà máy. Trương Khắc nói chắc nịch. Phải luôn nhớ chúng ta là loại người thứ nhất, chúng ta có thể lợi dụng tuyệt đại bộ phần nguồn lực mà người khác không lợi dụng được, chỉ bằng sức lực nhỏ bé của chúng ta thì không làm được gì. Hứa Tư lắc đầu, nhìn Trương Khắc với vẻ nghi hoặc, biểu thị không sao hiểu nổi. Trương Khắc chỉ cười, không nói thêm nữa. Trương Khắc vào trường Đông Hải năm 97, nắm rõ tình hình ở ký túc xá nữ như lòng bàn tay, nhưng tránh Hứa Tư khỏi nghi ngờ, vẫn hạ cửa kính xuống thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, thấy một cô gái vóc dáng yểu điệu, bộ đồ thể thao bằng vải mềm ôm lấy cặp mông tròn trịa đong đưa theo nhịp chân vô cùng dụ hoặc, mái tóc dài bện thành đuôi ngựa buông sau vai, da trắng mịn, rất có khả năng là một mỹ nữ. Trương Khắc vội gọi, ê, này, bà chị ơi, xin hỏi khu ký túc xá số 2 đi phía nào? Cô gái nghe cách xưng hô đó, dừng lại một chút, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Xe mau chóng đuổi kịp, từ bên cạnh có thể nhìn thấy cô gái này vóc người hơi gầy, nhưng đồi ngực lại chẳng nhỏ, tuy chưa nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Trương Khắc chắc chắn là một mỹ nữ rồi, không kìm được huýt sáo vang, tiếp tục quấn lấy. Bà chị thật lãnh đạm đấy, xin hỏi. Hả?
Câu tiếp theo không dám nói ra, y vội rụt đầu vào trong xe, cô gái kia cau mày quay sang, không nhìn Trương Khác mà mừng rỡ reo lên. Chị, sao chị lái xe tới đây? Tiểu Duy, chị đang lo em không ở trường. Hứa Tư nghe vậy hưng phấn nói, dừng xe bên đường, mở cửa ra gần như nhảy xuống, vòng qua xe ôm lấy Hứa Duy. Con bé chết tiệt, sao hơn nửa năm mà không về nhà lấy một chuyến? Trương Khác nhún vai, trốn sau chỗ ngồi, khi lên tỉnh Hứa Tư còn lo em gái có thành kiến với mình, vừa gặp mặt đã hưng phấn thành thế này. Hứa Tư mở cửa, để Hứa Duy ngồi sau chỉ đường. Hứa Duy gác tay lên giữa hai chỗ ngồi của ghế trước, nhìn chị. Chị, cậu gọi điện nói chị lên tỉnh thành từ hôm qua rồi, em còn tưởng chị không tới thăm em. Sao thế được, hôm qua lên tỉnh, chị bận không thoát ra nổi. Hứa Tư cười giải thích. Toàn chuyện công ty. Trương Khác phát hiện sau khi lên xe, Hứa Duy không hỏi tới chiếc xe, cũng không hỏi chuyện Hứa Tư lên tỉnh thành làm gì, nhưng vẻ vương sướng và hưng phấn trên mặt rất thật. Trương Khác không biết Hứa Duy lúc nãy có nghe thấy lời tán tỉnh của mình không, chột dạ không dám quay đầu nhìn cô. Chị, cậu ta là thằng nhóc mà chị dạy kém đấy à? Hứa Duy thì đầu ra phía trước, quay đầu nhìn chừng chừng Trương Khác co mình trên ghế, mặt như di sát vào mặt y. Nhóc con, trông chẳng có vẻ ngoan ngoan gì hả? Vừa rồi nói gì với chị thế? Chị Hứa Duy. Trương Khác cười hì hì, tùy mũi hít thấy mùi u hương thiếu nữ, nhưng tính cách Hứa Duy có vẻ dữ dằn hơn Hứa Tư nhiều. Chẳng phải thấy chị Hứa Duy quá xinh đẹp, cho nên em mới nói đùa một câu sao? Nhóc con tí tuổi đầu mà đã biết tán gái rồi. Hứa Duy đưa tay ra bập một phát vào gáy Trương Khác. Lớn lên sẽ còn ra sao đây? Trương Khác mặt đầy vô tội cùng oan ức. Chỉ nói mỗi câu bà chị thật lãnh đạm, mà ăn đòn. Chương 77, Mỹ nữ phòng 207. Em đừng bắt nạt cậu ấy, Trương Khác thi thoảng tuy cũng trêu ghẹo các cô gái nhưng bình thường rất ngoan. Hứa Tư mím môi nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn nổi phì cười. Cậu ta là bạn học với Phi Dung, nhưng thấp hơn một khóa, thế mà đi tán tỉnh cô bé, nào ngờ Phi Dung không thèm để ý, chuốc khổ vào thân. Trương Khác nghĩ. Cô ấy rõ ràng biết sự thực không phải như thế, quay sang thấy Hứa Tư mặt mày tươi tỉnh hiếm có, đành đè chặt oan ức xuống đáy lòng, không muốn phá hỏng hứng chí của Hứa Tư. Thế sao? Hứa Duy mắt quét qua quét lại trên mặt Trương Khác chẳng hề kiêng dè gì. Nhóc con có nhãn quang đấy, Phi Dung là tiểu mỹ nhân hiếm có của Sa Điền, người theo đuổi nó xếp hàng dài, không để ý đến cậu là bình thường thôi, đừng quá thương tâm nhé. Hoàn toàn không thương tâm chút nào. Chỉ có chị cô không để ý tôi mới thương tâm. Trương Khác lẩm bẩm trong bụng, Hứa Duy mắt sáng long lanh, làn da trơn láng, sống dọc dừa, đôi môi hết sức khiêu khích, tạo nên khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt kia cứ nhìn y chằm chằm làm Trương Khác thiếu tự nhiên, luống cuống tránh ánh mắt của cô. Nhóc con còn biết xấu hổ nữa, ô kìa, đỏ mặt kìa, hi hi. Hứa Duy cười khanh khách. Chị, sao chị dạy ra được một đứa học sinh ngộ thế? Trương Khác hoàn toàn không còn gì để nói nữa, Hứa Duy triệt để coi y là thằng nhóc con, đúng là chịu không nổi, mình không thèm nói chuyện với cô ta nữa. Hứa Tư chưa bao giờ thấy dáng vẻ ấm ức thua thiệt của Trương Khác, khóe môi cong lên suốt. Ký túc xá Đông Hải thời đó còn dùng gạch xanh xây nên, tọa lạc giữa rừng phong, đi hết con đường là phòng thường trực, từ cửa sổ nhìn thấy một lão bà đang nhìn không chớp mỗi một người đi qua. Hôm nay là thứ bảy. Chỉ cần bất cần một chút thôi là sẽ có nam sinh lẻn vào ký túc xá, bà ta không nhìn thấy Trương Khác nấp sau cửa, Trương Khác rón rén đi sát vào tường, nháy mắt với Hứa Tư. Hứa Tư không hiểu, cùng Hứa Duy đi tới chuẩn bị đăng ký, Trương Khác nhân lúc lão bà đang chú ý tới cửa xe mở ra, nhanh như chớp lánh mình luồn vào bên trong. Hứa Tư ngớ người nhìn Trương Khác đã lẻn vào ký túc xá, quản lý ở phòng thường trực thấy vậy thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó quanh, không thấy Trương Khác nấp dưới góc tường. Trợn mắt nói với mấy nam sinh đang quanh quẩn ở cửa. Đứa nào dám lẻn vào, cẩn thận bà vặt lông chúng mày. Đám nam sinh bị chặn ở cửa giơ ngón cái khen ngợi Trương Khác, Hứa Duy đợi Hứa Tư đăng ký xong, quay sang hỏi. Thằng nhóc ấy là học sinh cao trung thật à chị, sao lẻn vào ký túc xá nữ chuyên nghiệp thế? Hứa Tư cười khúc khích không ngừng, thấy Trương Khác dương dương đắc ý, nói. Cẩn thận bị quản lý phát hiện ra, xem ai cứu nổi cậu. Trương Khác thời học ở Đông Hải, ra vào ký túc xá nữ như chỗ đông người, sao có thể vì lời dọa dẫm vặt lông của lão bà kia mà lâm trận rút lui được, hỏi Hứa Duy. Chị Hứa Duy ở phòng bao nhiêu? Hứa Duy lườm y một cái, nói gọn lỏn. 207.
207. Trương Khác thốt lên. Chị Hứa Duy cũng học chuyên ngành mậu dịch quốc tế à? Ừ. Hứa Duy nghĩ Hứa Tư nói cho Trương Khác, đưa đồ bọn họ mang theo cho y, bước lên cầu thang cót két tới tầng 2, nhìn tấm biển gỗ để số 206. Trương Khác nhớ lại cảnh suốt ngày cùng bốn cô gái sống trong phòng này chơi đùa đánh bài, tất cả chưa xảy ra, cũng có thể vĩnh viễn không xảy ra. Trương Khác đẩy cửa gian phòng bên cạnh, bên trong không khóa, đây là một loại ký túc xá kiểu nhà trọ hiếm thấy thời đó, bốn cái giường đều ở bên trái, một cô gái đang ngồi trước bàn, cầm gương sửa lông mi, hai cô gái nắm trên giường, trong đó một cô đắp chăn trùm kín đầu. Cô gái còn lại chăn chỉ che mỗi bụng, cặp chân dài thoải mái dang rộng, váy ngủ vén lên trên. Chiếc quần lót màu hồng bó lơ lửng ngang hông, bên trên còn thêu chuột Mickey, làm mũi Trương Khác thiếu chút nữa phun ra máu. Bên trên là một đoạn eo nhỏ, da thịt non mịn, ánh mắt y lướt qua cái chăn che bụng, nhìn thấy cổ áo ngủ sộc sạch mở toang, lộ ra nửa bầu vú trắng như tuyết, dù đang nằm, nhưng núm vú quật cường dựng thẳng lên, khẽ rung rinh lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ. Bất kể là thời đại nào, các cô gái khi ngủ đều ít khi mặc áo lót. Cô gái đang sửa lông mi bên bàn thấy Trương Khác tay xách nách mang đứng ở cổng, mắt đơ đơ, nhìn theo ánh mắt của y, tức thì ôm lấy miệng thét lên. Giang Đại Nhi, bạn lộ hết hàng rồi kìa. Trương Khác muốn nhìn thêm vài cái, nhưng vẫn nuối tiếc lùi ra ngoài cửa. Hứa Tư nghe tiếng thét không hiểu ra sao, Hứa Duy kêu hỏng bét. Giang Đại Nhi và Lâm Băng đều chưa ngủ dậy, hai cô nàng này thích ngủ khỏa thân. Vội vàng đẩy cửa vào. Trương Khác thấy ánh mắt hoài nghi của Hứa Tư, cười xấu hổ. Ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài ý muốn. Hứa Tư thò đầu vào trong nhìn, rồi quay lại lườm Trương Khác. Sướng quá nhé. Ánh mắt quyến rũ, miệng chúm chím cười, cùng Trương Khác đứng ngoài, đợi mấy cô gái bên trong thu dọn chỉnh tề. Một lúc sau, Hứa Duy gọi Trương Khác và Hứa Tư vào, ba cô gái kia đã ăn mặc đàng hoàng. Trương Khác vừa đi vào, cô gái ngồi sửa lông mi lúc nãy đột nhiên reo ầm lên. Hứa Duy, mình yêu bạn, chỉ nhờ bạn đi mua bữa sáng, vậy mà bạn mang về một anh chàng đẹp trai. Rồi ôm lấy cô gái ngồi quay lưng về phía cửa. Giang Đại Nhi, bạn không thiệt đâu, là anh chàng đẹp trai đó. Trương Khác há hốc mồm, do dự nghĩ mình lui ra có khi thích hợp hơn. Lệnh Tiểu Yến, người ta kém bạn tới 1/4 số tuổi đó, kiềm chế một chút, đừng để chú nhóc sợ. Hứa Duy cười mắng. Cậu ta tên Trương Khác. Là học sinh chị mình làm gia sư. Lệnh Tiểu Yến ngây dại nhìn Trương Khác. Thật đẹp trai, chỉ ít hơn 3 tuổi thôi mà, trâu già gặm cỏ non mới hay, mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta. Trương Khác phát hiện ra trước mặt đám nữ sinh này, mình mất hết sức chiến đấu, xấu hổ đứng ở cửa, lúng túng không biết phải làm sao. Nhìn kia, cậu ấy còn đỏ mặt, thật là ngây thơ, mình thích rồi. Nhìn dáng vẻ nước dãi sắp chảy ra đến nơi của Lệnh Tiểu Yến. Trương Khác đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị nếu cô ta xông tới là sẽ bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Lệnh Tiểu Yến thấy thế cười rũ rượi. Hứa Duy, bạn bịa chuyện nhé. Chú nhóc này mà dám nói với bạn, bà chị thật lãnh đạm sao? Hứa Duy và một cô gái khác tên Lâm Băng cười phá lên, cô nàng Giang Đại Nhi vừa rồi lộ hết ngực vẫn ngồi quay lưng lại cửa, nhưng vai run rẩy không ngừng, hẳn nhịn cười là chuyện rất khổ cực. Không ngờ suốt ngày săn nhạn hôm nay lại bị nhạn mổ mắt. Trương Khác bất lực giang tay ra, Hứa Tư ôm bụng cười, Hứa Duy chống nạnh nhìn Trương Khác thách thức. Trương Khác thua hoàn toàn rồi, đành vờ làm thiếu niên ngây thơ, còn có thể thoát được sự trêu ghẹo của các cô. Hứa Duy nhịn cười giới thiệu ba cô gái còn lại trong phòng cho chị. Giang Đại Nhi mặt đỏ như máu, vì sự cố vừa rồi, ánh mắt né tránh không dám nhìn Trương Khác, nhưng càng trở nên câu hồn đoạt phách. Trương Khác không ngờ một gian túc xá mà có hai đại mỹ nữ như Hứa Duy và Giang Đại Nhi. Lâm Băng là cô gái vừa rồi đắp chăn trùm kín người, mặt mũi thanh tú, môi mỏng, mặt hơi dài, đem lại cho người ta cảm giác rất điềm tĩnh hiền dịu. Lệnh Tiểu Yến, môi hồng má phấn, hàng mi cong vút, ăn mặc rất thời trang, cũng khá xinh, trông rất năng động khỏe khoắn. Bị bọn họ nhận định là chú nhóc rồi, trong thời gian ngắn không có cơ hội thay đổi ấn tượng đành chấp nhận vậy, kể cũng đáng tiếc, nếu không trêu ghẹo bốn cô gái xinh đẹp phong cách khác nhau này nhất định rất thú vị. Hứa Duy buổi chiều còn phải đi làm thêm, liền gọi điện xin nghỉ phép, cùng ba cô bạn, chị gái và Trương Khác đi dạo phố. Lệnh Tiểu Yến sáng sớm đã dậy tỉa tót là do có hẹn, Hứa Duy bảo cô gọi bạn trai đến làm cu ly, hai cô gái kia cuối tuần thường chẳng có việc gì làm, Giang Đại Nhi không dám nhìn Trương Khác bị Hứa Duy quấn lấy kỳ kèo, cũng đồng ý đi dạo phố.
Trương Khắc im lặng quan sát, trong lòng Hứa Duy không chừng có khúc mắc nào đó thực, vì hình như không cô muốn ở riêng với Hứa Tư. Chương 78, cô gái hay thẹn. Lão bà như hổ đói ngồi ở phòng thường trực thấy Trương Khắc được một đám mỹ nữ xung quanh đi xuống, con ngươi mở lớn, á một tiếng, thân hình gầy gò như từ ghế bắn vọt lên như báo săn, muốn tóm lấy Trương Khắc. Dì Tương, cuối tuần mà cũng không nghỉ sao? Trước khi lão bà kịp tóm lấy cổ áo, Trương Khắc tươi cười nói. Dì thật vất vả, vừa rồi lúc cháu vào, thấy dì đang ngủ trên ghế, ngại đánh thức dì, hay là giờ cháu đăng ký bù nhé? Chỉ sang Hứa Duy. Đây là chị gái cháu, Hứa Duy phòng 207. Ngón tay vừa chạm vào vạt áo Trương Khắc liền thu lại, nữ quản lý mặt nghi hoặc nhìn Trương Khắc, khuôn mặt ngượng ngùng non nớt, không giống đám nam sinh xáo trá không học tập suốt ngày ăn không ngồi rồi đi tìm con gái, lại thấy Hứa Duy gật đầu, nét mặt hòa hoãn hơn. Muốn vào phải đăng ký, không phải sợ phiền hà, lần này thì thôi. Muốn được cho phép thoải mái vào ký túc xá nữ, trừ khi tự thiến, Trương Khắc rất thành khẩn gật đầu. Vội kéo tay Hứa Tư, Hứa Duy đi thật mau, tránh họ để lộ thiên cơ. Lão bà họ Tương này đang ở tuổi mãn kinh, nổi điên lên là chuyện chết người chứ chẳng đùa, Trương Khắc có nhận thức khác sâu về chuyện này rồi. Rời khỏi ký túc xá, Hứa Duy nhìn Trương Khắc chằm chằm, tặc lưỡi tỏ vẻ khó tin. So với vẻ kiều diễm rực rỡ của Hứa Tư, Hứa Duy thanh tú hơn, mang cho người ta cảm giác rất nhạy bén. Giang Đại Nhi thì yểu điệu mềm yếu, làm người ta không kìm nổi thương yêu. Ba đại mỹ nữ, thêm vào Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng làm nền không tệ chút nào, khiến đám nam sinh lởn vởn ngoài ký túc xá chấn động, hận không thể ném mắt tới nhìn cho sát, Trương Khắc cảm nhận được ánh mắt ghen ghét oán hận ném lên người mình, mẹ nó, cảm giác thật là sướng. Hứa Tư đi tới bên đường lái xe tới, Trương Khắc thấy một thanh niên vừa đi vừa cười nói. Mỹ nữ phòng 207 tập thể xuất hành, coi chừng gây náo loạn lớn. Chết đi, sao giờ mới tới? Lệnh Tiểu Yến giới thiệu bạn trai Chu Tiểu Quân cho Trương Khắc làm quen, hắn học hệ chính pháp năm thứ tư, thấp hơn Trương Khắc một chút, da ngăm đen, nhưng tạm coi ưa nhìn, thấy chiếc Audi tới gần, mắt sáng lên. Mẹ nó, chiếc xe này ngầu đây. Hứa Tư chẳng có khái niệm về xe, càng không có khái niệm về biển số, chỉ cố kéo thật nhiều người theo, không nghĩ xe chở từng ấy người, dứt khoát vượt tải trọng. Hứa Tư xuống xe, bảo Hứa Duy cùng hai người khác ngồi taxi, tụ họp ở trung tâm thành phố. Dung nhan thành thục diễm lệ của Hứa Tư, đã chấn động lắm rồi, lại còn từ chiếc Audi bước ra, làm Chu Tiểu Quân đứng như trời trồng một lúc, nghe Hứa Tư bảo Hứa Duy đi taxi, tỉnh lại nói. Không gian của xe Audi rất lớn, mọi người chịu khó một chút là được. Anh không biết là quá tải à? Lệnh Tiểu Yến lườm. Chu Tiểu Quân vinh vinh nói. Đi chiếc xe này mà còn sợ quá tải à? Anh muốn xem cảnh sát giao thông nào dám chắn nó lại. Thế sao? Cả bốn cô gái đồng loạt quay sang nhìn Trương Khắc, ba cô gái kia đều biết gia cảnh của Hứa Duy nên đoán ngay xe của y. Trương Khắc không ngờ Chu Tiểu Quân am hiểu biển quân dụng như thế, có đặc quyền kiếm được loại biển này, mang cho công ty dùng thì nói ra bọn họ chẳng tin, đáp qua loa. Xe trong nhà, lái ra ngoài chơi. Chu Tiểu Quân nghe Lệnh Tiểu Yến giới thiệu Trương Khắc, coi hắn là chú nhóc học cao trung, chẳng ngại y, thân thiện khoác vai nói. Người anh em, cho tôi lái xe nhé. Sinh viên khi đó có bằng lái xe thường đều là gia cảnh không tệ, Trương Khắc nghĩ, để hắn lại xe, mình có cơ hội ngồi chung với mỹ nữ, làm ra vẻ miễn cưỡng gật đầu. Chu Tiểu Quân chui ngay vào xe, Trương Khắc mở cửa định ngồi ghế sau, ai ngờ Hứa Duy đưa tay chắn ngang. Cậu ngồi đằng sau thì mấy cô gái chúng tôi chen chúc làm sao? Tôi sợ các chị có người say xe. Trương Khắc vô tội nhìn Hứa Duy. Trương Khắc nói thế, Lệnh Tiểu Yến chui ngay vào ghế phụ. Đầu thò ra ngoài cười với Hứa Duy. Mình bị say xe, mọi người ngồi chung với anh chàng đẹp trai, đừng có sảm sỡ người ta nhé. Hứa Duy đẩy Trương Khắc vào trong cùng, trừng mắt lên. Nhóc con dám nổi lòng xấu xa gì, cẩn thận tôi xử lý cậu. Quay lại bảo Giang Đại Nhi. Đại Nhi, ngồi lên người mình. Chỗ ngồi đằng sau có rộng tới đâu thì năm người chen vào vẫn là chuyện khá kinh khủng. Suốt đường đi Trương Khắc ngồi ngay ngắn. Chẳng phải là từ chối Hứa Du và Giang Đại Nhi mà vì nhập thu 2 tháng, thời tiết chẳng dịu đi, y phục mỏng manh, chỉ cách 2 lớp vải mỏng, cảm nhận rõ được cơ thể đối phương. Không nhìn ra Hứa Duy gầy gò như vậy mà da thịt đầy nhục cảm, Giang Đại Nhi ngồi trên đùi Hứa Duy, có tới nửa cái mông kề sát vào đùi Trương Khắc, y nói chuyện với Chu Tiểu Quân nhưng mắt nhìn trộm Giang Đại Nhi,
áng hồng trên mặt cô nàng tới lúc này vẫn chưa tan chút nào, thầm nghĩ đúng là cô gái thú vị. Chu Tiểu Quân bày đủ cách thăm dò ra thế Trương Khác cũng chẳng thiếu trò ló nhăng nói cuội với hắn. Thập niên 90, quan viên cao cấp trong quân đa phần ngồi Audi, chưa nói tới quan hệ với Diệp Kiến Bân, Chu Tiểu Quân dựa vào mỗi cỗ xe đeo biển đặc thù mà đoán ra gia thế của mình mới là lạ. Chu Tiểu Quân cố ý khoe khoang, đem hết đặc quyền thông hành của biển số này nói ra, làm Hứa Duy, Giang Đại Nhi rất hứng thú với gia đình Trương Khác. Các ông chủ, đại gia ngồi xe cao cấp không thiếu, nhưng lái xe đặc quyền càng thu hút ánh mắt người khác. Hứa Tư chỉ người không nói, Trương Khác càng muốn làm ra vẻ thần bí. Nếu chẳng nhờ thể diện của Tạ Vãn Tình, thêm vào cống hiến giai đoán đầu của Hải Thái, Diệp Kiến Bân làm gì có chuyện tặng ân tình lớn như thế. Thân phận của cha hoàn toàn không xứng với chiếc xe như thế này. Trương Khác càng thần bí, các cô gái càng tò mò, tới trung tâm thành phố, ngay cả Giang Đại Nhi luôn thẹn thùng cũng không né tránh ánh mắt của Trương Khác nữa, sóng mắt long lanh lưu chuyển, như có nước trong đó, cùng với gò má trơn láng đỏ gay như say rượu, làm Trương Khác hoài nghi có phải cô đang quyến rũ mình. Đi tới trung tâm thương mại Đông Phương, nơi thích hợp nhất cho người trẻ tuổi mua sắm, Trương Khác thấy Giang Đại Nhi đi cuối cùng, cố đi bước chậm lại, khi bước vào cửa xoay liền giả vờ vô ý chạm vào cơ thể mềm mại của cô. Tới khi ra khỏi cửa xoay, cô đi sát về phía Trương Khác. Vậy là Trương Khác hiểu, quyền thế và tiền bạc thêm vào chút thần bí là thứ thuốc trợ tình tốt nhất. Có lẽ trong nội tâm Giang Đại Nhi không có ý thức rõ ràng như thế, nhưng không thể phủ nhận nhờ vậy khiến cho cô trong thời gian ngắn nảy sinh thiện cảm với mình, thậm chí đã bỏ qua tuổi tác của mình. Đáng tiếc, món ăn ngon lành như vậy muốn ăn mà chẳng ăn được, bộ dạng hung dữ của Hứa Duy chẳng phải là giờ vờ, thái độ của cô với mình. Đại khái là có liên quan tới chuyện trước kia của Hứa Tư. Đem so với Giang Đại Nhi, Trương Khác thích cô gái như Hứa Duy hơn, có điều Giang Đại Nhi đúng là làm người ta nhìn chảy nước miếng. Đường Thanh biết Trương Khác lên tỉnh thành vào cuối tuần, đương nhiên phải mang quà về bịt miệng cô nàng. Lên tầng 2, Trương Khác chọn quà cho Đường Thanh, cũng bảo bốn cô gái chọn mỗi người một món quà, làm lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng, Giang Đại Nhiêu vô cùng sung sướng, nói gặp được ông chủ nhỏ, làm gì có chuyện không chặt chém. Nhưng đến khi chọn quà thì đều rất khắc chế, lệnh Tiểu Yến chỉ chọn chiếc ví da giảm giá đặc biệt 98 đồng nói là quà chung của cô và Chu Tiểu Quân, Lâm Băng chọn một cái kẹp tóc bằng nửa giá, Giang Đại Nhi lượn một vòng chỉ vào chiếc châm cái ngực hình con hươu, nói. Lấy cái này. Trương Khác nhìn thấy ánh mắt cô liếc sang chiếc khăn lụa màu xanh bên cạnh thấy giá hơi đắt mới chọn chiếc châm cài ngực này. Chiếc khăn lụa mang phong cách dân tộc thời điểm đó chưa lưu hành, nhưng phải thừa nhận trình độ thương thức của Giang Đại Nhi không tệ. Trương Khác cười. Nếu quà của chị do tôi chọn, tôi sẽ tặng chị cái này. Rồi chỉ vào chiếc khăn. Chương 79, bảo mẫu cho chị đồng. Đối với cô gái trong mục tiêu, nhất định phải có món quà khác biệt, mới bắn đi được ám thị rõ ràng. Đương nhiên người có thể phủ nhận dụng ý đó, nhưng trong lòng cô gái đó sẽ hình thành cảm giác khác biệt. Giang Đại Nhi do dự, chiếc khăn này hơi đắt, lệnh Tiểu Yến nhìn thấy cũng rất thích, thốt lên. Sao mình không thấy cái khăn này nhỉ, mua nó đi. Đắt quá. Giang Đại Nhi không nói là không thích. Chỉ 200 mà thôi, Trương Khác bĩu môi, không nói gì, nhưng nhìn Giang Đại Nhi khích lệ. Lệnh Tiểu Yến cười vang. Không đắt, không đắt, không thể cho cậu ta nhìn miễn phí được. Câu này làm Giang Đại Nhi khó khăn lắm mới khôi phục được bình tĩnh mặt lại đỏ dừ, vẻ thẹn thùng đó thực đẹp đẽ vô cùng, làm Trương Khác và Chu Tiểu Quân trố mắt nhìn. Trương Khác luôn cho rằng phụ nữ mê người nhất là tích tắc bẽn lẽn đó, thần thái Giang Đại Nhi lúc này thậm chí khiến Hứa Tư cũng phải thua kém một chút. Lệnh Tiểu Yến tự quyết mua chiếc khăn kia, Giang Đại Nhi không từ chối. Trương Khác hỏi. Chị Hứa Duy còn chưa chọn quà. Thèm vào. Hứa Duy trừng mắt lên nhìn y, dung nhan mỹ lệ nhìn thế nào cũng chẳng hung ác lên nổi, cô quay sang nói với Hứa Tư. Tí tuổi đầu đã biết mua quà lấy lòng các cô gái. Lớn lên một chút còn tới mức nào? Hứa Tư hé miệng cười. Quan trọng còn đẹp trai như thế, mê chết con gái nhà người ta không đền mạng. Lại còn nấu ăn rất khéo, nhưng không biết vì sao, dù nói đùa câu cuối đó Hứa Tư không nói ra. Hiện giờ sơ trung yêu đương cũng không phải ít, mấy ngày trước xem TV, thấy cô bé 14 tuổi đã có thai, điên cả rồi, bọn trẻ bây giờ làm sao thế? Đám xử nữ già chúng ta lạc hậu rồi. Lệnh Tiểu Yến coi Trương Khác như em trai, nói chuyện chẳng cố kỵ gì. Trương Khác nhất định rất được hoan nghênh ở trường phải không, có lừa gạt bạn nữ chưa? Lâm Băng cười ngặt nghẽo.
Bọn mình là xử nữ là đương nhiên, còn bạn mấy lần sau 12 giờ đêm mới lẻn về túc xá, cái đó khó nói lắm nhé. Khi các cô gái thản nhiên nói đề tài ám muội trước mặt người thì hoặc là quan hệ với ngươi đã thân mật tới một mức đó nhất định, hoặc là không coi ngươi là người khác giới. Trương Khác ủ rũ, bản thân tất nhiên là cái đằng sau, nhưng Giang Đại Nhi chỉ đứng một bên mím môi cười không nói, làm lòng y an ủi một chút. Hứa Duy còn nhớ Hứa Tư kể chuyện về Trần Phi Dung, lúc này tất nhiên không quên bêu xấu Trương Khác. Cậu ta à, vừa mới vào cao trung đã nhìn chúng cô bé hàng xóm nhà mình. Cô bé đó hơn cậu ta một khóa, đáng thương người ta chẳng thèm để ý, đang đau lòng đó, mọi người đừng nhắc tới chuyện khiến cậu ta thương tâm nữa. Sao có thể thế được? Lệnh Tiểu Yến thấy khó tin, nhìn Trương Khác đang làm bộ bi thương, kéo Giang Đại Nhi tới, nói. Hay là chúng tôi đem Đại Nhi muội muội cho cậu làm bạn gái, chuyện buổi sáng coi như là ăn cơm trước. Giang Đại Nhi đỏ mặt xoay người sang đánh Lệnh Tiểu Yến. Lệnh Tiểu Yến vừa tránh vừa quay sang hỏi Trương Khác. Thế nào, Đại Nhi muội muội chỉ hơn cậu có 3 tuổi thôi. Trương Khác tròn 7 tuổi mới đi học, so với những người khác 6 tuổi đi học thì lớn hơn một chút, về sau mới biết ở quê Giang Đại Nhi đi học tiểu học lúc 5 tuổi, cho nên tuổi tác chênh lệch còn ít hơn, dù là đại học năm thứ 2 cũng chỉ mới 18 tuổi. Trương Khác cười khờ khạo không nói, cảm giác giả ngốc này không tệ, nếu Giang Đại Nhi không phải là bạn cùng phòng với Hứa Duy, y hoàn toàn tự tin có thể chinh phục được. Hiện giờ chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm thôi. Cảm giác đi dạo với mỹ nữ thật thoải mái, đặc biệt khi họ không hề cảnh giác với ngươi. Giang Đại Nhi bị Lệnh Tiểu Yến trêu ghẹo cũng chẳng phải không có sức phản kháng, làm bộ tự nhiên khoác tay Trương Khác, gây hấn. Có bạn trai thế này hơn Chu Tiểu Quân nhà bạn nhiều. Lâm Băng cũng chạy tới khoác tay kia của Trương Khác, muốn làm trâu già gặm cỏ non, đùa chán chê một hồi, mua được cho Đường Thanh một đống quà, từ đồ trang sức, giày dép. Y phục cái gì cũng có, mặc dù trên đời mỹ nữ có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng thực sự làm Trương Khác yên thương chiều chuộng chỉ có Hứa Tư, Đường Thanh. Thời đó còn chưa có thể tín dụng, Lệnh Tiểu Yến nhìn Trương Khác tiêu tiền như nước mà chẳng hề sót của, cảm khái trẻ con nhà quyền quý thật hào phóng, tất nhiên cũng hoài nghi Trương Khác còn có bạn gái, vì thứ y chọn không hợp phụ nữ có tuổi, liền bức cung. Có phải cậu còn giấu bạn gái nhỏ khác không? Đừng có tới lừa trái tim của Đại Nhi muội muội của chúng tôi đấy nhé. Trương Khác cười không nói, Hứa Tư tất nhiên không nói tới con gái Đường Học Khiêm trước mặt Hứa Duy. Mọi người ăn cơm chưa luôn ở tầng thượng của trung tâm mua sắm Đông Phương, tránh cho em gái liên tưởng không hay, Hứa Tư để Trương Khác làm công tử nhà giàu một phen, đó cũng là dụng ý của Trương Khác. Trương Khác biết buổi chiều tiếp tục đi dạo là hành vi ngu xuẩn, ăn cơm xong đề nghị tới quán cà phê nghỉ ngơi, cũng để mọi người hưởng thụ chút phong cách quý tộc. Phong cách quý tộc chưa phải là từ ngữ lưu hành vào năm 94. Tới mới mấy năm sau mới có quán cà phê đều thuộc chốn cao cấp bình dân chớ tới gần, năm 94 càng là chỗ chém người không thương tiếc, ngay cả Lệnh Tiểu Yến cũng oán trách Chu Tiểu Quân chỉ đưa cô tới được một lần ngày bày tỏ, nhưng Hứa Duy có chút băn khoăn, Trương Khác tiêu tiền không chớp mắt mà Hứa Tư lại chẳng hề có ý ngăn cản. Định nghỉ ngơi một lúc ở quán cà phê xong, sẽ rời khỏi tỉnh thành, Hứa Tư liền kéo em gái sang một bên, đưa cho ít tiền cải thiện cuộc sống, khỏi đi làm quá vất vả. Hứa Duy sống chết không chịu nhận, Trương Khác thầm nghĩ Hứa Duy nhất định biết chút gì đó về chuyện trước kia của Hứa Tư, đại khái có liên tưởng xấu về Hứa Tư hiện nay. Hứa Tư và Hứa Duy đùn đẩy làm không khí như đông cứng lại, mọi người đều không nói chuyện nữa, cảm thấy rất lạ, chỉ đi làm cho em gái học đại học tiền sinh hoạt là chuyện quá bình thường cơ mà. Thấy Hứa Tư tủi thân sắp bật khóc tới nơi, trong lòng Trương Khác rất đau xót, gượng cười nói. 1.000 đồng còn chưa đủ uống một bữa cà phê, chị Hứa Duy lại coi như to lắm. Chúng tôi là thế đấy, 1.000 đồng với người bình thường mà nói, là 3-4 tháng tiền lương, đương nhiên là to rồi. Hứa Duy mặt lạnh lùng, cô không thuyết phục được mình nhận tiền của chị, mọi người đều bối rối. Trương Khác chẳng phật lòng, nhìn khuôn mặt thừa kiên cường thiếu quyến rũ của Hứa Duy, cảm thụ được tâm tình của cô, nói. Chị Hứa Duy đang đi làm thêm phải không? Em có thể giới thiệu giúp chị một việc, có tiền lương tốt. Thấy Hứa Duy quay mặt đi không để ý tới mình, Trương Khác vẫn ôn hòa nói. Em muốn mời chị giúp chiếu cố một cô bé mới 4 tuổi, hè vừa rồi gặp tai nạn xe, bị sợ hãi, tới giờ không chịu nói chuyện. Cảnh ngộ của chị Đồng làm Hứa Duy mềm lòng, quay đầu lại, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều. Tôi có thể làm gì? Mẹ của cô bé là tổng giám đốc công ty chị Hứa Tư làm việc, công việc bận rộn, vất vả. Chị ấy muốn kiếm một người có thể tín nhiệm,
có kiên nhẫn chăm sóc cô bé, đương nhiên phải có chút tri thức ở phương diện giáo dục trẻ nhỏ. Trương Khắc đếm tiền, đặt lên bàn đẩy tới trước mặt Hứa Duy. Nếu chị có thể nhận công việc này, thì phải tiếp nhận chút huấn luyện chuyên môn. Hy vọng chị tự liên hệ cơ cấu bồi dưỡng liên quan, hoặc để chị Hứa Tư liên hệ xong sẽ thông báo với chị, đây là chi phí bồi dưỡng, chịu giữ lại trước, các công việc khác, hãy xin nghỉ từ ngày hôm nay. Trương Khắc đột nhiên dùng ngữ điệu chứng chắc nói chuyện, làm Hứa Duy không thích ứng được, đâu chỉ cô trừ Hứa Tư tất cả người còn lại đều không ngờ một thiếu niên 16 tuổi lại có thể nói chuyện công việc nghiêm túc như thế, đều nín thở không nói, nhìn Hứa Duy khích lệ cô nhận lời. Bất kể từ sức hút của công việc hay là từ việc hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của chị, Hứa Duy đều khó từ chối được, chỉ là không quen ngữ khi nói chuyện của Trương Khắc, nhìn sấp tiền trước mặt, không biết phải làm sao. Chương 80, thành tích thi giữa kỳ. Hứa Tư thở phào, cười dịu dàng. Chỉ đồng luôn từ chối tiếp xúc với người lạ, không biết có chịu chấp nhận em không, dù thế nào phải thử một lần mới nói được. Có thể gặp chị. Hứa Duy chưa nghe rõ tên chị đồng. Cô bé tên là chị đồng, nếu cô bé chấp nhận chị, chúng tôi hy vọng chị có thể lập tức giúp đỡ, vậy chị không còn thời gian tiến hành huấn luyện chuyên môn rồi, cho nên hy vọng chị chuẩn bị tốt trước khi gặp mặt. Thái độ không muốn vì vài nghìn đồng mà lãng phí thời gian của Trương Khắc quả nhiên rất có phong thái công tử nhà giàu. Hứa Duy do dự một chút rồi nhận tiền, Trương Khắc tiếp tục nói. Tôi và chị Hứa Tư thời gian này có thể không lên tỉnh thành được nữa, cuối tuần chị đồng thường cùng mẹ tới Hải Châu, chị về Hải Châu gặp mặt có lẽ sẽ tiện hơn, tất cả chi phí đi lại đều do công ty chi trả. Gần 2 giờ chiều Trương Khắc tính tiền, tạm biệt nhóm Hứa Duy, bảo bọn họ cứ ở quán cà phê thêm một lúc. Trước khi đi không quên nhìn trộm Giang Đại Nhi, thấy cô vẫn cứ đỏ mặt, thầm nghĩ, đúng là cô gái đáng yêu, không biết còn có cơ hội gặp lại không. Xách gói lớn gói nhỏ quá cáp rời khỏi trung tâm mua sắm, Trương Khắc hỏi. Chị Hứa Tư, những lời vừa rồi của em có dọa nổi chị Hứa Duy không? Trái tím mềm yếu của Hứa Tư trào dâng rất nhiều cảm xúc, Trương Khắc dịu dàng săn sóc làm người ta yên tâm, biết mình không thể nào lên tiếng giải thích cho nên mới nghĩ cách dùng phương thức cho Hứa Duy tiếp xúc với chị đồng để hiểu tình hình hiện tại của mình. Hứa Duy cũng quá lâu chưa về Hải Châu rồi, không biết cha mẹ lo lắng nhường nào, để nó về một chuyến lại phải bịa ra đủ mọi cớ như vậy. Trương Khắc thấy khuôn mặt Hứa Tư phủ đầy phiền muộn, nói. Chị Hứa Tư, nếu cảm động muốn khóc, lên xe rồi em cho chị mượn lồng ngừng một chút. Cút đi, miệng chó không mọc được ngà voi. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, giọng hờn mát, nụ cười tươi như hoa. Về tới Hải Châu trước khi mặt trời xuống núi, xe dừng dưới tòa nhà Tân Hải Thông. Vừa đúng lúc tan tầm, người dưới sân không ít, chiếc Audi mới tinh có lẽ không thể thu hút ánh mắt mọi người. Trong chỗ để xe có 3 chiếc BMW, nhưng biển quân dụng mang lại cho người ta cảm thụ khác biệt. Người đi qua đều quay đầu lại nhìn, tỷ lệ quay đầu không kém khi thấy Hứa Tư là mấy. Tương Vi và Chu Nhất Bình đi xuống, thấy chiếc Audi cũng liếc nhìn thêm vài lượt, Trương Khắc hạ cửa kính xuống gọi. Chiếc xe này sao? Tương Vi không giấu nổi kinh ngạc. Biển số này khó kiếm lắm, một phân khu chắc chỉ được 2-3 cái thôi. Giám đốc Diệp của Thịnh Hâm tặng đấy, không nhận miễn phí được đâu. Trương Khắc cười bảo Tương Vi. Hứa Tư còn có chút việc. Chị lái xe đưa tôi về nhà, xe để chị dùng. Giám đốc Trương chưa có bằng lái à? Chu Nhất Bình ngạc nhiên hỏi. Chẳng có liên hệ gì tới bằng lái, sau khi bị tai nạn làm bản thân đột nhiên quay về đây, lại tận mắt, chứng kiến tai nạn kia. Trong lòng y cùng Tạ Vãn Tình, Từ Học Bình đều không thích lái xe phạm luật. Trương Khắc đáp qua quýt một câu, không giải thích nhiều. Tương Vi thấy Trương Khắc muốn mình đưa về nhà, thầm nghĩ. Trương Chi Hành có lẽ thực sự không biết Hứa Tư làm việc cho con trai mình, nếu không đâu cần làm chuyện thừa thãi. Hứa Tư đẩy cửa xuống xe, 2 ngày qua cô cùng Trương Khắc lên tỉnh thành, ăn mặc so với khi ở công ty rực rỡ hơn nhiều, vừa mới xuống xe tức thì lấn át Tương Vi, khiến nhiều người nhìn qua, Chu Nhất Bình tấm tắc khen. Trợ lý Hứa hôm nay thật xinh đẹp. Hứa Tư cười khẽ, thấy Trương Khắc gõ gõ cửa xe, cúi xuống hỏi y có việc gì. Trương Khắc lấy túi ni lông in hoa văn rất đẹp ra đưa cho cô. Tặng chị đấy. Hứa Tư đi cùng Trương Khắc suốt đương nhiên biết bên trong đựng một đôi hoa tai, mặc dù không phải quá đắt, nhưng khi đó Trương Khắc chọn rất tỉ mỉ, lấy cả mình ra so, còn lẩm bẩm. Mẹ mình đeo cái này quá bắt mắt. Khi ấy cô không ngờ Trương Khắc chọn hình, kinh ngạc thẹn thùng nhìn Trương Khắc, do dự không biết nên nhận hay không. Trương Khắc nhét túi vào tay Hứa Tư, nói. Chị Tương cũng có quà.
Đợi Tương Vi ngồi xuống bên cạnh đưa cho cô một hộp trang sức. Đi dạo với chị Hứa Tư nửa ngày, các mỹ nhân đều có quà. Bảo Chu Nhất Bình bê hộp thức ăn xuống xe. Nam đồng bào thông cảm nhé, chỉ có ngần này thôi, chia nhau ăn. Chu Nhất Bình thốt lên bất bình. Không công bằng, phản đối phân biệt giới tính. Trương Khắc cười ha hả. Hoặc chấp nhận hoặc đi phẫu thuật chuyển giới đi. Tương Vi lái xe rời đi, về tới nhà Trương Khắc gọi điện cho Đường Thanh trước tiên, bảo cô sang nhận quà, sau đó mới bê đống đồ từ xe lên, Lương Cách Chân hỏi. Đâu ra cả đống thế này, tiêu mất bao nhiêu tiền thế? Con tới công ty chị Vãn Tình làm việc đấy, mẹ tưởng con trai mẹ ở công ty chơi không à? Trương Khắc hôm nay mua thật nhiều để cha mẹ dần tiếp nhận sự thực mình sẽ có rất nhiều tiền, nếu không kiếm cả đống tiền, giấu giấu giếm giếm không thể tiêu, là chuyện rất ấm ức. Trên đường đi cũng đã dặn dò Tương Vi phối hợp diễn kịch với mình. Tương Vi lên lầu làm khách một lúc, tuy là nhà của thư ký trưởng chính phủ, ba gian một phòng khách, nhưng trang trí trong nhà còn không bằng nhà cô. Trương Khắc về nhà, có thêm chút thói quen thiếu niên bình thường, bớt đi chút khôn khéo khi ở công ty, làm Tương Vi càng nhìn càng không thấu, uống hết chén nước liền cáo từ. Tương Vi cũng sốt ruột muốn lái xe về nhà, để cho chồng và cha chồng luôn cho rằng mình sống bám vào nhà chồng phải kinh ngạc. Tương Vi vừa mới đi, Đường Thanh liền kéo Cố Kiến Bình tới chọn quà. Cố Kiến Bình và Lương Cách Chân ngồi ở phòng khách tán gẫu, Đường Thanh vào thẳng phòng Trương Khắc, nhìn đống đồ trên giường, mặt hớn hở, nhưng lại lườm Trương Khắc một cái. Coi như bạn thức thời, biết phải lấy lòng bà cô này. Trương Khắc vỗ trán than lớn. Thất vọng, còn tưởng bạn sẽ nhào tới hôn mình một cái. Nằm mơ, giúp bạn nói dối nhiều như thế, báo đáp mình một chút là phải thôi. Đường Thanh nghênh mặt lên, dương dương tự đắc. Mẹ bạn hỏi mình thành tích thi giữa kỳ của bạn, mình phải nói dối, hại mình giờ không dám nhìn vào mắt mẹ bạn nữa. Trương Khắc làm bộ dạng bị đánh bại, ngã thẳng xuống giường, nhìn Đường Thanh cầm y phục, trang sức ướm thử lên mình, còn kinh ngạc hỏi. Sao bạn biết mình thích cái này? Tai họa ngắn ngủi của Đường Học Khiêm không để lại vết thương lòng quá sâu cho trái tim đơn thuần của Đường Thanh, hôm nay cô mặc chiếc áo chui màu hồng, quần bò, bó chặt lấy cặp đùi thon thả, tràn trề sức sống tươi trẻ, đi đi lại lại trong phòng, như bốn móng của chú hươu con tung tăng gõ từng nhịp chân vào sâu trong tim Trương Khắc. Đường Thanh muốn thử y phục, Trương Khắc ở lì không đi, bị cô nàng ấy cú đá đuổi ra ngoài, Trương Khắc đành ra phòng khách đem qua cho Cố Kiến Bình. Gì cũng có quà sao? Cố Kiến Bình nhận lấy hộp trang sức, là một chuỗi dây chuyền trân châu. Trong nước nghề nuôi trai lấy ngọc sớm thịnh hành, làm trân châu mất giá dữ dội, mười mấy năm sau gần như cứ lên đường là ai cũng đeo dây chuyền trân châu, nhưng năm 94 đeo dây chuyền trân châu vẫn tỏ ra trang nhã. Sao chỉ tặng gì Cố một món quà? Lương Cách Chân hỏi con. Trương Khắc nhún vai, ý bảo chỉ có một món, Lương Cách Chân kéo tay Cố Kiến Bình nói. Vãn Tình trả lương cho Tiểu Khắc, nó lấy mua quà hết rồi, toàn là quà cho nhà chị, tôi là mẹ nhìn mà chua xót, chị đừng chê quà ít. Cố Kiến Bình cười nói. Xem ra sau này sẽ dần dần phải quen, nhận một món quà là thấy hài lòng rồi. Lúc này Đường Thanh thay y phục hoàn toàn mới, đẩy cửa đi ra. Mẹ, dì Lương. Thấy con thế nào? Nhãn quang Trương Khắc không tệ, biết con thích y phục thế này. Thắt lưng ra, áo khoác màu xám, làm nổi bật khuôn mặt yêu kiều của Đường Thanh, cô nàng xoay người khoe y phục mới, bên trong là áo sơ mi màu đen thêu màu vàng, váy xếp công chúa, giày bốt đen, càng tôn lên đôi chân hoàn mỹ. Y phục này đúng là cho Thanh Thanh mặc, nếu chẳng phải buổi trưa vừa gặp Thanh Thanh, tôi cũng hoài nghi là nó theo Tiểu Khắc lên tỉnh. Lương Cách Chân tấm tắc khen. Tiểu Khắc rất có mắt chọn y phục, kích cỡ vừa vặn. Đường Thanh lại thay một chiếc áo ngắn tay rộng cổ màu đen, cổ còn có lớp lông màu xám, lộ ra cánh tay trắng như tuyết đầu mùa, trông càng tươi trẻ, chính Trương Khắc cũng không khỏi bội phục nhãn quang của mình. Chương 81, một công đôi ba việc. Trương Chi Hành đi làm về, đẩy cửa vào kinh ngạc thốt lên. Nhà ta sao có thêm một cô công chúa xinh đẹp thế, có phải Tiểu Khắc lừa được ở đâu không? Chú Trương này. Đường Thanh thẹn thùng chào, ánh mắt chuyển qua Trương Khắc, thấy y cười xấu xa, mày nhướng lên kiêu ngạo. Bằng vào Trương Khắc mà lừa được cháu à? Trương Chi Hành cười, quay sang bảo Cố Kiến Bình. Thành ủy mở cuộc họp đột xuất, không biết bao giờ mới xong, chị và Thanh Thanh ăn cơm ở đây đi, kệ thị trưởng Đường. Tôi cùng Thanh 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 tới đây lúc này tôi chẳng định đem bụng trống về rồi. Cố Kiến Bình không khách sáo. Hai nhà đã thân mật tới mức dù Cố Kiến Bình
Đường Thành ở lại ăn cơm cũng chẳng cần đặc biệt chuẩn bị, chỉ thêm hai món ăn so với lúc bình thường. Cố Kiến Bình là người không che giấu được tâm sự, oán trách. Ông Đường nhà tôi lần trước bị lão già họ Vạn ức hiếp tức tới mấy ngày không ngủ ngon, khi làm phó thị trưởng phải nhẫn nhịn, làm thị trưởng vẫn phải nhẫn nhịn, 14 chục tuổi đầu tóc mai đã hoa râm rồi, rất nhiều người hơn ông ấy cả chục tuổi mà tóc đen bóng. Đối với loại lời oán thán này của phụ nữ, Trương Chi Hành không thể cũng không muốn xen vào. Chuyện Cố Kiến Bình nói là lần quyết định điều chỉnh nhân viên cơ quan trực thuộc của Thường ủy thành phố bị Hội đồng Nhân dân phủ quyết một cách vô lý. Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm danh nghĩa là hai người đứng đầu Hải Châu, nhưng căn cơ đều không vững, các thành viên Thường ủy ai nấy mang mưu đồ riêng, lúc này Vạn Hướng Tiền bày ra vẻ thái thượng hoàng, bắt nạt hai người Đường Chu. Thêm vào lần ấy điều chỉnh nhân viên cơ quan trực thuộc trong nội bộ Thường ủy còn tranh cãi, nên Vạn Hướng Tiền làm thế, không có cách nào phản kích. Cuộc họp hôm nay chủ yếu là thảo luận vấn đề điều chỉnh nhân viên lần trước, nhưng so với một tháng trước đó, thế cục ngả về phía hai người Chu, Đường, tin tức quan trọng là do Hải Dụ có ý tham gia vào nhà máy giấy Tân Quang truyền đi nhanh chóng trong phạm vi nhỏ. Đối với người mẫn cảm chính trị mà nói, sự tham gia bất ngờ của Hải Dụ chẳng khác gì tiếng sấm rền đánh tan bóng ma sự cố giao thông nghiêm trọng kia. Thậm chí không có làm người ta liên tưởng tới quan hệ giữa Chu Phu Minh, Đường Học Khiêm và Từ Học Bình đã được tu bổ. Trước khi vụ án Đinh Hướng Sơn Đường làm rõ ràng, với tỉnh mà nói, hai người Chu, Đường có thể qua được khảo nghiệm, thêm vào quan hệ với Từ Học Bình, chắc chắn sẽ làm ổn định địa vị của họ ở Hải Châu. Mặc dù trên tỉnh Từ Học Bình chỉ đứng thứ ba, nhưng dưới tình huống này, Bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng không có khả năng mạo hiểm chính trị tuyển chọn người khác thay thế hai người Chu Đường. Một việc nhìn qua không quan trọng mấy đã tiêu trừ phần lớn nhân tố mất ổn định của Hải Châu. Trương Chi Hành nhìn con, không xác định được y có nhìn thấu chuyện vi diệu trong quan trường không, nhưng chiêu này đúng là tuyệt hết mức. Chính phủ thành phố có mấy chiếc xe con ban đêm đỗ ở khu vực gia đình của cơ quan, ăn tối xong, Trương Chi Hành thông báo cho lái xe đưa Cố Kiến Bình, Đường Thanh và đống quà cáp về. Gần 8 giờ tối nhận được điện thoại của Đường Học Khiêm, cuộc họp diễn ra thuận lợi, phương án điều chỉnh thông qua không hề có trở ngại, Vạn Hướng Tiền không phủ quyết vô lý nữa, nếu không ông ta có khả năng hoàn toàn nghỉ hưu trước thời hạn. Cuối cùng Đường Học Khiêm nói, thay Bí Thư Chu và tôi khao thưởng cậu nhóc nhà anh, nó giúp được việc lớn đó. Trương Chi Hành trừng mắt nhìn Trương Khác chột dạ đứng bên nghe trộm. Không thể thưởng nó được, thằng nhóc này thi giữ kỳ trượt một môn, bỏ thi một môn. Không phải chứ, Trương Khác chẳng phải thi tiếng Anh, ngữ văn còn tốt hơn Tiểu Thanh sao? Chả nhẽ nó bị thằng nhóc nhà anh mua chuộc rồi. Ba môn tiếng Anh, ngữ văn, toán học không tệ, bọn chúng nói dối rất kỹ xảo, chỉ nhắc tới ba môn này, các môn khác thì bỏ qua. Tôi sơ suất không hỏi, hôm nay gặp Vương Viêm Bân, nói tuần sau họp phụ huynh học sinh mới biết, nếu không phải đợi tuần sau mới biết sự thực. Đường Học Khiêm cười phá lên. Trương Khác nó thế nào cũng có cách lừa anh và cách chân không tham gia họp phụ huynh, nó tính kỹ lắm, ai dè Vương Viêm Bân nhiệt tình liên hệ với gia đình rất mật thiết. Trương Khác thấy cha đặt điện thoại xuống, ngượng ngập nói. Thế nào cũng công tội ngang nhau chứ ạ, hơn nữa thời gian qua trốn học nhiều chẳng phải vì việc của mọi người. Chị Vãn Tình không có thời gian quản chuyện bên này, đều do con lao tâm khổ trí. Hơn nữa đối với thứ có hứng thú, dù trốn học con cũng kiếm thời gian học bù, còn với thứ không hứng thú. Ngồi ở lớp làm gì lãng phí thời gian, trước kia con đảm bảo ba môn, không phải vẫn tạm được sao? Trương Khác mặt đầy bất lực, đương nhiên không thể nghiêm mặt giáo huấn Trương Khác, còn lấy lý lẽ ra nói thì y tranh nói hết rồi, chỉ đành cười khổ. Vậy nói tình hình hai ngày ở tỉnh thành đi, có nhớ mua quà cho ba không? Trương Khác cười ngượng nghịu. Sợ ba hiểu lầm nên con quên rồi, bác Đường cũng không có quà. Sợ hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm thì be bét mang quà ra lấy lòng à. Trương Chi Hành thấy con thành khẩn gật đầu, còn vợ mím miệng cười, chỉ còn biết lắc đầu. Được, nói tình hình nhà bí thư Từ đi. Chuyện bao thầu kinh doanh được chị Vãn Tình đồng ý, rồi chị ấy nói với bác Từ, lần này lên tỉnh thành chủ yếu cũng vì chuyện đó. Ý kiến của bác Từ rất rõ ràng, không được làm trái chính sách liên quan, mau cháu giải quyết vấn đề, phải có câu trả lời hợp lý cho công nhân viên. Thủ tục đăng ký công ty xong toàn bộ vào thứ tư, thời cơ đàm phán với chính phủ khu Thành Nam đã chín muồi, Trương Khác yêu cầu công ty mới dùng 37 vạn mua nhãn hiệu Tân Quang, đồng thời ước hẹn trong kỳ hạn bao thầu, cung cấp nhãn hiệu Tân Quang cho nhà máy sử dụng miễn phí. Trương Khác không xác định được mấy năm sau cha có khả năng lên được tới vị trí thường ủy thành phố không,
nhưng nếu có, ở phía City Hái Thái thì khỏi nói, cổ phần Trương Khắc ít, còn ở công ty mới Cẩm Hồ, phải tuân thủ điều lệ con cái cán bộ lãnh đạo đảng chính phủ hạn chế kinh doanh. Nhưng hạn chế này không phải là áp đặt cứng, nếu như có tình huống đặc thù hai bên không thể tránh được, thì cần phải nói rõ tình huống với cơ quan tương quan của đảng. Cho dù Trương Chi Hành lên bí thư thành ủy, điều kiện ký kết này giữa Cẩm Hồ và chính phủ Thành Nam vẫn có thể thực hiện, nhưng tới khi đánh giá tài sản của Tân Quang, đặc biệt mảng tài sản vô hình, sẽ thành khó khăn pháp luật mà Trương Khắc không thể tránh nổi. Lúc này mua nhãn hiệu của Tân Quang, một phương diện là giá rẻ, lại tránh được dây dưa tài sản vô hình sau này, không lo nguy hiểm chính trị gì. Hơn nữa tách rời thu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm ra, tới khi thời hạn bao thầu kết thúc, không cần thực hiện mua tài sản, vẫn có thể khống chế thực tế nhà máy Tân Quang. Lợi dụng nguồn lực chính trị là điều cần thiết, nhưng nếu muốn đi thật xa phải hợp pháp hóa tất cả ngay từ ban đầu. Dưới sự yêu cầu kiên quyết của Trương Khắc, chính phủ Thành Nam tiến hành đánh giá tài sản vô hình với nhãn hiệu Tân Quang. Thời đó tài sản vô hình chưa được coi trọng lắm, vô số nhãn hiệu trăm năm trong nước bị nước ngoài cướp mất. Rất nhiều công ty sau này phải bỏ ra số tiền lớn mua lại thức thuộc về mình. Là một trong số điều kiện đàm phán, sau khi bao thầu, nhà máy phải phụ trách giải quyết lương bổng còn thiếu và bố trí cuộc sống công nhân. Đó là điều cần thiết trước khi khôi phục sản xuất, tài chính Thành Nam vì thế cấp 20 vạn. Tiền công nửa năm không nhiều, bỏ đi tiền thưởng hiệu ích, chỉ tính lương cơ bản của 246 công nhân viên, thêm vào chi phí chữa trị cho Lưu Phân chưa tới 20 vạn. Chiều thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 1994, Hứa Tư đại biểu cho City Cẩm Hồ ký hợp đồng bao thầu với chính phủ khu Thành Nam. Tạ Vãn Tình đưa chỉ đồng tham dự nghi thức ký kết đơn giản trong tòa nhà Tân Hải Thông, Chu Phục và mấy nhân viên quản lý chủ yếu của nhà máy giấy cũng tham dự. Sau khi nghi thức ký kết xong, Trương Khắc mới tới. Trương Khắc đứng ngoài cửa, nhìn tấm biển công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Hồ thành phố Hải Châu, hà hơi, lấy tay áo lau đi vết bẩn không rõ lắm, rồi mới đi vào văn phòng. Chương 82, ở đây tôi là lão đại. Ngoài Hứa Tư, Tương Visa, Cẩm Hồ còn tuyển mộ thêm trợ lý hành chính, cần vụ, tiếp tân, nhưng so với văn phòng làm việc rộng lớn thì vẫn còn quá ít. Lúc này trừ Tống Bồi Minh, Chu Phục còn ở lại City Cẩm Hồ, những người khác đã rời đi. Mọi người đang ngồi trong phòng cà phê của công ty, hưởng thụ ánh mặt trời đỏ ngoài tường pha lê, ngắm biển trúc phía dưới. Tống Bồi Minh đang tán thưởng sự sang trọng của Cẩm Hồ với Tạ Vãn Tình. Bí thư Vương sau khi đến đây cũng nói công ty lớn như thế này mới đáng tín nhiệm. Chỉ vì làm ra hình tượng công ty lớn này đã tiêu hao gần 100 vạn tài chính quý giá, Hứa Tư và Tương Vi không hiểu, có điều Tạ Vãn Tình thì lại rất ủng hộ Trương Khắc, mà có lẽ căn bản cô chẳng có ý nghĩ can thiệp vào chuyện công ty. Thấy Trương Khắc đi vào, Tống Bồi Minh đứng dậy nói. Người phát ngôn của bà Tạ đã tới rồi. Ông ta tất nhiên lòng đầy cảm kích với Trương Khắc, điều này khỏi cần phải nói. Chú Tống sao vẫn còn ở đây? Trương Khắc cười nói. Giám đốc Chu, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, sau này mới ông thích ứng, quyết định của công ty đều sẽ do tôi đưa ra, chị Vãn Tình không còn tinh lực để ý tới bên này. Mặc dù chưa có kết cấu cổ phần chính xác của Cẩm Hồ, nhưng trước mặt mọi người, phải để cho Chu Phục biết ai mới là người quyết sách của Cẩm Hồ, ai mới là người quyết định vận mệnh của nhà máy giấy Tân Quang, tránh cho Chu Phục tưởng Tạ Vãn Tình mới là bà chủ đằng sau, mà xem nhẹ mình. Tống Bồi Minh thì biết cả quá trình đều do Trương Khắc nắm vai trò chủ đạo, nhờ suy đoán của Hứa Hồng Bá nên ông ta mới biết thiếu niên này có địa vị hết sức quan trọng trong mạng lưới quan hệ còn chưa được chắc chắn lắm kia. Nếu cả Tạ Vãn Tình cũng ủng hộ, thậm chí là Từ Học Bình đứng đằng sau cũng dung túng cho thiếu niên này, Tống Bồi Minh chẳng còn gì nghĩ không thông nữa, hiện giờ làm tốt quan hệ với Trương Khắc, tuyệt đối có lợi lớn cho sĩ đồ sau này. Chưa nói tới Từ Học Bình, có thể thông qua Trương Khắc để quan hệ với Đường Học Khiêm cao hơn một tầng cũng tuyệt đối có lợi. Phòng cà phê này chỗ ngồi có hạn, thêm vào cả Thái Phi Quyên, Chu Du, đã không còn chỗ nữa, Tống Bồi Minh nhường chỗ của mình. Trương Khắc, ngồi ở chỗ tôi. Trừ Tạ Vãn Tình, những người khác đều đứng dậy nhường chỗ, cô nhìn Trương Khắc hỏi. Lại trốn học đấy hả? Trương Khắc mặt dày nói. Quen rồi là ổn thôi ạ. Rồi nắm tay chỉ đồng ngồi xuống chỗ Chu Phục. Giám đốc Chu ngồi đi, đừng khách khí. Trước giờ đều do Tương Vi phụ trách chuyện đàm phán cụ thể, còn Chu Phục giúp đỡ chuẩn bị chút tư liệu, trừ lần gặp mặt ở nhà Trần Kỳ, đây mới là lần thứ hai Chu Phục gặp Trương Khắc, hôm đó Trương Khắc và Tống Bồi Minh thảo luận,
cố ý đẩy Chu Phục đi, cho nên tới giờ ông ta vẫn chưa rõ tình hình. Thấy Trương Khắc nói thế mà Tống Bồi Minh, Tạ Vãn Tình đều khó có dị nghị gì, Chu Phục cứ đứng đó, không hiểu nên đứng hay ngồi. Ngồi xuống đi lão Chu. Tống Bồi Minh ấn vai Chu Phục, để ông ta ngồi xuống rồi tính sau. Chú Tống, cháu đề nghị chú một yêu cầu thêm. Trương Khắc bình thản nói. Cậu nói đi. Lần đầu gặp mặt, không thể tưởng tượng được thiếu niên trước mặt ung dung bàn chuyện với mình, Tống Bồi Minh không khỏi cảm khái Trương Chi Hành có đứa con xuất sắc. Tuyệt đại đa số bạn bè cùng tuổi suốt ngày chỉ biết quấy rầy cha mẹ xin tiền tiêu vặt, y lại điều hành một công ty. Nếu có thể, công tác của giám đốc Chu thoát ly khỏi nhà máy Tân Quang, cho công ty Cẩm Hổ mượn sử dụng. Trương Khắc quay sang hỏi. Giám đốc Chu không có ý kiến gì chứ? Chu Phục ngớ ra, Trương Khắc nói như thế căn bản không cho ông ta cơ hội đề xuất ý kiến. Vì sao phải phức tạp như thế? Tống Bồi Minh có chút nghi hoặc, dù sao vẫn do Chu Phục quản lý sản xuất, cần gì phải điều tới Cẩm Hồ. Dùng người phải tận dụng hết khả năng, theo tình hình cháu biết, chút tiền lương giám đốc Chu ở Tân Quang hơi ủy khuất tài năng, cho nên mới nghĩ tới phương thức cho City Cẩm Hồ mượn để nâng cao tiền lương. Nhà máy giấy Tân Quang là xí nghiệp quốc hữu, Chu Phục là cán bộ biên chế sự nghiệp, cho nên tiền lương cơ bản cố định. Tuy có chia thêm phần thưởng từ lợi nhuận, nhưng cũng chẳng cao hơn người khác là bao. Nghe ý của Trương Khắc muốn tăng lương mạnh cho Chu Phục. Tống Bồi Minh biết lương của Tương Vi, nếu Chu Phục cho Cẩm Hồ mượn, lương sẽ không kém hơn Tương Vi là bao, ở lại nhà máy tuyệt đối không có nhiều tiền như thế, cười nói. Vậy Khu sẽ làm thủ tục nghỉ việc tạm thời cho lão Chu, cho Cẩm Hồ mượn, coi như tiết kiệm chi tiêu cho nhà máy. Trương Khắc chẳng hề khách khí nói. Vậy từ giờ trở đi, cháu sẽ ra lệnh cho giám đốc Chu như người của mình. Chu Phục cứ thộn ra, vận mệnh của mình bị người ta nói vài ba câu liền quyết định, lại chẳng thể chất vấn Tống Bồi Minh trước mặt mọi người, buồn bực không nói một lời. Tống Bồi Minh xem đồng hồ. Cũng sắp tới bữa tiệc, Trương Khắc đã tới, chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ. Không thể để Bí Thư Vương đợi được. Tiệc tối do chính phủ Thành Nam mời, tất nhiên là nể mặt Tạ Vãn Tình, nếu không làm gì có lý chính phủ mời tiệc sĩ nghiệp. Cháu không tiện xuất hiện, hãy để chị Tương đại biểu công ty đi cùng chị Vãn Tình, chị Thái tham dự là được. Thấy Tạ Vãn Tình gật đầu đồng ý, Trương Khắc nói với Chu Phục. Giám đốc Chu và chị Tương ở lại một chút. Tống Bồi Minh đã ném mình cho City Cẩm Hồ rồi, Chu Phục chỉ biết ậm ừ đáp lời. Khi Chu Phục tham quan City Cẩm Hồ, tiến vào văn phòng của Trương Khắc, nhưng trước đó chẳng ai giới thiệu đây là văn phòng của y. Văn phòng này dùng kính mở ngăn cách với khu vực làm việc bên ngoài, ban công cánh cung bên ngoài là vườn hoa lập thể giữa không trung dựng bằng khung thép không gì treo đầy loài hoa không rõ tên, phía dưới là ao nước bằng kính, mấy con cá ông ta cũng chẳng biết tên nốt, đang lượn qua lượn lại giữa lớp rong rêu rậm rạp. Nơi này phải rộng tới gần 40 mét vuông, phía tây phía nam đều là kính trong suốt, bên trong bàn làm việc bằng gỗ anh đào đỏ, bộ ghế sofa, lại còn cả một quầy bar nhỏ. Chu Phục luôn muốn biết chủ nhân văn phòng này là ai, không ngờ là thiếu niên mới vào cao trung. Trương Khắc mời ba người ngồi xuống ghế sofa, lấy một bản tài liệu đưa cho Chu Phục. Đây là hợp đồng thuê nhân viên mà tôi soạn, giám đốc Chu xem, có chỗ nào chưa hài lòng hy vọng mau chóng đề ra. Chu Phục do dự nhận lấy, thuận tay lật xem, tới phần lương bổng, dù lòng ông ta phẳng như nước cũng giật thót một cái. Tương Vi ghé đầu qua nhìn. Ui cha! Còn cao hơn lương của tôi 1.000. Chu Phục tưởng con số trên hợp đồng thừa một số không, nghe thế tim càng đập thình thịch. Lúc đó xí nghiệp quốc hữu hiệu quả thấp, nhân viên quản lý thu nhập mỗi năm muốn đạt tới 10 vạn, chỉ cần biết luồn lách thì chẳng phải là chuyện khó, nhưng thu nhập hợp pháp tới 10 vạn là tuyệt đối không có. Khương Minh Thành có Đinh Hướng Sơn chống lưng đằng sau, một tay che trời ở tập đoàn Tân Phong, lương thưởng cấp cho bản thân cũng không dám quá 10 vạn, mà rất có khả năng nó thành một tội danh khỏi tố hắn. Sao, giám đốc Chu hài lòng với bản hợp đồng này chứ? Chu Phục đột nhiên cảm thấy tuổi tác của Trương Khắc không còn là chướng ngại gì nữa, Tống Bồi Minh còn thừa nhận địa vị của Trương Khắc, thì mình đáng là gì? Tương Vi ở bên đẩy ông ta một cái. Nếu ký tên ở đây, tới cuối tháng còn kịp lĩnh nửa tháng lương đấy. Chu Phục vội lấy bút trong cặp ra, trước khi ký tên còn đọc kỹ hợp đồng từ đầu tới cuối một lượt. Trương Khắc thong thả ngồi đợi Chu Phục ký tên xong. Tương Vi giao hợp đồng cho Hứa Tư, còn phải đợi Chu Phục thoát ly khỏi công tác, tới khu làm thủ tục tạm nghỉ mới hoàn thành hợp đồng này, nhưng chỉ cần ký tên xong, các vấn đề khác không quan trọng nữa. Trương Khắc nhìn Chu Phục nói.
ông và chị Tương đại biểu công ty tham dự quản lý tài vụ và sản xuất của nhà máy Tân Quang. Ông biết đó, chúng ta không có quyền hạn điều động nhân sự tuyệt đối với nhân viên quản lý nhà máy, ngày kia ở đây sẽ mở cuộc họp tất cả nhân viên quản lý, hy vọng trước đó ông đưa tôi một cáo cáo đánh giá về bọn họ. Tương Vi cười. Vậy là bữa tiệc hôm nay giám đốc Chu không thể uống nhiều rượu rồi. Chương 83, không nộp tiền thì nghỉ việc. Trước buổi tối ngày hôm sau, Chu Phục liền đem báo cáo nộp lên, đương nhiên muốn ông ta nộp một báo khách quan vào lúc này là không thể, dù sao là đồng nghiệp với nhau bao lâu. Báo cáo này rất có thể làm mất việc một người, nên ông ta chỉ kể ưu điểm và năng lực, còn khiếm khuyết đều hời hợt lướt qua. Nhưng Trương Khắc am hiểu nhà máy giấy ở mức độ mà Chu Phục không thể tưởng tượng được. Chủ nhật, hơn 20 nhân viên quản lý từ khoa trưởng trở lên của nhà máy đều được triệu tập tới City Cẩm Hồ. Trước khi tới nơi, bọn họ còn lớn tiếng nói cười. Sau khi vào văn phòng tầng 18, được trợ lý hành chính đưa vào phòng họp, tất cả hạ bớt giọng xuống. Trước kia được nghe lái xe Chu Phục kể về City Cẩm Hồ khí phái thế nào, bọn họ nửa tin nửa ngờ, giờ tận mắt được nhìn thấy, sợ thở to một chút thôi làm cô trợ lý trẻ trung xinh đẹp kia coi thường, khỏi cần nói tới chuyện trò. Ngồi trong phòng họp, đợi cô trợ lý xinh đẹp kia lui ra, mọi người mới thở phào một chút, phòng họp được ngăn cách với khu vực làm việc bên ngoài bằng thủy tinh cốt thép, ngồi bên trong có thể quan sát cả công ty. Trưởng phòng tài vụ nói, được làm việc trong văn phòng này, dù không nhận lương cũng cam tâm tình nguyện, lão Chu công ty Cẩm Hồ trả ông lương 2.000 à. Đúng thế, Trương Khắc xuất hiện ở trước phòng họp. 3 tháng sau, nếu ai ở trong phòng này không đạt được lương 2.000 một tháng. Tức là tôi tỏ ra cực kỳ bất mãn với biểu hiện của người đó, khi ấy mời người đó chủ động xin từ chức, tránh hai bên khó xử. Đó là câu đầu tiên Trương Khắc nói với nhân viên quản lý nhà máy trong lần đầu gặp mặt, y đứng ở cửa phòng, Tương Vi và Hứa Tư cầm tài liệu đứng phía sau, cho dù lúc này Chu Phục có nói y mới học cao trung cũng chẳng ai tin. Việc quản lý thường ngày của nhà máy sẽ do Chu Phục và Tương Vi phụ trách, các vị ngồi đây không có cơ hội gặp tôi nhiều, khả năng là khi các vị được tăng lương lớn. Hoặc là tôi hy vọng vị nào đó cuốn xéo khỏi nhà máy thì các vị mới có thể gặp được tôi. Trương Khắc ngồi xuống, rất ga lăng kéo ghế bên cạnh cho Tương Vi và Hứa Tư, hiện giờ những người trên mặt vốn còn chút nụ cười cũng đã biến mất sạch, ngay cả Chu Phụ vốn trong lòng không tôn trọng Trương Khắc lắm cũng phải nín thở. Ngay từ đầu Trương Khắc đã không định cho bọn họ cơ hội phát ngôn, mở tài liệu Tương Vi đưa cho, nói. Với công tác của các vị trước kia ở nhà máy, trong tay tôi có hai bản báo cáo. Một do giám đốc Chu đưa tôi ngày hôm qua, từ bản báo cáo này tôi thấy được năng lực và phẩm chất tốt đẹp. Còn một bản báo cáo có chút đánh giá không hay, song đó không phải chỗ dựa để tôi đánh giá các vị. Trừ phòng nghiệp vụ giải tán, trưởng phòng nghiệp vụ giữ lại, các phòng ban khác tạm thời không điều chỉnh. Phòng nghiệp vụ giải tán thì tiêu thụ của nhà máy ai phụ trách, bố trí nhân viên trong phòng ra sao? Trưởng phòng nghiệp vụ không ngờ tin tức đầu tiên của cuộc họp là tin dữ dành cho hắn. City Hải Thái sẽ thành lập phòng ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm, tin rằng bọn họ càng chuyên nghiệp hơn, con đường tiêu thụ càng phong phú hơn. Trương Khắc bình tĩnh nói với trưởng phòng nghiệp vụ, phải để hắn biết trước mặt mình, hắn không có quyền đàm phán mặc cả gì hết. Nhân viên phòng nghiệp vụ sẽ thải hồi hết, nhưng sẽ cho bọn họ một cơ hội phỏng vấn, chỉ cần còn họ có năng lực, vào phòng sự nghiệp của City Hải Thái, tiền lương dứt khoát sẽ cao hơn hắn bây giờ. Ngoài ra nhân viên phòng vật tư cũng phải qua phỏng vấn mới sử dụng. Y lấy ra một báo cáo ném trước mặt trưởng phòng vật tư. Đây là danh mục văn phòng phẩm của City Hải Thái, anh xem đi. Trưởng phòng vật tư cầm lên xem, tay run run, vào được phòng vật tư toàn là vị có bối cảnh, nhưng khi nhìn thấy chiếc Audi mà Tương Vi suốt ngày lái tới nhà máy, hắn không dám nói gì cả. Trương Khắc quay sang Chu Phục. Giám đốc Chu, chuyện nợ lương công nhân phải giải quyết trước tuần sau. Đồng thời nộp báo cáo sản xuất nhà máy mới cho tôi hy vọng trong một tháng có thể chuẩn bị đi vào sản xuất, ngoài ra còn vấn đề gì nữa không? Chu Phục nghĩ bụng, sao không còn cả đống ấy chứ? Nói thực, khí thế của Trương Khắc làm ông ta bất an, ông ta biết chính phủ khu thành Nam ủng hộ y vô điều kiện, như vậy nhân viên nhà máy, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của y. Chu Phục cầm bút vẽ lên giấy. Công nhân viên nhà máy quá nửa ở trong thành thị. Cách nhà máy mới tới 30 km, đó là nguyên nhân thứ nhất công nhân viên phản đối chính phủ đóng nhà máy cũ. Còn những người lần trước cầm đầu xông vào chính phủ khu, một số là cốt cán sản xuất, nên chăng cho bọn họ chút cơ hội. Chuyện khai trừ để sau hãy nói, nhà máy mới cách xa thành phố đúng là một vấn đề.
Thẩm Mặc lấy trong cặp ra một bản tài liệu. Đây là hợp đồng với công ty vận tải thành phố, bọn họ sẽ cung cấp 3 chiếc xe khách đưa đón công nhân viên đi làm, còn về tuyến đường cụ thể, phòng quản lý hành chính liên hệ với công ty vận tải. Trước đó Chu Phục đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng thuê xe đưa đón quá tốn kém, khi nhà máy cũ hiệu ích tốt lợi nhuận cũng chỉ hơn 100 vạn, lấy ra hơn 10 vạn thuê xe, trong khu không đồng ý. Bắt đầu từ hôm qua, quyền kinh doanh chính thức chuyển giao cho Cẩm Hồ, quả nhiên là khí thế của công ty lớn, căn bản không bận tâm tới chi phí thuê xe. Chu Phục nghĩ Trương Khắc hẳn là đã suy xét tới vấn đề tồn tại của nhà máy rồi, không che giấu nữa. Hơn 3.000 vạn tiền xây dựng nhà máy mới đều do đi vay ngân hàng, muốn đi vào sản xuất, cần gần 1.000 vạn, nhà máy mới muốn đi vào sản xuất trong một tháng, chủ yếu là phải giải quyết vấn đề tài chính. Tương Vi xoay mặt sang nhìn Hứa Tư, cô ta chỉ phụ trách đàm phán với chính quyền khu, Hứa Tư phụ trách đăng ký công ty, có lẽ City Hải Dụ sẽ phụ trách chuẩn bị tài chính sản xuất. Nhưng từ đầu tới cuối, Trương Khắc không đề cập với cô ta chuyện này, trước kia phương án doanh vận luôn trong đầu, gần đây mới tiết lộ một chút, có lẽ Hứa Tư biết nhiều hơn. Hứa Tư thấy Tương Vi nhìn mình, chỉ biết cười, cô biết Trương Khắc không hề có ý định tự chuẩn bị tài chính sản xuất. Tôi đã tính, 1.000 vạn là dự tính thấp nhất. Trương Khắc không hề nao núng. Trong đó chủ yếu nhất là tiền mua nguyên liệu, số tiền này không cần các vị ngồi đây phải lo, tôi đã giải quyết rồi. Vấn đề nguyên liệu hoàn toàn do Hải Dụ phụ trách, nhưng thiếu hụt tài chính khác. Nói tới đây Trương Khắc dừng lại một chút để mọi người thích ứng với tình hình mới, rồi xem tài liệu báo ra con số. Theo tài liệu giám đốc Chu cung cấp, khấu trừ dự toán mua nguyên liệu còn thiếu 300, 400 vạn. Cái này cần các vị và công nhân viên nhà máy cùng chia sẻ. Phòng họp tức thì xôn xao, trưởng phòng nghiệp vụ và vật tư đầy một bụng lửa giận không dám phát tiết, lúc này Trưởng Nghĩa lên tiếng. Giờ ngay cả sinh hoạt cơ bản của công nhân viên còn không thể đảm bảo, lấy đâu ra nhiều tài chính như thế. Nhà máy có tiền cũng chẳng tới mức nợ lương công nhân nửa năm. Thẩm Mặc khoanh tay ngồi nghe mọi người ồn ào nghị luận, một lúc sau mới nói. Công ty giải quyết được vấn đề nguyên liệu thì cũng chẳng lo không lấy nổi 300, 400 vạn, nhưng công ty sẽ không giữ lại công nhân viên không có trách nhiệm với nhà máy, không chỉ các vị ngồi đây. Tới cả Tương Vi, Chu Phục được công ty phái tới nhà máy cũng phải nộp tiền đảm bảo tương ứng. Tương Vi choáng lại là tiền đảm bảo, không ngờ y dùng lại chiêu này, đúng là làm người ta đau đầu, thấy Hứa Tư cũng ngạc nhiên, nghĩ, chắc cô ấy cũng không biết tính toán của Trương Khác. Hứa Tư giờ mới hiểu ra Trương Khác vẫn chơi trò tay không bắt sói, nguyên liệu thì giao cho Hải Dụ dùng hình thức vay tín dụng giao dịch, hoàn toàn không có chút tiền nào. Trương Khác hỏi Tương Vi, thấy thế nào? Tương Vi nhớ tới 5.000 tiền đảm bảo trước đó đều chuyển thành cổ phần của Hải Thái, kết quả không tệ, nở nụ cười mê người. Nếu như nhiều quá thì tôi không nộp nổi đâu đấy. Tương Vi khẽ gật đầu, Tương Vi phản ứng rất nhanh. Tiêu chuẩn của cô và giám đốc Chu giống nhau, đều là 3 vạn, giám đốc Chu không vấn đề gì chứ hả? Phương án Trương Khắc ném ra làm loạn suy nghĩ của Chu Phục, vấn đề lớn nhất là nguyên liệu đã được giải quyết. Ông ta đương nhiên tin công ty có năng lực giải quyết số tài chính còn thiếu, tin rằng những người khác cũng không hoài nghi. Và lại tiền lương công ty đưa ra tuyệt đối không cho Chu Phục từ chối, nuốt nước bọt, giọng có hơn khàn. Miễn cưỡng nộp được, còn phải đi tìm người thân vay một phần. Trương Khắc rất hài lòng với biểu hiện của Tương Vi và Chu Phục, khẽ nhịp ngón tay lên bàn, đủng đỉnh nói. Dựa theo cấp bậc khác nhau tiền đảm bảo sẽ từ 1 vạn tới 3 vạn, công nhân viên bình thường 1 vạn. Các vị ở đây tuyệt đại đa số từ 2 tới 2,5 vạn. Chu Phục và Tương Vi tỏ thái độ làm mọi người yên tĩnh lại, so với thu nhập thời đó, 1 tới 3 vạn tuyệt đối không phải là con số nhỏ, nhưng không ai hoài nghi công ty lừa tiền đảm bảo, cũng không hoài nghi thực lực của công ty. Nếu như không nộp thì sao? Trưởng phòng nghiệp vụ hỏi. Công ty không giữ lại nhân viên không có trách nhiệm. Mặt Trương Khác chẳng có mấy biểu cảm. Nói thẳng ra là, không nộp tiền đảm bảo là nghỉ việc. Hứa Tư hiểu rồi, tháng trước Trương Khắc phát tán tin đồn công nhân viên nhà máy sẽ mất việc là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nếu không đột nhiên dùng thái độ cứng rắn bắt nộp tiền đảm bảo, nói không chừng công nhân sẽ gây chuyện, nhưng bọn họ đã vì chuyện này mà tấn công chính phủ khu rồi, bị chính phủ khu trấn áp quyết liệt, người cầm đầu ngoại trừ bị phạt hành chính giam giữ ra, còn bị khai trừ, lần này chắc sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng đối với công nhân viên phổ thông, số tiền đảm bảo này chẳng hề nhỏ. Đặc biệt là vợ chồng cùng ở nhà máy, nộp được 2 vạn tiền đảm bảo là rất khó khăn. Hứa Tư hiểu nỗi khổ này,
bất giác cảm thấy quyết định của Trương Khác hơi tàn nhẫn, không nhịn được nói. Cho dù đi vay, với một số gia đình mà nói, đây là con số cực lớn. Chu Phục gật gù. Theo tôi biết, một số công nhân viên nhà máy căn bản không thể bỏ ra được nhiều tiền như thế. Trương Khác thầm nghĩ, Hứa Từ thật đơn thuần, tiếng phản đối là có thể dự liệu được, không có cách giảm sóc, khả năng sẽ xảy ra xung đột, dồn người thực sự khó khăn tới tuyệt cảnh cuộc sống, huống hồ công nhân mất việc phải do chính phủ khu an bài, Tống Bồi Minh sẽ rất khó xử. Trương Khác gõ bàn để mọi người yên tĩnh lại. Công chức phổ thông không nộp được tiền sau khi nghỉ việc, nhà máy sẽ thuê lại dưới hình thức nhân viên tạm thời, các vị ở đây không nộp được tiền đảm bảo, có thể xin nghỉ ngay bây giờ. Ngoài ra tiền đảm bảo sẽ được trả theo lãi suất cho vay của ngân hàng. Nói tới đó đứng dậy. Giám đốc Chu, ông tới văn phòng của tôi. Nói xong rời khỏi phòng họp. Chương 84, biến cố chen ngang. Dù sao cũng có chỗ để linh động, hơn nửa lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất gửi tiền nhiều, nhà có tiền dư gửi vào nhà máy cũng là lựa chọn không tệ. Chu Phục đứng lên mới phát hiện sống lưng lành lạnh, thì ra ướt hết rồi, không dám sinh lòng xem nhẹ Trương Khác nữa. Theo Hứa Tư, Tương Vi rời khỏi phòng họp, để lại những nhân viên quản lý khác. So với hai ngày trước vào văn phòng của Trương Khác, Chu Phục cảm thấy áp lực rõ ràng hơn nhiều. Người có thể cho người ta món lợi lớn, cũng có thể khiến hắn mất sạch, tất nhiên tạo thành áp lực đối với hắn. Trương Khác biết đây không phải là quan hệ hợp tác tốt, nhưng hết sách rồi, ai bảo mình chỉ là thiếu niên 16 tuổi, căn bản không thể lấy thái độ bình dĩ dễ gần ra cảm phục một người trưởng thành được. Nếu đã không có cách cảm phục vậy thì hãy khuất phục ông ta. Giám đốc Chu, nếu trong nhà có khó khăn, công ty có thể trả trước cho ông 3 tháng lương. Trương Khác nhàn nhã ngồi trên ghế xoay, không mời Chu Phục ngồi. Chị Tương cũng thế, cả hai đều biết công ty có quyền mua lại nhà máy, tới thời cơ thích hợp, tiền đảm bảo của hai người và nhân viên quản lý ở đây sẽ ưu tiên chuyển thành cổ phần của công ty. Chu Phục thấy Tương Vi không nói chuyện ứng trước lương, nên cũng không muốn làm việc khiến người ta ghét, nói. Miễn cưỡng có thể gom được tiền. Tiếp theo còn chút chuyện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Trương Khác mời nhóm Chu Phục ngồi xuống. Nhà máy sau này giao cho ông và chị Tương phụ trách, chỉ có một tháng chuẩn bị mà còn nhiều việc như thế, căng lắm đấy. Tương Vi nghĩ, đương nhiên là căng, phải lừa tiền đảm bảo từ công nhân viên, sau đó lấy nó đi đầu tư sản xuất, đúng là đau đầu. Thảo luận một lúc, Trương Khác bảo Chu Phục và Tương Vi đi thảo luận chuyện sản xuất với nhân viên quản lý. Y và Hứa Tư không xuất hiện nữa. Nhìn hai người họ rời đi, Hứa Tư thở hắt ra. Thì ra cậu tính toán như thế, đoán chừng có gom đủ số tiền đó không? Không tới mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai bỏ thân phận công nhân nhà nước đâu, vấn đề của nhà máy giấy kéo dài nửa năm rồi, tiền lương không phát, có bao nhiêu công nhân đi tìm lối thoát khác. Trương Khác chẳng hề nghi ngờ có thể thu gom đủ tài chính. Em đã nói với chị rồi, thế giới này chỉ có hai loại người. Trong tay chúng ta không có tài chính, nhưng ở nơi này, tài chính không phải vấn đề, dù có ngàn vạn đi chăng nữa cũng chưa chắc làm được việc gì. Quyết định của em trông có chút tàn nhẫn, nhưng chỉ cần nhà máy vận chuyển bình thường, tất nhiên không có ai trách. Huống hồ, em đã cho bọn họ mật ngọt. Cậu nói chuyện trả nợ lương và cung cấp xe tiếp đón. Hứa Tư nguyết y một cái. Cái đặc tính này của cậu có phải sinh ra đã có không? Đặc tính gì? Gian trá à? Em coi như chị khen em, ha ha. Hứa Tư bỏ đi cái vẻ ngoài lãnh đạm, ánh mắt dịu dàng lúc nào cũng làm Trương Khác ngây ngất. Thành phố Hải Châu ít nhất có 60% xí nghiệp vừa vào nhỏ rơi vào thua lỗ dài hạn. 300, 400 vạn không khó kiếm, nhưng chừng ấy tiền chỉ có thể giải quyết được khó khăn cho nhà máy giấy Tân Quang, còn nơi khác thì chịu, cho nên cần một phương án có thể phổ biến được. Tất cả vấn đề quy cho cùng là quản lý và phân chi tài nguyên hữu hiệu. Tài chính chỉ là một nhân tố rất nhỏ. Cậu nói phương pháp này có thể mô phỏng cho các xí nghiệp khác. Hứa Tư có chút hưng phấn. Chỉ là về lý luận thôi. Trương Khác cười. Khi chấp hành thực sự khó khăn lắm, thôi, không nghĩ chuyện xa xôi nữa. Vừa rồi còn thấy cậu tàn nhẫn. Hứa Tư xấu hổ vì hiểu lầm. Không ngờ cậu suy nghĩ xa như vậy, trước mặt cậu tôi như đồ ngốc vậy, chẳng hiểu gì cả. Ý tưởng của cậu cần một người rất giỏi chấp hành mới được, tôi lại chẳng giúp được gì. Chỉ làm em tín nhiệm là đủ rồi, một số chuyện chẳng phải một hai người tài giỏi mà giải quyết được, cần cả một đoàn đội mới có thể thực hiện được. Gần 12 giờ trưa, Chu Phụ và Tương Vi lại quay về văn phòng Trương Khác,
hơn 20 nhân viên quản lý đều miễn cưỡng chấp nhận điều kiện tiền đảm bảo. Trương Khắc bảo Chu Phục, Tương Vi đại biểu công ty mời bọn họ lên tầng thượng dùng bữa. Tạ Vãn Tình hôm nay cũng mở cuộc, nhân viên quản lý của Hải Thái, giám đốc chi nhánh các nơi cũng tới Hải Châu. Buổi chiều Tạ Vãn Tình sẽ về tỉnh thành, Trương Khắc cùng cô tới cửa hàng ăn cơm, Hứa Tư và Thái Phi Quyến Chu Du cũng có mặt. Trong bữa cơm mọi người trao đổi với nhau tình hình cuộc họp ban sáng của đôi bên. Ồ, lại là chiêu này. Thái Phi Quyên lúc này mới có khái niệm chỉnh thế về phương án bao thầu của Trương Khắc. Trương Khắc nhe răng cười. Đây là phương pháp hay, có 3 điều kiện, đơn giản, mau chóng, có thể mô phỏng, ấy, đừng làm vẻ tôi như thể tôi khiến mọi người mất mặt thế chứ. Cách giải quyết rất hoàn mỹ, không chế vào đâu được, tôi nhiều hơn cậu 18 tuổi, cảm thấy 18 năm này sống thật uổng. Chu Du dùng ngữ khí đùa cợt nói. Nếu có thể tôi cũng muốn nộp tiền đảm bảo. Vậy cần chị Vãn Tình cho anh bỏ chuyện ở công ty Hải Thái mới được. Chu Du gõ ngón tay lên bàn, tựa hồ có chuyện một nói, chần chừ một lúc mới lên tiếng. Trước đó Tạ Vãn Sơn đại biểu cho tập đoàn chính Thái đề xuất mua cổ phần của tôi, ra giá gấp đôi lúc đầu, điều kiện rất cám dỗ. Trương Khắc chưa gặp người anh này của Tạ Vãn Tình, cũng không hiểu hắn. Sau khi biết Tạ Chiêm, y chẳng hứng thú tiếp xúc với người họ Tạ. Hợp đồng bao thầu nhà máy giấy ký kết thuận lợi, hôm nay có một mở đầu không tệ, đột nhiên bị chuyện này phá hỏng hết tâm tình tốt, làm người ta thật khó chịu. Trương Khắc nhìn qua phía Tạ Vãn Tình, cô cũng bị tin tức này làm chấn động, lại nhìn qua Thái Phi Quyên, sắc mặt khá khó coi, hẳn cũng được Tạ Vãn Sơn đề xuất yêu cầu tương tự. Cổ phần của hai người này tuy ít, nhưng vừa đủ để chính Thái khống chế được Hải Thái. Thái Phi Quyên vội giải thích. Tôi đã từ chối yêu cầu của giám đốc Tạ, chỉ là không muốn. Cho nên không nói ra. Trương Khắc vẫn cười được. Chính Thái phải chăng có kế hoạch mua lại Gia Tín, nhưng thời gian còn lại cho họ ít lắm, chỉ cần chiếc 398 xuất hiện, quyền đại lý sẽ là một món béo bở, Gia Tĩnh chắc chắn không nhả ra. Tạ Vãn Tình thở dài, nói với Trương Khắc. Xin lỗi, trước kia chị không nên tìm bọn họ hợp tác. Cô rất hiểu phong cách làm việc của gia tộc, một khi nắm quyền khống chế cổ phần, sẽ dùng phương thức tăng vốn đầu tư, giảm bớt cổ phần của người khác. Mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu hoa hồng của bọn họ. Chị nói gì thế, em không trách chị chút nào. Em chỉ đang suy nghĩ, chính Thái nếu đã đề xuất sẽ không dễ dàng buông tay đâu, nếu như để bọn họ thành công mua được Gia Tín, chúng ta không có lý do gì cản trợ họ chỉnh hợp thị trường toàn tỉnh, Gia Tín và Hải Thái có sát nhập, kết quả cũng vẫn thế. Chị Vãn Tình, chuyển lời giúp em với chính Thái, cổ phần dưới tên em cũng có thể bán. Bán vào lúc này thì tiếc quá. Tạ Vãn Tình khuyên. Không sao, chính Thái sẽ có bù đắp thích hợp, em nghĩ chính Thái có cách để Thịnh Hâm thông cảm, điều này không cần em lo. Mặc dù cảm giác rất khó chịu, Trương Khắc rất hiểu hành vi của chính Thái, nếu đã nhìn thấy tương lai của di động số, thì chỉ chiếm chưa tới một nửa phân ngạch thị trường tỉnh, làm sao thỏa mãn được lòng tham của bọn họ. Trước kia chính Thái đã dùng ưu thế tài chính o ép cổ phần của Trương Khắc, lúc này lại đâm dao sau lưng, không khí trong phòng ăn liền trở nên một ngạt. Tạ Vãn Tình rất buồn vì chuyện này. Em không cần nhượng bộ, bọn họ không thể khinh người Thái quá. Tạ Chiêm là anh họ Tạ Vãn Tình còn hại nhau như thế, Trương Khắc cũng muốn nhanh chóng dứt bỏ liên quan với đám người này, y không khỏi bi ai cho Tạ Vãn Tình sinh ra trong gia tộc chỉ biết tới lợi nhuận như thế. Chương 85, phương án đề phòng. Trương Khắc tiễn Tạ Vãn Tình và chỉ đồng lên đường cao tốc rời Hải Châu, y nói với hy vọng có thể an ủi Tạ Vãn Tình chút nào. Không sao đâu chị Vãn Tình, bán giúp em với giá tốt là được, có tiền rồi, em lại có thể đăng ký công ty chơi. Còn nữa, chính Thái sẽ mau chóng mua Gia Tín, Hải Dụ có thể nhân cơ hội này đem các khoản nợ ẩn khác tách ra. Thấy nụ cười của Trương Khắc rất sáng lạn, Tạ Vãn Tình thở dài. Trong nhà họ Tạ, anh chị em cạnh tranh nhau áp lực rất lớn, nói chuyện đa phần là lợi ích, nên quen cái khí thế chân áp người ta rồi, thật không chịu nổi. Xảy ra chuyện này chắc chị Vãn Tình rất thương tâm, Trương Khắc cười. Vài năm nữa, chính Thái sẽ phát hiện ra, gạt bỏ chúng ta là sai lầm lớn nhất của họ. Hiện giờ chúng ta là tôm cá nhỏ, tranh thủ lợi ích lớn nhất mới quan trọng, không cần cố chấp làm gì. Tạ Vãn Tình thấy Trương Khắc không hề buồn vì chuyện hôm nay, lòng dễ chịu hơn đôi chút, lấy tinh thần nói. Chị tin em sẽ làm bọn họ phải giật mình, chị sẽ nhanh chóng rút vốn khỏi Cẩm Hồ. Tránh bọn họ nhìn thấy lợi ích lại lén vươn tay tới ăn trộm thành quả. Tạ Vãn Tình sẽ dùng phân ngạch của cô trong quỹ gia tộc,
cung cấp vốn cần thiết cho Cẩm Hồ, chiếm 30% cổ phần, điều kiện phụ là mua lại Cẩm Hồ, đây cũng là một ẩn họa cho sau này. Không cần đâu chị. Trương Khắc khinh miệt nói. Em sẽ đem tài sản vô hình của nhà máy Tân Quang chuyển ra, để Cẩm Hồ giữ trạng thái xác sống, bọn họ vươn tay tới, chị cứ thoải mái bán cho họ giá cao. Trương Khắc bảo Hứa Tư đăng ký City Cẩm Hồ, đồng thời còn đăng ký thêm một công ty nữa, không ngờ mau chóng dùng tới như thế. Lòng nhầm hai chữ Việt Tú, khẽ mỉm cười, y hy vọng chính thái cứ tiếp tục hùng hổ, thế nào cũng có một ngày cho bọn họ dẫm vào cái bẫy mà y sắp đặt. Nhưng Cẩm Hồ có quyền hạn mua lại nhà máy Tân Quang, bằng vào điểm này đã đủ khơi lên lòng tham của họ rồi, chỉ cần bọn họ cho rằng nghề làm giấy có tiền đồ. Vậy thì em chuyển cái quyền mua lại này cho Hải Dụ, biến Cẩm Hồ thành cái xác sống hoàn toàn, xem bọn họ còn có thể bày trò gì được nữa. Tạ Vãn Tình cười gượng, chỉ cần nhà máy giấy vận hành thành công, cái điều kiện phụ trước đó không mấy quan trọng sẽ thành nguồn tranh đoạt của mọi người. Cô đề xuất rút vốn chỉ là muốn hy vọng bồi thường cho y một chút, không ngờ y từ chối, lại còn tìm cách tranh thủ lợi ích cho Hải Dụ. Làm sao thế, chị Vãn Tình? Thấy Vãn Tình không nói gì, chỉ nhìn mình, Trương Khắc hỏi. Không có gì. Tạ Vãn Tình cười ôn nhu, sau khi Chí Minh đi, Trương Khắc chắc là người vận mệnh định sẵn sẽ xuất hiện, nếu không chính mình cũng chẳng biết làm sao sống qua được. Trước khi về, Trương Khắc nói tới chuyện Hứa Tư, Tạ Vãn Tình đồng ý, hẹn tuần sau tới Hải Châu gặp mặt, chỉ cần chỉ đồng tiếp nhận là được. Chu Phục và các nhân viên quản lý khác không biết cái biến cố nho nhỏ này, bị tiền lương dụ hoặc và áp lực thất nghiệp đe dọa, bọn họ phát suy trình độ của người chuyên nghiệp sở hữu, trong vòng một tuần kế hoạch sản xuất đã được viết xong. Mua sắm nguyên liệu tiền kỳ, thử máy móc, bồi dưỡng nhân viên lục tục được triển khai. Tương Vi phải thừa nhận rằng, công ty trả lương cho Chu Phục cao hơn mình một chút là đúng với giá trị, chỉ là không biết sao Trương Khắc nhìn ra năng lực quản lý của Chu Phục, phải biết rằng biểu hiện của nhà máy trước kia không được vừa lòng người. Trừ một số rất cá biệt công nhân không thể gom đủ tiền đảm bảo, chuyển thành công nhân tạm thời, tuyệt đại bộ phận bọn họ đúng như dự liệu của Trương Khắc, không muốn bỏ thân phận công nhân viên nhà nước. Trừ hơn 60 vạn tiền đảm bảo nhân viên quản lý nộp, trong một tuần công nhân viên phổ thông nộp hơn 100 vạn tiền đảm bảo, kết quả này làm Chu Phục cảm thấy hết sức bất ngờ. Nửa tháng trước City Hải Dụ đã liên hệ được với doanh nghiệp mậu dịch hải ngoại, lượng nguyên liệu muốn mua cho có lợi ích kinh tế thì phải từ 1.500 vạn trở lên, nếu không giá vận chuyển, giao dịch sẽ tương đối cao. Trương Khắc hỏi ý Chu Phục, Chu Du về phương diện sản xuất, tiêu thụ. Quyết định đem lượng nguyên liệu làm giấy lần đầu nâng tới mức 1.800 vạn, tất cả dùng hình thức tín dụng thanh toán, có thể tranh thủ được 3 tháng. Tập đoàn chính thái rất hài lòng với việc Trương Khắc chủ động nhượng bộ, chấp nhận dùng 200 vạn tiền mặt mua cổ phần của y, khống chế cổ phần của Hải Thái, lấy được quyền đại lý của nửa tỉnh Đông Hải, làm bọn họ có thêm ưu thế gây áp lực với City Gia Tín. Chính thái ra giá 800 vạn và 20% cổ phần với giám đốc của Gia Tín. Sau khi Hải Thái và Gia Tín sát nhập, chính thái sẽ khống chế 70% cổ phần, vừa lấy được quyền đại lý của Ericsson tại Đông Hải, lại chiếm đường mạng lưới tiêu thụ của Gia Tín và Hải Thái, đúng là vụ làm ăn rất đáng. Nếu thủ đoạn của chính thái quang minh chính đại hơn một chút, Trương Khắc sẽ tôn trọng đối thủ như vậy, còn hiện giờ chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi. Biết thời gian của chính thái rất cấp bách, Trương Khắc chỉ hoãn một tuần mới có câu trả lời chính thức, chính thái cũng nâng giá lên 260 vạn. Tạ Vãn Tình trước khi tới Hải Châu, bàn bạc với Từ Học Bình về chuyện này, Chu Thúc Huệ ngồi ở bên nghe thấy chính thái lấy 260 vạn mua cổ phần của Trương Khắc, kinh ngạc thốt lên. Đâu ra nhiều tiền như thế? Nhà mẹ đẻ Vãn Tình ai nấy thông minh hết sức, làm gì có chuyện mua bán lỗ vốn? Từ Học Bình mặt âm trầm. Bọn họ ra giá này, có lẽ chẳng tới 2 năm đã thu hồi toàn bộ vốn, lại còn chiếm được mạng lưới tiêu thụ khắp Đông Hải. Chỉ cần Tiểu Khắc vui là được. Chu Thúc Huệ không có kiến thức thương nghiệp sâu lắm, còn cảm thấy vui vì Trương Khắc nhẹ nhàng kiếm được số tiền lớn. Tôi thấy Tiểu Khắc lấy tiền cũng được lắm. Từ Học Bình chỉ biết lắc đầu, không giải thích cho vợ. Tạ Vãn Tình bất bình nói. Nếu như thị trường phát triển đúng như Trương Khắc dự kiến, chỉ riêng quyền đại lý cho Ericsson ở Đông Hải đã trị giá 1.000 vạn, bọn họ ức hiếp người ta. Bỏ đi, nếu Tiểu Khắc đã trưởng thành, ba sẽ ủng hộ nó hoàn toàn, nhưng nó còn nhỏ. Sau này còn có cơ hội. Ba lần trước nói chuyện điện thoại với ba nó, tựa hồ thành tích học tập của Tiểu Khắc không lạc quan. Tạ Vãn Tình thừa nhận. Trừ khi hiện giờ cho cậu ấy ra nước ngoài du học, chứ cách giáo dục trong nước con thấy không thích hợp với cậu ấy.
con nói thế không phải sai, nhưng cuộc đời phải qua nhiều trải nghiệm, cứ học trong nước thì tốt hơn, con đường sau này của tiểu khác sẽ rộng lớn hơn. Câu nói kết thúc chủ đề này của Từ Học Bình là có ý. Tuần cuối cùng của tháng 11, Tạ Vãn Tình lại tới Hải Châu. Tạ Vãn Sơn đem chi phiếu 260 vạn tới ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, có thể thấy chính thái gấp gáp thế nào. Tạ Vãn Sơn là anh cùng cha khác mẹ của Tạ Vãn Tình, tuổi trên 40, do bất hòa tình cảm của thế hệ trước, giữa hai người chẳng có mấy tình anh em. Để tránh chính thái nảy sinh ý đồ với Cẩm Hồ, phải mau chóng rút bỏ tài nguyên ưu tú ra khỏi nó, trong đó có 7% cổ phần còn lại của Hải Thái, quyền mua lại và nhãn hiệu của Tân Quang, đem Cẩm Hồ biến thành một cái xác rỗng không hơn không kém. Ngay từ đầu tổ kiến Hải Thái, chính thái dùng ưu thế tài chính chèn ép cổ phần đáng phải có của mình cùng ấn tượng xấu với Tạ Chiêm, Trương Khác không hề muốn tiếp xúc với những người khác của nhà họ Tạ. Trong nội bộ Hải Thái chỉ có Thái Phi Quyên và Chu Du biết địa vị của Trương Khác. Từ đầu tới cuối đều do Hứa Tư phụ trách ký hợp đồng, ngoài không muốn tiếp xúc với nhà họ Tạ ra thì nếu để Tạ Vãn Sơn biết mình còn là học sinh cao trung, chắc sẽ càng gây áp lực với Tạ Vãn Tình lớn hơn nữa. Tạ Vãn Sơn tới, Thái Phi Quyên và Chu Du tất nhiên phải mở tiệc chiêu đãi, dù sao hắn cũng là đại biểu của chính Thái, mà từ thời khắc này sẽ là ông chủ của họ, Tạ Vãn Tình đành phải tham gia, dù sao mọi người vẫn phải tiếp tục hợp tác trong thời gian dài. Tạ Vãn Tình giao chỉ đồng cho Trương Khác và Hứa Tư chiếu cố, đi gặp Hứa Duy, chỉ cần chỉ đồng chấp nhận Hứa Duy, gánh nặng trên vai cô sẽ nhẹ bớt một phần. Chương 86, quá nhiều mỹ nữ cũng rắc rối. Tạ Vãn Tình tới tham dự tiệc do City Hải Thái tổ chức, bảo Hứa Tư đưa chỉ đồng tới đón Trương Khác, rồi ba người đi taxi tới Sa Điền. Nói thực, em hơi sợ em gái chị đấy. Đi tới ngõ, Trương Khác quay đầu lại nói với Hứa Tư. Lúc này chắc chị Hứa Duy về nhà rồi, hay là chị dẫn Tiểu Đồng về thôi nhé. Hứa Tư mỉm miệng cười, Trương Khác có thể quay đám Chu Phục và Tống Bồi mình vòng vòng, mà chẳng đối phó nổi với Hứa Duy. Chỉ Đồng nghe Trương Khác nói thế, ra sức lắc tay y. Sao thế Tiểu Chỉ Đồng? Trương Khác cúi xuống nhìn cô bé. Chỉ Đồng nắm chặt ngón tay Trương Khác và Hứa Tư đặt lên ngực, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn y. Anh Tiểu Khác sao nỡ bỏ Chỉ Đồng lại chứ? Hứa Tư cũng cúi xuống bẹo cái má bầu bầu của cô bé. Cách nhà Hứa Tư còn một quãng đã nghe thấy tiếng mấy cô gái rít rít không ngừng, là giọng của Hứa Duy, Trần Phi Dung còn cả. Hình như là Giang Đại Nhi, cô gái đáng yêu này cũng tới Hải Châu sao? Nhớ lại cái cảnh chảy máu mũi ở ký túc xá hôm đó, lòng Trương Khác không khỏi ngứa ngáy. Ba cô gái đang ngồi nhặt rau trong sân, thấy có người đẩy cửa đi vào, Hứa Duy chỉ lếch nhìn Trương Khác một cái rồi ánh mắt dừng trên người Chỉ Đồng, reo lên. Cô bé thật xinh xắn, em là Chỉ Đồng phải không? Giang Đại Nhi thấy Trương Khác thì có chút bối rồi, Trần Phi Dung đang tươi cười vừa nhìn thấy Trương Khác thì lập tức biến thành lạnh nhạt, ném rau trong tay vào rổ. Em về nhà trước đây. Hả? Hứa Duy ngẩn ra, hết nhìn Trương Khác là nhìn Trần Phi Dung. Ồ, em cũng chú ý tới cậu ta quá đấy, về nhà thì làm gì có cơm ăn, mặc xác cậu ta là được. Dung Dung, mẹ em phẫu thuật ra sao rồi? Hứa Tư dắt Chỉ Đồng vào sân. Gần đây chị bận quá, chẳng có thời gian tới bệnh viện thăm mẹ em. Nhắc tới mẹ, vẻ mặt Trần Phi Dung khá phức tạp. Phẫu thuật rất thành công, bác sĩ nói 2-3 tháng là có thể đi lại được, ngày mai sẽ đón mẹ em ra viện. Vội ra viện làm gì, còn 3 tháng nữa mới đi lại được cơ mà. Trần Kỳ bê cái nồi trong bếp ra lấy nước, chào mọi người rồi tiếp lời Hứa Tư. Nhà chú lấy đâu ra tiền để dì phân cháu nằm viện? Giám đốc Chu đã nói, chi phí phẫu thuật là do khu chiếu cố đặc thù, sẽ trả hết, còn chi phí nằm viện thì nhà chú phải gánh một phần. Nằm viện 2 tháng tốn mấy nghìn đồng, lại còn tiền đảm bảo cho nhà máy, không nộp là thành công nhân tạm thời, chẳng biết kiếm đâu ra đây. Ai, bao nhiêu chuyện phiền hà tới đúng vào lúc này, rời giường 1-2 ngày cũng chẳng khác gì. Hứa Tư quay sang lườm Trương Khác, y làm ra vẻ rất vô tội như không liên quan gì tới mình, hậm hực trừng mắt một cái. Trương Khắc nghĩ, cha mẹ Hứa Tư rất coi trọng cuộc gặp này, còn mời cả cha Trần Phi Dung tới làm cơm. Khác nhau chứ. Lúc này cha Hứa Duy đi ra, nói. Lưu Phân phải nằm nhà hơn nửa năm rồi, cẩn thận một chút thì hơn. Cũng không thiếu bao nhiêu nữa, mọi người gom góp là giải quyết được thôi. Gật đầu chào Trương Khác. Tiểu Khác và Chỉ Đồng tới rồi hả, Tiểu Duy còn để rau cho chị con nhặt, con chơi cùng hai đứa đi. Lời này của Hứa Hải Sơn làm người ta nghe mà cảm động, Trương Khắc cười khì khì,
nhìn Hứa Duy rửa tay đi tới, tiếc là cô chẳng thèm nhìn y lấy một cái. Ngồi xuống nắm lấy tay Hứa Duy. Em có phải là Chỉ Đồng không, chị chơi với em nhé. Chỉ Đồng cho Hứa Duy nắm tay, nhưng ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác, do dự không biết có rút tay về không. Nào nào, hai anh em mình cùng đi nhặt rau. Trương Khác biết Chỉ Đồng rất hứng thú với thứ chưa bao giờ được tiếp xúc, dắt tay cô bé ngồi xuống đối diện với Giang Đại Nhi. Đại Nhi về cùng chị Hứa Duy à, hay là để mai tôi bỏ thời gian ra đi dạo Hải Châu với mọi người? Hứa Duy trừng mắt lên. Không biết lớn nhỏ gì cả, phải gọi là chị Đại Nhi. Hứa Tư ngồi xuống nhặt rau, hỏi Trương Khác. Ngày mai không phải là họp phụ huynh học sinh à, cậu chuồn đi được sao? Trần Kỳ ở bên ngạc nhiên. Nhất trung họp phụ huynh, sao không thấy Dung Dung nói? Họp phụ huynh học sinh mới, còn có phải là học sinh mới đâu. Trần Phi Dung rất vội vã tách bạch liên quan với Trương Khác. Cha đồng ý với Vương Viêm Bân đi dự họp, nói không chừng Đường Học Khiêm cũng bỏ thời gian tới tham gia, mình chuồn đi chơi không xong rồi. Trương Khác mặt mày nhăn nhó đau khổ. Thì tệ lắm à? Hứa Duy thấy thế thì hả hê hỏi. Chỉ còn dậy kèm Trương Khác, làm sao mà tệ được? Hứa Hải Sơn bóc tỏi ở bên góp lời. Một môn thi trượt, lại còn một môn không tham gia thi. Học sinh đỗ được vào nhất trung mà lại thi trượt giữa kỳ, thật là khó tin. Trần Phi Dung thấy Trương Khác mặt cúi gằm định lừa gạt cho qua chuyện, không hề lưu tình vạch trần ra. Trương Khác nhe răng cười với Trần Phi Dung, cô bé này chẳng biết nể nhau gì cả, mình thi tốt hay không chẳng sao, nhưng nói ra ở đây, chẳng phải làm Hứa Tư khó xử sao. Nhưng y quên mất một điều, Trần Phi Dung tại sao lại biết thành tích của y, cô quan tâm tới việc này làm gì. Các cô gái là chúa nói lời trái lòng. Tình cảm lại rắc rối đôi khi chính bản thân cũng chẳng hiểu. Hứa Hải Sơn cười gượng. Thi thoảng thi không tốt một chút cũng không sao, Tiểu Tư, Tiểu Duy cũng thường thi không tốt lắm. Hứa Duy vui mừng trên đau khổ của người khác. Con có tệ đến đâu cũng chưa bao giờ thi trượt. Hứa Hải Sơn nghiêm khắc nhìn con, để cô không nói lung tung nữa, kéo Hứa Tư qua một bên, hỏi nhỏ. Con dạy kèm Trương Khác kiểu gì thế, thi tệ thế này biết ăn nói với ba mẹ cậu ta ra sao? Hứa Tư chẳng biết phải giải thích thế nào, cô đã triệt để hiểu ra, Trương Khác căn bản không cần học cao trung, mà chắc cha mẹ y và cả chị Vãn Tình cũng hiểu điều này, cho nên mới dung túng cho y như thế. Thấy Trương Khác đang len lén nhìn qua bên này cười trộm, Hứa Tư tức tối nhìn y, nghe cha tiếp tục cằn nhằn. Con đã nhận lời với cha mẹ người ta thì phải chịu trách nhiệm, thì thành thế nào sao mà được. Trương Khác ngồi nhặt rau nói chuyện với Giang Đại Nhi, Trần Phi Dung vẫn ở trong sân, nhưng chỉ đứng làm việc khác. Không tới gần. Hứa Duy nhìn thấy Trương Khác cứ nhìn trộm Đại Nhi, y vốn ngồi đối diện với Giang Đại Nhi, lúc này đã ngồi sát bên cạnh rồi. Giang Đại Nhi thì cứ phải nhích sang bên, làm cô và Chỉ Đồng phải nhích nửa vòng, Giang Đại Nhi mặt cúi gằm, chỉ nhìn thấy tai đỏ rừ, không dám nhìn Trương Khác. Hứa Duy vỗ trán, lòng cảm khái vạn phần, bọn trẻ con bây giờ sao thế nhỉ? Học sinh cao trung đi tán tỉnh bà chị học đại học. Trương Khác ngồi lâu tê chân đứng dậy. Hứa Duy huých Giang Đại Nhi, nói nhỏ. Thằng nhóc con muốn tán tỉnh bạn, có vẻ bạn không từ chối hả? Giang Đại Nhi nhéo hông Hứa Duy, mặt đỏ như máu, kiều diễm vô cùng. Hứa Duy thấy Giang Đại Nhi đỏ mặt, ngẩng đầu lên phát hiện Trương Khác đang híp mắt nhìn Giang Đại Nhi, liền phì cười. Trương Khác thấy dáng vẻ thẹn thùng của Giang Đại Nhi, tâm hồn trao đảo, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Trần Phi Dung từ đằng xa ném về phía này, nhún vai đi tới. Mình thấy mẹ bạn tốt nhất cứ nên nằm viện. Trần Phi Dung thấy hết cảnh Trương Khác bám dính lấy Giang Đại Nhi, nam nữ 16, 17 tuổi thực sự tình cảm đơn thuần, rất ít khi manh nha tình đầu lại sinh hứng thú với người khác giới nào khác. Trương Khác ở trường cùng Đường Thanh quan hệ rất thân thiết, giờ lại bám lấy Giang Đại Nhi, để lại ấn tượng tốt với Trần Phi Dung mới là lạ. Trần Phi Dung chẳng tránh Trương Khác, cắn môi nói. Mẹ tôi xót tiền nằm viện, dứt khoát muốn về nhà. Nói xong mặt đầy ủy khuất chỉ muốn khóc, cô biết Trương Khác có cách giúp mình, chỉ là không nói ra được lời nhờ vả y, nói thế này đã là cực hạn rồi. Chương 87, họp phụ huynh. Trần Phi Dung cúi đầu nhìn ngón chân, mãi không thấy Trương Khác gật đầu, ngẩng đầu lên thấy Trương Khác đang vẫy tay gọi Chỉ Đồng, lòng vừa ấm ức lại đau khổ. Hứa Tư bê thức ăn vào nhà, thấy mắt Trần Phi Dung đỏ hoe, hỏi. Sao thế? Không sao. Trần Phi Dung quật cường thu nước mắt lại, giúp Hứa Tư dọn bàn, do dự rất lâu mới nói. Chị Hứa Tư,
bác sĩ bảo mẹ em nên nằm viện quan sát thì hơn, chị bảo Trương Khác nói giúp với cha cậu ấy được không? Trong mắt Trần Phi Dung, Trương Khác giúp được mình là nhờ mối quan hệ của cha. Sao thế, Trương Khác bắt nạt em à? Không phải. Vừa rồi chẳng thể nói Trương Khác bắt nạt mình, nhưng rõ ràng đã lên tiếng cầu y lại chẳng quan tâm, cô rất tủi thân. Nhà máy giấy do công ty bọn chị bao thầu kinh doanh, em đừng lo vấn đề viện phí, chuyện này để chị nói với Trương Khác, cậu ấy sẽ đồng ý. Thật sao? Trần Phi Dung mở to mắt, không tin. Sau khi nhà máy được bao thầu, công nhân phải đóng tiền bảo đảm mới được đi làm, hiện giờ đang cãi nhau ỏm tỏi, sở dĩ không ai dám gây chuyện, vì bài học lần trước xông vào chính phủ vẫn còn đó. Hai là lãnh đạo nhà máy đã đi đầu rồi, công nhân lại được trả tiền lương bị nợ, lại nghe trong nhà máy mấy ngày qua đồn thổi công ty mới sang trọng quý phái thế nào, tới nhà máy làm sẽ còn có xe đưa đón, nên cho rằng đây chẳng phải là chuyện xấu. Chỉ là số tiền đảm bảo này quá nhiều, Trần Phi Dung biết tiền học phí của mình còn phải đi vay mượn giật gấu vá vai mới có, không thể nộp tiền đảm bảo lớn như vậy. Nhưng Lưu Phân lại nghĩ rất thoáng. Rời giường đi lại được là tốt rồi, làm công tạm thời có sao, thế nào cũng tốt hơn nửa sống nửa chết trên giường. Trần Phi Dung ngập ngừng hỏi. Vậy, công ty chị làm đúng là của nhà Trương Khác? Có thể nói thế, có điều hơi phức tạp, em chỉ biết như vậy là được. Vậy không nộp được tiền đảm bảo, mẹ em sẽ bị thôi việc. Hứa Tư biết ở chuyện này Trương Khác sẽ không nhượng bộ, song nghĩ chỉ một mình Lưu Phân, đương nhiên không phải là vấn đề gì lớn, nói. Đợi mẹ em khỏi bệnh hãy nói tới chuyện này, đừng lo. Hứa Tư ra khỏi phòng, thấy Trương Khác đang rửa tay cho chỉ đồng bên chung, đi tới nói. Chuyện của mẹ Phi Dung cậu có quản không? Chuyện nhỏ xíu, chị quyết định là được, chị là đại biểu pháp nhân của công ty mà, Chu Phục còn là cấp dưới của chị trực tiếp ra lệnh cho ông ấy là xong, hỏi em làm gì? Vậy chị bảo Chu Phục tới nói với cha mẹ Phi Dung, tiền nằm viện sẽ do nhà máy trả trước nhé. Được. Chị muốn gì cũng được. Với Hứa Tư, có thể nói y chiều chuộng cực độ rồi, Trương Khác nhìn mẹ Hứa Tư đang lấy hành ở góc sân, nói. Em thì lại lo ẻ chị cơ, hơn nửa năm qua thím có thêm nhiều tóc bạc rồi, mẹ chị chưa tới 50 phải không? Hứa Tư nhìn tóc mai của mẹ hoa râm, lòng xót xa muốn rơi lệ. Tiền lương của chị càng cao, trợ cấp cho nhà càng nhiều, cha mẹ chị càng không yên tâm, mẹ chị làm ở chỗ kia căn bản chẳng thu nhập được mấy. Nhà máy sẽ tuyển một số công nhân tạm thời, chị an bài thím vào đi. Hứa Tư lau nước mắt, cười gượng. Bảo sao ba mẹ tôi lại thích cậu như thế, cậu thi không tốt, tội bị ba tôi kéo qua mắng ột trận. Là vì em thương chị. Trương Khác mặt dày nói. Chị ở công ty phải giữ hình tượng, toàn chọn món rau để ăn, buổi tối về nhà chắc chắn chẳng có thịt cá gì, chỉ khi ở cùng em chị mới được ăn thoải mái, em luôn nghĩ không biết chị có lén nới lỏng thắt lưng ra không. Có khi hôm nào đó ăn no tới mức phải cần em đỡ chị mới đứng dậy được. Nói vớ vẩn, sao tôi có thể không chú ý tới hình tượng như thế? Bị Trương Khác nói lung tung, Hứa Tư không còn nghĩ tới chuyện thương tâm nữa, nhưng y nói chuyện tồi tệ như thế, làm vừa xấu hổ vừa tức, đưa tay ra nhéo y. Ăn cơm xong, Trương Khác đưa chỉ đồng về cho Tạ Vãn Tình. Chỉ đồng không bài xích Hứa Duy, Trương Khác bảo Hứa Tư đưa Hứa Duy tới công ty, tiếp xúc trực tiếp với Tạ Vãn Tình. Còn bản thân ngoan ngoãn ở trường, ít nhất phải đợi họp phụ huynh kết thúc mới lẻn đi được. Chủ nhật họp phụ huynh, trừ học sinh ở trong trường, tất cả đều đi chơi. Trường khác, Đường Thanh, Đỗ Phi tình huống đặc thù, cứ như trường học họp phụ huynh là vì ba người họ vậy, dự kiến tiến hành đi sâu trò chuyện với phụ huynh cả ba, chừng như có thể mới thể hiện được quan tâm tận chức với học sinh. Các bậc phụ huynh lục tục tiến vào phòng học, ba người đứng lan can bên ngoài nói chuyện. Nhìn xe của Đường Học Khiêm tiến vào trường học, Trương Khác cau mày, nói với Đường Thanh. Toi rồi, ba bạn đúng là rảnh, bác ấy tới, ba mình và ba Đỗ Phi nhất định cũng theo. Tao chả lo. Đỗ Phi hề hả nói, nhìn xe của cha mình theo sau. Ông già tới thật rồi, không phải bảo nói sáng nay ở khu họp sao. Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành, Đỗ Tiểu Sơn nối nhau xuống xe, Vương Viên Bân, Tào Quang Minh ở phía khác đi tới đón. Đường Thanh tung tăng chạy xuống lầu đón cha, chẳng biết ai kêu lên. Thị trưởng Đường cũng tới kìa. Thế là các bậc phụ huynh ở trong lớp đều chạy ra, do dự một chút, rồi vài ba người dẫn đầu xuống trước, những người khác đi theo. Trương Khác và Đỗ Phi vịn lan can cúi xuống nhìn, nhóm Đường Học Khiêm bị nhóm phụ huynh chạy xuống vây lấy.
Trương Khác quay đầu lại thấy Lý Chi Phương vẫn đang bố trí hội trường, cô ta chắc chẳng nể nang gì cha mình trong cuộc họp đâu nhỉ. Nghĩ thế liền thấy đau đầu. Ba vị phụ huynh được mọi người xung quanh đưa lên lầu 4, thấy Trương Khác và Đỗ Phi, chỉ cười không gọi, rồi cùng mọi người vào phòng. Trương Khác, Đường Thanh, Đỗ Phi đều không ở trong ký túc xá, Đỗ Phi đề nghị tới ký túc xá Nam chơi, Trương Khác lắc đầu, y và những học sinh khác có một hố ngăn cách rất sâu, không có hứng thú tiếp xúc với thiếu niên mười mấy tuổi. Với Đường Thanh, Đỗ Phi thì tất nhiên là chuyện khác, một ngày trước khi bị tai nạn, y còn cùng Đỗ Phi đi sông hơi, đó là tình hữu nghị bền chặt mười mấy năm. Ba người đi dạo quanh trường tán gẫu, tới chừng 10 giờ, nhìn thấy có phụ huynh đi vào túc xá, Trương Khác thầm nghĩ, sắp tới lượt mình ăn chửi rồi. Cả ba quay lại lớp học, thấy tuyệt đại đa số đều đã họp xong. Khi đi qua lớp Trần Phi Dung, đúng lúc cô ra ngoài lớp thoáng khí, chuẩn bị quay về, nhìn thấy Trương Khác, miễn cưỡng mỉm cười. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng so với thái độ lãnh đạm trước kia đã là thay đổi không phải đơn giản rồi, Trương Khác áp sát tới cạnh người cô, cười hỏi. Thế này cũng tính là chào hỏi sao? Trần Phi Dung cứng người tại chỗ, không biết phải có thái độ thế nào, nhìn thấy Đường Thanh cầm nước giải khát ở phía sau chạy lại, vội vàng trốn vào lớp học. Trương Khác tới lớp, thò đầu vào, Lý Chi Phương không thấy đâu, các vị phụ huynh vây quanh ba người trò chuyện, chắc là họp xong rồi. Vương Viêm Bân đứng dậy nói. Thị trưởng Đường công việc bận rộn, mọi người buông tha đi. Các vị phụ huynh mới đành phải tản đi. Mời thị trưởng Đường tới văn phòng một chút, để chủ nhiệm Tào gọi cả ba em ấy tới. Vương Viêm Bân nói xong thấy nhóm Trương Khác ở cửa. Ồ các em ấy tới rồi, chủ nhiệm Tào đi gọi cô giáo Lý. Trương Khác thấy cha mặt bất thiện, liền ngoan ngoãn theo sau, qua lớp Trần Phi Dung, không quên quay đầu sang nhìn, vừa vặn thấy cô luống cuống quay đầu đi. Vương Viêm Bân rất là biết hưởng thụ, văn phòng sạch bong, ghế sofa da thật, bàn làm việc gỗ lim, trên tường còn treo mấy bức tự họa. Góc văn phòng có một cảnh cửa, chắc là phòng nghỉ. Nghĩ, ông ta và Lý Chi Phương vụng trộm với nhau sao không vào đó, cứ thích chui vào lớp học, chẳng lẽ có tình thú cổ quái, chắc thế nên mới bị Tào Quang Minh phát hiện theo dõi. Chỗ nào có người là có tranh đấu, câu này không sai chút nào. Vương Viêm Bân có vợ là phó cục trưởng cục giáo dục chống lưng, nên không thể vào cục giáo dục, đành chiếm vị trí hiệu trưởng cho riêng mình, Tào Quang Minh muốn tiến bộ, kéo đổ Vương Viêm Bân là cách trực tiếp nhất rồi. Chương 88, vẻ đẹp của thành phố. Hôm nay chủ nhiệm Vạn không bỏ thời gian ra tham gia họp phụ huynh được. Vương Viêm Bân đích thân pha trà mọi người. Với tinh thần trách nhiệm với học sinh, trường học sẽ chuyên môn tìm chủ nhiệm Vạn giao lưu. Ông ta không biết mâu thuẫn trên thành phố giữa Đường Học Khiêm và Vạn Thiên Tài, Vạn Dũng tới được mới là lạ. Trương Khắc nhận lấy chén trà Vương Viêm Bân, không đứng dậy như Đỗ Phi, vừa lúc này Lý Chi Phương ôm cặp tài liệu trước ngực đi vào. Cô giáo Lý tới rồi, vậy cô giới thiệu tình hình học tập của các em ấy cho phụ huynh đi. Vương Viêm Bân cười nói. Trương Chi Hành xấu hổ lên tiếng trước. Thành tích thằng bé nhà tôi không cần giới thiệu nữa, đứng thứ nhất từ dưới lên, thật mất mặt ba nó. Đường Thanh đứng đầu khoa văn, Đỗ Phi cũng không tệ lọt vào 10 thứ hạng đầu, Trương Khắc tuy thành tích không lý tưởng lắm, nhưng hai môn tiếng Anh, ngữ văn còn thi tốt hơn cả Đường Thanh, đáng cho hai em kia học tập, chỉ là học lệch quá. Vương Viêm Bân cố gắng hóa giải xấu hổ cho Trương Chi Hành. Bài thi tiếng Anh và ngữ văn của Trương Khác tôi đã xem qua, cũng phải khen em ấy có sở trường đặc biệt ở hai môn này. Cô giáo Lý nói có phải không? Khuôn mặt phong vận thành thục của Lý Chi Phương rất lãnh đạm, chẳng hề định nể mặt Trương Chi Hành. Trương Khác có nền tảng rất tốt ở hai môn đó, nhưng dù có nền tảng tốt, cũng phải nghiêm túc học tập. Các giáo viên chẳng ai mong em ấy học tập tốt nữa rồi, nhưng nghỉ học cũng phải nói chứ. Như lần này thi môn chính trị, không tham gia cũng chẳng thèm báo với trường. Trương Khác thấy cha mặt khó coi, Đường Học Khiêm cũng tỏ ra nghiêm nghị, thì đau đầu hết sức. Sắc mặt Vương Viêm Bân càng tệ, Tào Quang Minh thì lại tỏ ra khoan khoái. Ai chẳng biết Đường Học Khiêm quan hệ cực tốt với Trương Chi Hành, còn rất thích Trương Khác, nói thế chẳng phải vả mặt cả hai người sao. Vương Viêm Bân cố sức nháy mắt với Lý Chi Phương, không cho cô ta nói tiếp, cười tuét miệng giải thích. Trương Khác hôm đó bỏ thi, tuy không xin phép, song nhất định có nguyên nhân. Chỉ vì thiếu một môn cho nên thành tích mới kém, nếu không thi được 80, 90 điểm, cũng có thể vào 10 thứ hạng đầu. Tôi thấy em ấy có tiềm lực, đầu óc thông minh, chỉ cần thư ký trưởng và trường học phối hợp tốt, nói không chừng thi cuối kỳ còn có thể đứng đầu. Cô giáo Lý nói thế cũng là muốn tốt cho em ấy. Trương Chi Hành cười khổ,
Đúng, cô giáo Lý không nói, tôi chẳng biết thằng nhãi này làm càn ở trường, cô giáo Lý có trách nhiệm với học sinh là cô giáo tốt. Lý Chi Phương không định tha cho Trương Khác, cô ta nhẫn nhịn nửa học kỳ rồi, Vạn Thiên Tài còn biết nhờ người chép bài, Trương Khác thì hay rồi, từ đầu tới cuối không thèm viết một chữ. Giờ tự học chớ hòng thấy được y trong lớp, tới mức độ thi giữa kỳ còn dám bỏ, liền tiếp tục nói. Tôi có trách nhiệm với Trương Khác nên mới đem tình hình phản ánh đúng sự thực phản ánh cho thư ký trưởng, em ấy thi ngữ văn tuy đứng đầu toàn cấp, nhưng tựa hồ bài văn ấy không phải thuộc tuổi này có thể làm ra được. Vương Viêm bần chán toát mồ hôi, Lý Chi Phương nói thế chẳng bằng bảo Trương Khác ăn cắp văn của người khác cho xong. Vậy lấy bài thi văn của Tiểu Khác cho chúng tôi xem nào. Đường Học Khiêm cười. Thằng nhóc hư đốn này nộp bài trắng tôi còn tin chứ bảo nó sao chép văn của người khác thì khả năng không cao. Thấy Đường Học Khiêm còn quan tâm tới học tập của Trương Khác hơn cả Đường Thanh, lại thấy Lý Chi Phương mở cặp lấy bài thi ra, Vương Viêm bân mặt tái đi nói. Sao có thể là sao chép được, đề thi là tôi yêu Hải Châu, do học sinh tự do phát huy, không cần phải xem đâu. Hiển nhiên ông ta cũng không cho rằng Trương Khác có thể viết được bài văn như thế, lấy ra chỉ càng làm mất mặt Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành. Lý Chi Phương không ngờ Đường Học Khiêm lại quan tâm tới việc học tập của Trương Khác như thế. Liếc nhìn y, thấy Trương Khác cầm chén trà uống ung dung chẳng tỏ ra sợ hãi gì hết, môi cô ta liền mím chặt lại, gân xanh trên trán sắp nổi hết lên rồi, hiển nhiên đã giận tới cực điểm. Không khí trong văn phòng có chút ngột ngạt, Đỗ Tiểu Sơn nheo mắt lại, ngay cả con trai ông ta và Đường Thanh cũng không dám nhúc nhích, Trương Khác thì trấn tĩnh uống trà, mắt đảo quanh. Thấy y lúc này rồi vẫn không quên quan sát thái độ mọi người, không nhịn được cười đưa tay lấy bài thi từ trong tay Lý Chi Phương. Thằng bé nhà tôi rất sùng bái Trương Khác, tôi mà mắng nó là nó mang Trương Khác ra phản bác tôi, để xem cậu ta làm văn ra sao nào. Vẻ đẹp thành phố, ồ đề mục không tệ đâu, rất có khí thế, thằng con tôi nói đề mục của nó là tôi yêu Hải Châu, còn dám tự khoe khoang khoác lác, tôi thiếu chút nữa đá cho nó một cái. Lời của Đỗ Tiểu Sơn làm không khí trong văn phòng nhẹ đi đôi chút, Đường Học Khiêm bảo ông ta đọc to lên. Vẻ đẹp thành phố, phải là đặc trưng nổi bật nhất của một thành thị. Phải là linh hồn của một thành thị, là tinh hoa nhân văn, tự nhiên của nó, là danh thiếp cụ thể nhất, trực tiếp nhất của nó, là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử, hiện thực và tương lai của nó. Đọc tới đây Đỗ Tiểu Sơn nhìn Đường Học Khiêm. Thế này nghe giống văn thị trưởng Đường hơn. Đường Học Khiêm nhận lấy bài thi từ tay Đỗ Tiểu Sơn, bài văn chỉ có 2.000 chữ, rất nhiều ý tứ không nói rõ, nhưng tư tưởng mới mẻ trong đó làm Đường Học Khiêm sinh ra cảm xúc rất sâu đậm. Mày nhíu chặt, đọc xong một thời gian rất lâu vẫn chìm trong suy nghĩ, không nói một lời. Đỗ Tiểu Sơn không cho rằng bài văn này là sao chép của người khác, nó đề xuất quan điểm kiến thiết thành phố Hải Châu, ngay cả Đường Học Khiêm và mình chưa xem qua, thì sao chép ở đâu được. Chỉ là Trương Khác làm ra được bài văn như thế, đúng là khiến người ta khó tiêu thật. Trương Chi Hành xem lướt qua, mỉm cười gật gù. Thằng bé này luôn có suy nghĩ làm người ta bất ngờ, dám nghĩ đấy. Bài văn này rất hay, đem lại cho tôi nhiều ý kiến gợi mở. Đường Học Khiêm bảo Vương Viêm Bân. Bài văn này tôi mang đi nhé, hôm nay ta họp tới đây thôi chứ nhỉ. Nếu Trương Khác còn không giữ nội quy của trường, các vị phải thay tôi và Chi Hành nghiêm khắc quản giáo. Vương Viêm Bân và Lý Chi Phương ngây ra nhìn nhau, Đường Học Khiêm có thái độ này thì về sau họ làm sao quản giáo Trương Khác cho được. Trương Chi Khác còn mỉm cười, tựa hồ chẳng hề để ý tới thành tích của con mình hết sức tồi tệ. Hết việc, Đỗ Tiểu Sơn và Đỗ Phi lên xe đi trước. Trương Khác và Đường Thanh ngồi cùng xem, Vương Viêm Bân tiễn Đường Học Khiêm tới tận chỗ ngồi, xe rời khỏi trường học vẫn thấy ông ta đứng nghiêm nhìn theo. Tiểu Khác viết bài văn hay lắm, buổi trưa thích đi đâu ăn cơm, bác Đường mời cháu. Đường Học Khiêm cười vui vẻ, lúc này không ai nhắc tới thành tích thi tồi tệ của y nữa. Trương Khác gãi gãi đầu. Bác không cần dụ cung, cháu sẽ thành thật khai báo. Nhiều ngày trước cháu thấy dự thảo kiến thiết tổng thể thành phố, khu Sa Điền sẽ giải tỏa hết, cháu thấy hơi đáng tiếc. Gần đây chọc theo thấy Hứa Hồng Bá học cờ, có thảo luận vấn đề bảo hộ Sa Điền, cho nên mới viết bài văn đó. Cháu toàn viết lung tung ấy mà, mọi người đừng coi là thật, bắt cháu đi làm cu li. Trương Khác thận trọng đẩy vấn đề lên người Hứa Hồng Bá, y có ý dẫn tiến ông ta cho Đường Học Khiêm ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, chỉ là không tìm được cơ hội. Cha và Đường Học Khiêm đều quen Hứa Học Bá, song giữa người trưởng thành với nhau có khoảng cách và nghi kỵ, lại thêm Hứa Hồng Bá cố ý tránh xa người trong quan trường, nếu không có mình thúc đẩy, ba người vĩnh viễn không có khả năng hiểu nhau sâu hơn.
Chương 89, Đường Học Khiêm gặp Hứa Hồng Bá. Hứa Hồng Bá à, bác đánh cờ với ông ta không dám thắng bác, nên bác cũng không mặt dày mời ông ta chỉ giáo nữa. Đường Học Khiêm đương nhiên cũng nghĩ tới quan hệ giữa Hứa Hồng Bá và Vạn Hương Tiền, song nghe lời này của Trương Khác, tiếp xúc một chút là cần thiết, hỏi Trương Chi Hành ngồi hàng ghế trên. Chi Hành, xem có thời gian không, mời Hứa Hồng Bá tới chỉ điểm chút kỳ nghệ cho chúng ta. Trương Chi Hành quay đầu lại. Viện cờ Hải Châu ở ngay Sa Điền, buổi trưa dù sao cũng cần kiếm chỗ ăn cơm, không bằng tới Sa Điền thử vận may, nói không chừng gặp được Hứa Hồng Bá. Cũng được, ít khí tới Sa Điền, bài văn này để Tiểu Khác làm ra trước, tôi chẳng biết để mặt mũi vào đâu. Lưu Văn Bình quay đầu xe đi tới Sa Điền, rẽ vào con đường đá xanh, Đường Học Khiêm bảo hắn đi chậm lại, ông ta chưa từng quan sát kỹ quần thể kiến trúc cổ này. Viện cờ Hải Châu ở cuối con đường. Quán rượu nhỏ của nhà Trần Phi Dung chính ở trên con đường này. Buổi trưa Hứa Hồng Bá thường tới quán rượu, Đường Thanh Tinh mắt thấy Trần Phi Dung đạp xe đạp ở phía trước đang vội vã tránh sang bên đường cho xe con đi. Hả, Trần Phi Dung cũng ở đây. Đường Thanh vỡ lẽ nhìn Trương Khác rất bất thiện. Chẳng trách bạn hay tới đây học cờ. Đường Học Khiêm nhìn ra ngoài, thấy cô bé rất xinh đẹp, mặc đồng phục nhất trung, lại nghe thấy lời Đường Thanh nói liền bật cười. Không chỉ riêng Trần Phi Dung. Hứa Tư cũng ở ngõ của đường này. Trương Khác thầm nghĩ, may là mẹ không nghe thấy câu này của Đường Thành, nếu không thì gay. Tới cửa nhà Trần Phi Dung, Trương Khác nói. Bác Đường, phía bên đường có một nhà hàng, so với quanh đây là không tệ rồi, mọi người tới đó trước đi. Cháu đi tìm thầy Hứa, đường không tiện cháu đi bộ là được. Đường Học Khiêm thấy quán rượu rất sập sệ, nhưng nghe Trương Khác nói thế, không nghĩ nhiều, để y xuống xe. Trần Phi Dung đang dắt xe. Thấy Trương Khác từ trong xe thò đầu ra nhìn mình, có chút luống cuống, dừng lại. Trương Khác thấy Trần Phi Dung cứ như con thỏ rơi xuống bẫy, ánh mắt hoảng loạn, răn cắn lấy cánh môi hồng nhuận, với khuôn mặt thanh lệ, dễ khiến người ta sinh ra ý nghĩ tà ác. Trương Khác cười rất gian. Sao thế, thấy mình lại không muốn về nhà nữa à? Trần Phi Dung đành cúi đầu dắt xe tới, mím môi hỏi Trương Khác. Bạn tìm tôi có việc gì? Dù là thế giọng vẫn rất êm ái dễ nghe. Trong dáng vẻ của bạn kia, không có chuyện gì không thể tìm bạn sao. Nhìn vẻ tội nghiệp của Trần Phi Dung, Trương Khác không đành lòng trêu ghẹo nữa. Tôi tới mời thầy Hứa uống rượu, chắc giờ này thầy ấy trong quán nhà bạn. Tìm thầy Hứa. Trần Phi Dung má phấn ửng hồng, thò đầu vào quán nhìn một lượt nói. Thầy Hứa ở bên trong ấy. Giọng lại nhỏ xuống tựa hồ khó nói lên lời. Chuyện mẹ tôi nằm viện. Phải cảm ơn bạn. Chuyện vặt ấy mà, không cần cảm ơn trịnh trọng như thế. Đối với người như bạn không đáng nói, nhưng đối với gia đình như chúng tôi. Trần Phi Dung lời như nghẹn lại trong họng không nói được hết, dắt xe vào sân, để lại bóng lưng mảnh mai yếu đuổi. Trương Khác ngẩn ra một lúc mới đẩy cửa vào, bên trong quán vẫn rất vắng vẻ, Trần Kỳ thời gian này chẳng có tâm tư quản lý quán, Hứa Hồng Bá ngồi ở chỗ quen thuộc uống rượu. Nghe thấy giọng cậu bên ngoài. Muốn mời tôi đi uống rượu hả? Phía trước có nhà hàng, ba cháu và bác Đường muốn mời bác uống rượu, nghe nói muốn bàn luận cờ. Một vị thị trưởng, một vị thư ký trưởng, kỳ nghệ hơn tôi nhiều, nói gì tới bàn luận, uống rượu thì được. Hứa Hồng Bá nói vọng vào trong. Trần Kỳ, hôm nay ghi sổ nhé, Trương Khác mời tôi đi uống rượu. Nói xong chẳng đợi Trần Kỳ trả lời đã cùng Trương Khác ra ngoài. Hứa Hồng Bá thành tinh rồi. Ý tứ hé lộ một chút là hiểu, không cần phí nước bọt. Hai người vừa tới nhà hàng thì một chiếc Toyota từ phía sau phóng tới, Trương Khác giật nảy mình, một nam tử béo tốt từ trong sảy nhảy xuống, chạy vòng quanh chiếc Nissan, xác nhận là xe của Đường Học Khiêm xong chạy vội vào. Trương Khác đi theo sau, thấy tên béo quát với tiếp tân ngồi sau quầy. Thị trưởng Đường đâu, mau dẫn tôi tới. Tốt, đỡ phải hỏi, đi theo là xong. Trương Khác và Hứa Hồng Bá nhìn nhau cười. Tới lầu ba, lúc này lão béo mới chú ý hai người luôn đi theo đằng sau, nhướng mày lên. Các người tìm ai, tầng ba toàn phòng bao đấy. Rồi quay sang mắng phục vụ. Không ai ra tiếp khách à. Hứa Hồng Bá cười. Nghe bảo thị trưởng Đường ăn cơm ở đây, đang lo không tìm được. Lão béo trần trừ một lúc, không nhận ra Hứa Hồng Bá và Trương Khác, nhưng biết thị trưởng Đường, chắc là tầng cấp không tệ, cười tâu toét. Tệ nhân họ Ngô. Chữ Ngô có chữ khẩu trên chữ Thiên, toàn danh Ngô Thiên Bảo, xin hỏi hai vị. Thấy Trương Khác và Hứa Hồng Bá không hề có ý giới thiệu,
không giận mà càng thêm cẩn thận. Trương Khác đoán chừng đây là chủ nhà hàng, nghe tin Đường Học Khiêm tới đây ăn cơm nên vội vàng chạy tới, không để ý tới ông ta, đẩy cửa vào, còn hỏi. Giám đốc Ngô, ông có vào không? Vào, có vào. Ngô Thiên Bảo lau hồ hôi chán theo vào. Trương Chi Hành đứng dậy mời Hừa Hồng Bá vào bàn, thấy Ngô Thiên Bảo, quay sang nhìn Trương Khác dò hỏi. Trương Khác lười giới thiệu, giang tay ra nhún vai, rồi tới ngồi bên Đường Thanh. Ngô Thiên Bảo vội tự giới thiệu. Tệ nhân là giám đốc nhà hàng, thị trưởng Đường công việc bề bộn còn tới đây ăn cơm, là vinh hạnh toàn thể nhân viên. Trương Khác không quan tâm tới phía bên đó, ngoẹo đầu nhìn thực đơn đè dưới tay Đường Thanh. Sao toàn chọn món bạn thích thế? Có ý kiến à? Đường Thanh nhướng mày liễu lên, giọng giận dỗi. Ý kiến cũng không thèm quan tâm. Trương Khác đoán chừng vì vụ Trần Phi Dung rồi, cười xòa quay sang nói với Đường Học Khiêm. Nếu đợi Tiểu Thanh chọn ăn gì xong thì chúng ta chết đói mất, không bằng nhờ giám đốc Ngô tiến cử vài món. Đường Học Khiêm cười ha hả. Vậy làm phiền giám đốc Ngô. Ngô Thiên Bảo nhìn Trương Khác thêm một cái, không có lời này của y, ông ta không có phần lên tiếng. Vội tiến cử vài món ăn đặc sắc, cầm thực đơn tự đi bố trí. Hứa Hồng Bá, Trương Chi Hành, Đường Học Khiêm tuy quen biết nhưng không thân, nên đề tài bắt đầu từ việc Trương Khác học cờ. Trương Khác học cờ ở cung thiếu niên khi còn học tiểu học, lúc đó Hứa Hồng Bá mới thôi việc, tới đó tạm bợ qua ngày. Câu chuyện dần dần phát triển, tất nhiên cẩn thận tránh Hứa Tư gia, nói tới cờ vây truyền thừa ở Hải Châu, rồi nói tới cao thủ cờ xuất hiện cuối thời nhà Minh ở con đường đá xanh, tự nhiên liên quan tới đặc sắc ở khu dân cư trong đại viện trăm năm chung quanh đây. Vừa ăn uống, Hứa Hồng Bá vừa thong thả nói, chẳng phải có ý khoe khoang, vì sau khi nghe Trương Khác nói tới vấn đề gìn giữ hay giải tỏa, cũng nghe thấy đám người cục quy hoạch ngả về phía giải tỏa xây mới, ông ta bỏ công sức nghiên cứu quần thể kiến trúc Minh Thanh ở Sa Điền, giờ có cơ hội ở nói trước mặt Đường Học Khiêm tất nhiên cố sức gây ảnh hưởng vãn hồi lại vận mệnh khu kiến trúc cổ. Đường Học Khiêm thắc mắc, vấn đề này là do Tiểu Khác đề xuất trước sao? Cậu ấy tình cờ gặp tôi ở quán rượu, đánh ván cờ hạ hết huy phong của tôi, sau đó lại hỏi giải tỏa Sa Điền xây dựng lại có đáng tiếc không, cho nên tôi mới suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Hứa Hồng Bá kể lại, sông Sơ Cảng vốn bắt nguồn từ Cẩm Hồ, có điều vào thập niên 60, Cẩm Hồ bị ruộng lấp kín rồi, giờ chỉ còn lại tiểu Cẩm Hồ trong công viên nhân dân, diện tích chẳng bằng 1/10, sông Sơ Cảng thành con kênh, phố đá xanh vốn có tên là đường Sa Điền, cuối đường là Thanh Dương Quan xây cuối thời Nam Tống, bị hủy trong chiến tranh, dựng lại đầu nhà Minh, nhưng quy mô nhỏ hơn trước. Sa Điền tuy cũ kỹ sập sệ, nhưng là trầm tích truyền thừa văn hóa của Hải Châu, không thể giải tỏa. Chẳng lẽ lịch sử văn hóa và văn minh hiện đại lại hoàn toàn đối lập nhau? Chương 90, Ngô Thiên Bảo. Đường Học Khiêm gật đầu tán đồng. Quy hoạch đưa ra năm ngoài chỉ đề cập tới cải tạo thành cũ, không nói tới bảo hộ, đường lối suy nghĩ hạn chế nghiêm trọng, phải tiến hành điều chỉnh. Nói rồi lấy bài thi gấp trong túi ra. Tiểu Khác nó viết bài văn này, thầy Hứa xem giúp. Phủ quyết quy hoạch cũ của Đinh Hướng Sơn không khó, nhưng quy hoạch do cuộc họp thường ủy thông qua, điều chỉnh lại sẽ có không ít lực cản. Hứa Hồng Bá không biết Trương Khác viết gì mà Đường Học Khiêm coi trọng như thế, liền nhận lấy đọc ký, càng đọc càng kinh ngạc, bất giác đọc thành tiếng. Nước biếc vần quanh, tường lớn soi bóng, cầu cổ liên miên. Hay, văn hay lắm, ít nhất đám ngồi bàn ở cục quy hoạch phải đọc. Đang tiếc, bài viết quá ngắn, muốn người khác tán đồng thì phải viết thấu đáo hơn. Đường Học Khiêm bảo Trương Khác, cháu viết thêm bài văn dài nữa nhé. Trương Khác đang cầm một cái chân giò gặp, mồm đầy mỡ, ú à ú ớ nói. Bác Hứa có nghiên cứu vấn đề này, muốn viết cứ nhớ ngòi bút nở hoa của bác ấy, bác đừng lạm dụng lao động trẻ em. Chuyện Hứa Hồng Bá từ chức, Đường Học Khiêm còn biết hơn nhiều người khác, nhưng không nắm chắc được Hứa Hồng Bá đồng ý, dù sao ông là thị trưởng, phải chú ý thân phận, nếu người ta từ chối sẽ mất thể diện, thử hỏi Trương Khác, quả nhiên Trương Khác cơ trí đẩy lên người Hứa Hồng Bá. Bài văn này là nền tảng tốt. Lại có tư liệu bổ sung, chắc chắn sẽ viết thành văn hay, quan trọng nó viết ra từ tay ai, ảnh hưởng sẽ khác nhau hoàn toàn. Đường Học Khiêm tất nhiên không thể, ai mà biết Vạn Hướng Tiền và các thường ủy khác sẽ nghĩ gì, làm thế nguy hiểm quá lớn. Hứa Hồng Bá tuy là nhân vật dân gian, nhưng lại không lạ gì với quan trường Hải Châu, thêm vào đoạn lý lịch kia, văn chương từ tay ông ta đúng là tuyệt bút. Trương Khác nói thế, Đường Học Khiêm thuận nước đẩy thuyền. Vậy thì bài văn này xin nhờ thấy Hứa trao chuốt, cần tư liệu gì,
cứ bảo Chi Hành giúp đánh tiếng với đám đại gia ở cục quy hoạch. Lời nói tỏ ý rất không hài lòng với tác phong quan liêu của cục quy hoạch. Hứa Hồng Bá hơi do dự, trong chớp mắt ông ta hiểu ra dụng ý của Đường Học Khiêm với bài văn này, nếu đồng ý, mình sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy kia, không thể đặt mình ngoài cuộc được nữa. Hay là thấy Hứa thấy Thanh Dương đạo quán có dỡ cũng không đáng tiếc. Trương Khác lấy khăn lau miệng, nghĩ, phí bao nhiêu tâm tư mới kéo được ông vào, nếu để ông thoải mái thoát thân, chẳng phải tôi bị Đường Thanh Nghi oan phí công. Thấy ông ta do dự, lại nói. Rượu ngon, nhưng tiệc chẳng ngon, vừa rồi cháu vừa nói với giám đốc Ngô là bữa cơm này thầy Hứa mời thị trưởng Đường, thầy không đồng ý, chỉ riêng tiền bữa cơm này cũng đủ đau đầu. Nói lung tung, cháu coi bác Đường là vô lại à? Đường Học Khiêm phá lên cười, nói với Hứa Hồng Bá. Khi làm thư ký cho chủ nhiệm Vạn, thầy Hứa có viết vài bài văn hay, tôi đều thích đọc, đáng tiếc chỉ là văn hay mà thôi. Hứa Hồng Bá cũng cười. Trong túi tôi chỉ còn vài đồng, xem ra không mời nổi bữa cơm này rồi. Mọi người cùng cười lớn. Rượu hết canh tàn, Trương Khác ngầm đưa ví cho cha dưới bàn, tuy Ngô Thiên Bảo không thu tiền, nhưng cha thích thể diện không thể ăn không uống không được, mà trong ví chưa chắc đủ tiền. Trương Chi Hành cầm lấy ví con, mở ra xem, thấy từng sập tiền dày, nhiều hơn mình không biết bao nhiêu, chẳng biết Tạ Vãn Tình cho Trương Khác bao nhiêu, xem ra tiền tiêu vặt không ít hơn cha, cười méo xẹo, cầm ví đi tính tiền. Mọi người đứng dậy chuẩn bị đi, Trương Khác nói. Còn thừa nhiều thức ăn quả, bỏ thì tiếc, thầy Hứa ở gây đây, để cháu giúp thầy Hứa cho vào túi mang về. Đường Học Khiêm bóp mẽ y. Không muốn đi cùng bọn ta thì nói cho xong. Còn kiếm cớ, có lần nào ăn cơm cháu thấy tiếc đồ ăn thừa hả? Trương Khác cười ngược, lúc này mà không tách khỏi Đường Thanh thì lát nữa đừng hòng thoát thân. Hôm nay Hứa Từ đưa Hứa Duy tới công ty gặp Tạ Vãn Tình, người giới thiệu thế nào cũng phải xuất hiện. Nhìn xe của Đường Học Khiêm đi lên đường lớn, Trương Khác giúp phục vụ gói thức ăn, một lát sau Ngô Thiên Bảo đi vào, đưa thuốc lá cho Hứa Hồng Bá. Bác là thầy Hứa ở viện cờ phải không? Dù sao ở Sa Điền thì Hứa Hồng Bá rất có tiếng. Trương Khác xua tay ý bảo không hút thuốc, Ngô Thiên Bảo thu thuốc về hỏi. Ngồi bên cạnh thị trưởng Đường có phải là thư ký trưởng Trương Chi Hành không? Cô kia, mau mau pha trà mời chú em đây và thầy Hứa. Thị trưởng Đường ăn cơm chê quá béo. Trương Khác nhìn dáng vẻ ủ ê của Ngô Thiên Bảo, trêu. Sao ông không pha trà mang tới? Trước mặt thị trưởng Đường, tôi hơi run. Ngô Thiên Bảo cười khổ. Giờ mới biết hối hận. Làm sai còn tốt hơn là không làm gì, chú em, cậu quen thị trưởng Đường lắm à? Người ngồi cạnh tôi còn quen hơn. Trương Khác nói mập mờ, Hứa Hồng Bá cũng không đáp, chỉ cần không ai nói ra, người ta chẳng đoán ra được y là học sinh cao trung. Vậy nhất định quen giám đốc City Hoành Viễn rồi. Ngô Thiên Bảo lộ vẻ tiếc nuối, ra sức bù đắp lại. Tôi nghe tin thị trưởng Đường tới cái quán rách của tôi ăn cơm thì cuống cả lên, tôi và Trương Chi Phương thân thiết lắm. Ít nhất cũng có thể làm quen với thư ký trưởng chơi. Ông anh đây kiến thức ngắn, chưa được gặp nhân vật lớn, chú em đừng cười. Chúng ta đều quen biết cả, hôm nào mời giám đốc Hoành Viễn ăn cơm, chú em có thể để lại điện thoại cho tôi không, khi đó tôi mời chú em tới tụ tập. Trương Khác cười. Nếu không thân thiết với giám đốc Trương thật thì tôi không nhận được. Cậu tưởng tôi nói dối để lừa cậu sao? Ngô Thiên Bảo hiểu lầm ý của Trương Khác, bực tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi. Giám đốc Trương à, đang phát tài ở đâu đấy, tôi nói với anh một việc, anh đừng bảo tôi nói dối, thị trường Đường và thư ký trưởng Trương vừa mời khách ăn cơm ở đây đi xong. Trương Khác nhìn chiếc GS388 trong tay Ngô Thiên Bảo, y đã rút khỏi Hải Thái rồi, cái này giờ không còn liên quan nữa. Món nợ với chính Thái thế nào cũng có ngày đòi lại. Ngô Thiên Bảo khi gọi điện thoại vẻ mặt rất phong phú, giọng rất vang. Cái gì, anh không tin à? Thị trưởng Đường vì sao không thể ăn cơm ở chỗ tôi, có gì mà mất mặt. Khách thị trưởng Đường mời còn ở đây, người ta còn nói quen anh nói chuyện nhé. Trương Khác chỉ mặt mình, thấy Ngô Thiên Bảo mặt mày tức tối vì bị hiểu lầm, nhận lấy điện thoại nói. Giám đốc Trương à, lâu rồi không gặp, có khỏe không? Điện thoại di động khi ấy chẳng cần bóp mũi cũng chẳng ai nhận ra, Trương Chi Phi hỏi. Anh là ai đấy, tên Ngô Béo gọi tới lừa tôi hả? Lừa chú làm cái gì? Trương Khác cười lớn. Cháu và ba cháu vừa ăn cơm ở đây, không ngờ chú là bạn giám đốc Ngô. Sao mọi người lại tới đó ăn cơm? Được, chú đang ở gần đó, đợi đấy, chú tới ngay.
Trương Khác trả di động cho Ngô Thiên Bảo. Trương Chi Phi là chú út của tôi, cho nên tôi không dám nhận lời ông. Vậy vậy. Ngô Thiên Bảo lắp ba lắp bắp. Vậy cậu là con chi của thư ký trưởng Trương? Trương Khác quay sang bảo Hứa Hồng Bá. Thầy Hứa, hay là mời giám đốc Ngô phái xe đưa thầy về nhé, cháu phải ở đây đợi chú cháu. Tôi ở cách đây không xa, tôi đi bộ về là được. Trương Khác tiến Hứa Hồng Bá ra khỏi nhà hàng, rồi quay về văn phòng Ngô Thiên Bảo đợi chú tới. Chú cậu chắc quen thị trưởng Đường hả, suốt ngày thấy anh ta khoe. Tôi và chú cậu là bạn họ thời sơ chung, tôi cũng là người đông xã, nói đó nhỏ, tôi bảo chú cậu sớm chuyển công ty lên thành phố đi. Tôi lên đây 7-8 năm rồi mà anh ấy không có động tĩnh gì, ai ngờ anh ấy bước một cái lên ngay giám đốc to, cái quán rách này thật không so được. Ở khu Sa Điền này, nhà hàng quy cách cao chưa có, chẳng ai mời khách tới đây ăn cơm cả. Có điều Ngô Thiên Bảo đứng chân ở đây mở nhà hàng, chắc chắn có qua lại không ít với đám đầu trâu mặt ngựa. Chương 91, bộ mặt hung ác. Chiếc Mitsubishi đi vào bãi đỗ xe trước nhà hàng, Trương Chi Phi đi ra, rồi tới thẳng văn phòng Ngô Thiên Bảo. Sao chạy tới đây ăn cơm? Thị trưởng Đường mời ai thế? Hứa Hồng Bá của viện cờ, không ngờ giám đốc Ngô là bạn chú, nếu không đã mời giám đốc Ngô cùng uống rượu. Trương Chi Phi không tiện hỏi nhiều, nhận lấy thuốc lá Ngô Thiên Bảo giới thiệu. Đây chính là đứa cháu mà tôi nói tới với anh, lớn lên nó thế nào cũng thành đạt lớn. Tiểu Khác, nghe cha báo nói, cháu thi không tốt. Trương Khác cười khổ, chuyện có hay ho gì đâu, thế mà ai cũng biết cả rồi. Dám giờ này thành tích thi cử của y đã lên tới tỉnh. Hôm nay họp phụ huynh, cha cháu đi, Đỗ Tiểu Sơn đi, bác Đường cũng đi, cho Nhất Trung đủ thể diện rồi, còn vạch trần cái xấu của cháu ra trước mặt mọi người, làm mọi người mất hết mặt mũi, trốn tới đây ăn cơm. Đơn giản như thế là qua ải được sao? Trương Chi Phi cười ha hả. Phải chăng có tin tức ngầm gì không nói với chú, đừng để chú thương cháu uổng công nhé. Lừa ai cũng không thể lừa chú. Trương Khác thấy chú và Ngô Thiên Bảo quan hệ không tệ, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Nhìn thấy chú cháu nhớ ra một tiệm, công trình khai thông sông Sơ Cảng, công ty chú đảm nhiệm được không? Có chuyện này à, sao chú chưa nghe nói? Trương Chi Phi nghi hoặc. Phương án của Cục Thủy Lợi không phải bị phủ quyết rồi sao, cũng chẳng nghe ai nói tới chuyện này. Đợi chú nghe được thì muộn rồi, cho chú một tháng chuẩn bị, nếu đấu thầu cũng không đủ tư cách thì đừng trách cháu không nói. Thị trưởng Đường nói hay ba cháu nói? Đây tuyệt đối không phải là hạng mục nhỏ, Trương Chi Phi không thể không khẩn trương. Chưa có, nếu đề nghị mà đưa tới bàn bác Đường thì mấy công ty lớn đã biết hết rồi, chú còn ưu thế gì nữa? Nếu tin cháu thì chú bắt đầu chuẩn bị đi. Anh Trương, cháu anh nói có vẻ đúng đấy, Sơ Cảng nên khơi không rồi, mỗi ngày thối hoắc như thế, người ta phải giảm thọ mấy năm. Ngô Thiên Bảo cào nhau, thấy Trương Chi Phi nhíu chặt mày suy nghĩ. Thầm nhủ, té ra Chi Phi rất coi trọng lời đứa cháu này. Công trình lớn như thế khó chuẩn bị trước. Trương Chi Phi cau mày, sợ Trương Khác không hiểu, giải thích. Công trình lớn như thế mà không chia ra bao thầu thì không một công ty nào ở Hải Châu có năng lực tiếp nhận. Công trình chủ thể cấm chỉ chuyển thầu, bác Đường không để nhà thầu lừa đảo số 2 nhận công trình đâu. Trương Khác cười. Nhưng mà chưa nắm chắc, ai dám chi trước mấy ngàn vạn mua máy móc chuyên dụng. Muốn chặn đứng ô nhiễm sông Sơ Cảng, điều kiện tiên quyết là khai thông nó, năm trước phương án của Cục Thủy Lợi bị phủ quyết, người dân oán thán mãi. Giờ Chu Phú Minh và bác Đường từ lúc lên chức còn chưa có hành động lớn, rất có khả năng sẽ lấy sông Sơ Cảng nổ phát pháo đầu. Trương Chi Phi mắt sáng lên. Cháu nói thế, chú thấy khả năng lớn đấy, chỉ là Hoành Viễn mới thành lập nửa năm, so với mấy công ty xây dựng lớn kia thì kém xa lắm. Trương Khác đột nhiên nói. Giám đốc Ngô rất ám hiểu chuyện ăn uống, tôi muốn hỏi, lúc mới vào nghề, ông thấy xây nhà hàng kinh doanh tốt hơn, hay đi thuê chỗ kinh doanh tốt hơn? Ngô Thiều Bảo ngơ ngơ trả lời. Tất nhiên thuê thì thích hợp hơn, nếu vốn mạnh thì chọn chỗ thích hợp xây nhà hàng cũng được. Khơi thông sông cũng vậy đấy, ai bảo chúng ta nhất định phải đi mua máy móc thiết bị. Trương Khác chỉ nói tới đó, dù sao chú y làm trong ngành này bao năm rồi, chi tiết cụ thể dành hơn mình. Trương Chi Phi vỗ mạnh đầu. Cháu nghĩ đúng lắm, ha ha ha, thấy chủ ý của cháu tôi ra sao? Tôi không khoác lác với anh chứ. Bất kể thời nào mọi người đều ý thức được công trình chính phủ là chỗ kiếm ra tiền, có quan hệ hay không cũng nhăm nhe nhìn vào. Ngô Thiên Bảo không lạ gì, nhưng cho rằng chủ ý của Trương Khác là thừa,
có Đường Học khiêm chống lưng cứ thẳng tay mà làm việc gì cẩn thận dè dặt thế. So với thằng con tôi thì hơn nhiều, thằng khốn đó suốt ngày chỉ biết vòi tiền. Ngô Thiên Bảo cười hết cỡ. Hề hề, cái nhà hàng này của tôi không đắt khách mấy, cậu giúp tôi ra chủ ý đi, sau này mời bạn học ăn cơm cứ đưa tới đây, tôi sẽ không thu tiền. Ngô Thiên Bảo rất biết lôi kéo quan hệ, tiếc là Trương Khác trả thèm chút tiền cơm, cười hăng hắc nói. Đưa ra chủ ý thì được, chứ mời người ăn cơm tôi quen ăn ở nhà hàng Tây Thành hơn. Ngô Thiên Bảo mặt đỏ như gan lợn, cười tự chào. Công tử thư ký trưởng tất nhiên không để cái quán nhỏ này vào mắt, nếu tôi chẳng phải bạn học của chú cậu, anh ấy cũng chẳng mấy khi tới được một lần. Tuy biết Ngô Thiên Bảo nhờ mình chỉ là lời khách sáo thôi, nhưng vẫn nói. Ngành ẩm thực tôi cũng biết chút ít, ngoài danh tiếng ra thì cần địa điểm, chung quanh nơi này cũ kỹ rách nát, hôi thối bẩn thỉu ai mời khách tới ăn cơm làm gì. Bằng vào tài giám đốc Ngô, nếu kiếm được một địa điểm ở Tiền Môn thì đã sớm phát tài rồi. Trương Khác nói thế, trong lòng Ngô Thiên Bảo dễ chịu một chút, nếu không ai chịu nổi một thằng nhóc xem thường, lắc đầu nói. Có thể chen chân vào Tiền Môn kinh doanh ẩm thực toàn là người tai to mặt lớn, hơn nữa nơi đó làm gì còn đất nữa. Vậy từ cầu Tứ Phương rẽ vào hướng đông thì sao? Chỗ đó có à? Ngô Thiên Bảo nghi hoặc. Đấy không phải nhà máy giấy cũ sao? Nếu giám đốc Ngô nhờ tôi góp ý, tôi sẽ để ông hài lòng. Trương Khác đứng dậy. Chú, buổi chiều chẳng có việc gì, cùng tới đó xem đi. Ngô Thiên Bảo chố mắt, ông ta bảo Trương Khác cho chủ ý chỉ là lời khác sáo, chẳng hiểu y nghe không ra hay là giả ngốc, lúc này không thể nói không đi. Dù không biết quan hệ với Trương Chi Phi, cũng không dám nói lời đắc tội với công tử thư ký trưởng chính phủ. Thấy Trương Chi Phi đứng dậy đi ra ngoài, đành ôm cặp chạy theo. Ba người cùng lên xe của Ngô Thiên Bảo tới cầu Tứ Phượng. Trên đường đi, nhìn thấy Trần Phi Dung đạp xe đạp phía trước, ba tên thanh niên bám theo cô trên xe buýt hôm nọ đang theo sau, một tên nhảy lên ghế sau, đưa tay ôm lấy eo Trần Phi Dung. Trần Phi Dung vùng vẫy, dầm một cái, cả người lẫn xe ngã xuống đường, tên thanh niên kia thì đã nhảy khỏi xe trước sau. Trương Khác nổi điên, bảo Ngô Thiên Bảo lái xe tới, chưa đợi xe dừng hẳn, Trương Khác nhảy ra ngoài, đá cho tên thanh niên mó máy chân tay kia một phát, làm hắn ngã lăn lông lóc, chưa kịp đứng lên Trương Khác đã đạp ngay một phát vào mắt. Hai tên còn lại lúc này mới kịp phản ứng, hung hăng quát. Mẹ thằng chó, mày ăn phải gan báo rồi, dám chạm vào nó lần nữa xem, tao chặt chân mày. Trương Chi Phi và Ngô Thiên Bảo vội vàng xuống xe, không hiểu xảy ra chuyện gì, thấy hai tên thanh niên muốn xông vào đánh Trương Khác. Trương Chi Phi vươn bóp cổ một tên, làm hắn không nhúc nhích nổi. Ngô Thiên Bảo thì hết sức thổ phỉ, đá văng tên còn lại, chửi bới. Mẹ bọn mày có bệnh à, giữa đường giữa xá động chân động tay với con gái nhà người ta. Bảo ra, tên thanh niên bị Trương Khác giẫm lên mặt gào to. Chúng tôi có làm gì đâu, chỉ đùa thôi, thằng này đánh chúng tôi trước. Mẹ nó, thì ra thằng khốn này không nhìn thấy mình từ xe Ngô Thiên Bảo ra, Trương Khác khẽ nhấc chân lên, đạp thẳng vào sống mũi hắn. Á! Tên thanh niên rú lên như heo chọc tiết, đoán chừng gãy mũi rồi. Ngô Thiên Bảo dùng mình, thằng nhóc này ra tay thật tàn độc. Hôm nay không để lại trong lòng đám xúc sinh này sợ hãi không thể xòa mờ thì sau này sẽ có họa, Trương Khác có chân đá vào bụng dưới hắn thêm phát nữa, làm hắn đau không thốt lên được tiếng nào, người cong lại như con tôm. Tiếp đó Trương Khác đi tới bên tên thanh niên bị Ngô Thiên Bảo đá ngã, gằn giọng. Lần trước tao nhìn thấy cái tay này đây. Chân đạp xuống không chút thương tiếc, ở xa cũng nghe thấy tiếng xương gãy. Tiểu Khác, Trương Chi Phi không biết Trương Khác và cô gái bị trêu ghẹo kia có quan hệ gì, song xem chừng là không phải thường, sợ cháu giận mất khôn, lên tiếng nhắc. Chương 92, sử dụng nhà máy cũ. Trương Khác đạp thêm một cái vào đùi tên thanh niên kia, nghe hắn gào thảm thiết mới chịu thôi, quay sang muốn đỡ Trần Phi Dung dậy. Trần Phi Dung thấy giày Trương Khác dính máu, người rụt lại đằng sau. Khi được y đỡ dậy người không ngừng run lẩy bẩy. Trương Khác cười khổ không thôi, y muốn cho ba tên lưu manh này một bài học nhớ đời, nên mới ra tay tàn nhẫn như thế, không ngờ làm Trần Phi Dung hoảng sợ. Mà cũng chẳng trách được, nếu mình ở tuổi này chắc cũng hết hồn hết vía. Giúp Trần Phi Dung dựng xe lên, Trương Khác đi tới trước mặt tên thanh niên bị giẫm gãy mũi, máu đang không ngừng tuôn ra kia, vỗ mặt hắn. Hôm nay tao phế ba đứa chúng mày, xem như là trừ ác. Bọn mày nếu muốn trả đũa, cứ tới nhất trung tìm Trương Khác. Bảo ra, chúng tôi không làm gì thật mà, chỉ đùa với cô bé kia thôi.
tên đó như muốn bật khóc. Nó đánh trước. Ngô Thiên Bảo thấy mất mặt lắm, không phải là vì ba tên này làm chuyện khốn nạn, mà vì tên thanh niên kia đã gọi mình, Trương Khắc càng đánh tàn nhẫn hơn, đứng im đó không nói một lời, mặt lúc đỏ lúc trắng rất đáng sợ. Trương Khắc chẳng bận tâm nói với chú. Chú giúp cháu gọi điện cho khoa trưởng Diêm, cháu nghĩ mấy thằng xúc sinh này chưa được biết mặt cục trưởng cục công an đâu. Trương Khắc. Ngô Thiên Bảo thấy y không giống có vẻ dọa dẫm, nếu gọi họ Diêm kia tới, thêm vào quan hệ của Trương Chi Hành, Trương Chi Phi, ba tên kia thế nào cũng sống dở chết dở. Ông ta với bọn chúng có chút giao tình, vội nói. Chuyện cứ bỏ qua đi, tôi thấy cô bé kia cũng không sao, cần gì phải làm lớn lên. Giám đốc Ngô, không phải là tôi không nể mặt ông, nhưng cô ấy là bạn học của tôi. Trương Khắc chỉ vào Trần Phi Dung, mặt mày hung hăng nói. Trương Khắc này không chịu được. Ngô Thiên Bảo mặt tái đi, Trương Khắc cố ý để ông ta hiểu lầm bạn học ám chỉ quan hệ khác, thế thì tính chất sự việc trở nên ác liệt rồi. Ngô Thiên Bảo túm lấy cổ áo tên thanh niên bị Trương Chi Phi khống chế, vung tay tát. Thằng chó chết, cái tay nào không sạch sẽ thì thò ra đây. Cái tát rất mạnh làm tên thanh niên kia hộc máu mồm, không dám lau, mặt như đưa dám nói. Bảo ra, chúng tôi thật sự không dám làm gì chỉ ôm một cái. Hôm nọ trên xe buýt cũng đụng chạm một chút, chỉ có hai lần đó thôi, đều bị y bắt gặp. Con mẹ nó ai mà tin mày? Ngô Thiên Bảo nghiến răng tát cái nữa, năm dấu ngón tay hằn lên má. Chúng mày nói mau, không nói thật đừng trách Bảo ra không nể mặt. Thật mà, Bảo ra không tin cứ hỏi cô ta. Ba tên sợ xón đái, giọng van vỉ. Một số người qua đường không biết nguồn cơn vây quanh xem, thấy có máu, không ai dám tới quá gần. Trần Phi Dung lúc này người vẫn run rẩy, giọng cũng run run. Bọn chúng chỉ cứ quấn lấy không chịu thôi. Ngô Thiên Bảo nhìn Trương Khắc vuốt mũi, nhếch mép nói. Bỏ đi bọn chúng cũng được một bài học rồi. Rút phí ra rút tiền ném xuống đất, gió thổi qua, mấy chục tờ 10 đồng ban tán loạn. Đưa bọn chúng tới bệnh viện kiểm tra, lần sau để tao gặp được chặn đường con gái giữa đường không dễ ăn nói thế đâu. Bỏ qua bọn chúng, Trương Khắc quay lại hỏi. Bạn vẫn muốn đi học à? Vẻ kinh hoàng trong mắt Trần Phi Dung chưa tan, gật đầu theo bản năng, không dám nhìn Trương Khắc. Không bị thương chú. Trương Khắc nghiêng đầu nhìn sang bên kia của cô, khi ngã xe sắp dừng, nên chỉ hơi bẩn. Tôi còn có việc, để taxi đưa bạn tới trường nhé. Một chiếc taxi dừng bên đường xem náo nhiệt, Trương Khắc nhặt mấy tờ tiền trên mặt đất lên đưa cho lái xe, giúp Trần Phi Dung cho xe đạp vào cốp sau, nhìn xe taxi rời đi. Lúc này ba tên thanh niên nhặt hết số tiền dưới mặt đất lên, Ngô Thiên Bảo đếm qua, ba tới 4.000, đủ trị thương rồi. Trương Khắc vào xe Toyota của Ngô Thiên Bảo, lấy khăn ra lau sạch vết máu trên giày rồi vứt cái khăn dính máu đi, điềm tĩnh vuốt lại cổ áo, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngô Thiếu Bảo nghĩ nếu là mình khi đạp gãy xương người khác, lúc này tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế, con nhà cán bộ cao cấp, tìm đúng là không phải làm từ thịt. Hơn nữa số tiền kia cũng chẳng phải nhỏ, mà y ném ra chẳng hề chớp mắt. Trương Chi Phi hồi thiếu niên cũng thường đánh nhau, nghe nói cô gái kia là bạn học của Trương Khắc, hối hận không ra tay ngay từ đầu giờ không kịp nữa vì người ta đã bâu quanh xem mà ông phải giữ thân phận, biết mấy tên thanh niên này không cho bài học tởn đến già, thế nào cũng quay lại gây phiền phức. Trong ấn tượng của Trương Chi Phi, đứa cháu này xưa nay hiền lành ôn hòa, lần này thấy y đánh người, Trương Chi Phi vừa ngạc nhiên lại vui mừng, ông luôn cho rằng, thiếu niên là phải có máu nóng, đặc biệt người nhà họ Trương, phải mạnh mẽ mới có thể thành đại sự. Xe tới cầu Tứ Phượng, rẽ vào nhà máy giấy cũ, nơi này đã ngừng sản xuất nửa năm, cái mùi sặc mũi đã nhạt đi nhiều, nhưng sông Sơ Cảng vẫn đen xì, muốn làm sạch tự nhiên, phải mười mấy năm mới hoàn toàn sạch hẳn. Xe dừng trước cửa nhà máy, cánh cửa sắt lớn đóng chặt, chỉ có cánh cửa nhỏ gần phòng bảo vệ là mở. Sân nhà máy được lát gạch, trồng rất nhiều cây, nhà xưởng cũng cao lớn. Đi tiếp về phía đông là một khu giải trí, đó là sân trượt băng lớn nhất Hải Châu, tầng 2 còn có sàn nhảy, đằng sau có 3-4 nhà ăn nhỏ cạnh tranh với nhau, chẳng nhìn ra có gì đặc sắc. Đi thêm nữa là mấy cơ quan trực thuộc thành phố, gần đó có vài nhà hàng khá khởi sắc, làm người ta nhìn mà thèm, nhưng không chen vào được. Ngô Thiên Bảo quay ngươi lại, làm như đã quên hết chuyện không vui vừa rồi, hỏi Trương Khắc. Đang hy vọng cậu chỉ điểm cho tôi đây, khu này làm sao chen chân vào được. Trương Khắc thấy Ngô Thiên Bằng nhìn vào sân đằng sau sân trượt băng, nói. Hay là vào trong xem.
Ngô Thiên Bảo đánh xe vòng qua nhà máy giấy, ba quán ăn ở phía sau sân trượt băng rất khó, cái sát phía tây còn là lán nhựa, bên trong đặt 8-9 cái bàn, lúc này còn chưa có khách, xem ra có vẻ là quán ăn đêm. Toàn bộ chỗ này mà lấy mở quán ăn cũng không tệ. Ngô Thiên Bằng nói có vẻ thèm muốn. Thế cũng chỉ có 2-3 mẫu thôi. Trương Khắc bĩu môi chỉ vào bên cạnh. Nhà máy giấy có hơn 60 mẫu đất, không biết mở được bao nhiêu quán ăn. Đúng. Ngô Thiên Bảo tỉnh ngộ vỗ đầu. Quả nhiên là ý hay, địa điểm hay. Nhà máy giấy đóng cửa, nhà xưởng phải cho thuê, phá vỡ tường bao đi. Nhà xưởng phía ngoài cùng có thể sửa thành nhà hàng, văn phòng làm việc có thể sửa thành nhà trọ. Chi Phi, giờ tôi thực sự hâm mộ anh có cháu giói như vậy đấy. Giám đốc Ngô nếu thực sự muốn thuê, tôi có thể lập tức liên hệ giúp ông. Trương Khắc bình thản nói. Đương nhiên là thật rồi. Ngô Thiên Bảo mừng rỡ nói. Chỗ này cũng gần nhất chung, nếu cậu giúp tôi dàn xếp việc này, lúc nào hứng thú đi trượt băng, nhảy nhót gì đó, ăn tối qua chỗ tôi, ít nhất sẽ rẻ hơn nhà hàng Tây Thành một chút. Trương Khắc chỉ cười. Chú, cho cháu mượn cái điện thoại uỵch của chú đi. Trương Chi Phi đỏ mặt, đưa cục gạch cho Trương Khắc, nhớ lời y nói vào mùa hè, nghĩ, cục gạch đúng là sắp bị đào thải rồi. Nhìn Trương Khắc gọi điện thoại, Ngô Thiên Bảo vẫn nửa tin nửa ngờ. Trương Chi Phi thì biết. Hải Dụ đứng sau toàn bộ sự kiện này, nếu nhà máy đem cho thuê, Trương Khắc sẽ có tiếng nói. Trương Khắc gọi điện cho Tương Vi, cô đang ở Tân Hải Thông, Chu Phục vừa lúc đang ở nhà máy cũ. Trương Khắc bảo Ngô Thiên Bảo lái xe quay về cổng lớn nhà máy, Chu Phụ đang từ trên cầu thang đi nhanh tới. Chu Phục nhìn thấy Trương Khắc thì đầu ra ngoài cửa xe, vội nói bảo vệ mở rộng cửa. Ông ta đi ra đón. Tôi vừa nhận được điện thoại của Tương Vi, cô ấy sẽ tới trong vòng 10 phút. Hay là chúng ta vào văn phòng ngồi một chút? Chương 93, nhổ nước bọt vào mặt. Đây là chú tôi, Trương Chi Phi Tổng Giám Đốc Công ty Hoành Viễn, vị này là Ngô Thiên Bảo chủ nhà hàng Thị Kiến. Trương Khắc giới thiệu mọi người với nhau. Vị đây là Chu Phục Giám Đốc nhà máy Tân Quang. Ngô Thiên Bảo tính nóng vội, nói thẳng ý tới. Nghe Trương Khắc nói nhà máy muốn cho thuê, tôi hy vọng có thể thuê dãy nhà xưởng gần đường cải tạo thành nhà hàng, Giám Đốc Chu có thể nói cụ thể không? Chu Phục cũng gần đây suy nghĩ vấn đề nhà máy cũ, máy móc thì lạc hậu, nhưng địa điểm không tệ, gần Tiền Môn, khi trước vì vay vốn xây nhà máy mới, đã thế chấp được 2.500 vạn. Nhà máy được bao thầu rồi, khu Nam Thành cũng không đề xuất thu hồi lại mặt bằng, vì nếu thu hồi khoản vay sẽ chuyển sang đầu chính phủ khu. Mà trong mắt chính phủ, chỗ này căn bản không đáng giá 2.500 vạn, mặc dù sau khi bao thầu, chính phủ khu vẫn phải gánh khoản vay, nhưng kho không muốn gánh luôn cả lãi suất. Cho nên căn bản không cần Trương Khắc nỗ lực, nhà máy cũ cũng trong phạm vi bao thầu. Kỳ hạn kinh doanh 10 năm, nằm mơ Trương Khắc cũng cười được, mặc dù không thể tiến hành khai phá thương nghiệp địa ốc. Nhưng có thể lấy tiến hành thao tác thương nghiệp, trong mắt Trương Khắc, chỉ riêng diện tích mặt bằng của nó cũng đủ trả nợ lãi khoản vay kia. Đương nhiên, chính phủ khu cũng tự cho rằng mình chiếm lợi, vì lãi suất ngân hàng lúc đó rất cao, dù chính phủ đi vay được ưu đãi, mỗi năm vẫn phải trả hơn 300 vạn tiền lãi. Chu Phục cũng tính cải tạo thành nhà hàng và nhà nghỉ, nhưng hiện giờ nhà máy không lấy đâu ra tiền cải tạo, chỉ đành cho thuê. Thấy Trương Khắc đưa Ngô Thiên Bảo tới tưởng rằng chuyện đã định, nói. Nếu đã vậy thì nào ký hợp đồng cũng được. Trương Chi Phi hỏi cháu. Vị ở trên tỉnh để chuyện ở đây cho cháu quyết hết à? Ngô Thiên Bằng nghe thế giật mình, mặc dù Trương Chi Phi có một số việc không nói rõ với ông ta, nhưng ông ta cũng biết chút ít. Toàn chuyện phiền lòng. Chú đừng nói với ba cháu chỉ nói làm công cho công ty thôi. Trương Khắc gãi đầu. Công ty chú có việc gì mời Hải Dụ ra mặt thì chú cứ tìm cháu, có điều chú năng lực hơn cháu nhiều, đâu cần cháu giúp gì. Bị cháu nói chúng tim nên Trương Chi Phi cười ngượng ngùng. Trương Khắc bảo Chu Phục. Hôm nay chỉ tình cờ gặp giám đốc Ngô thôi, chuyện cụ thể ông phụ trách, đem kết quả báo cho tôi. Thì ra là thế. Chu Phục đưa tay ra. Mời giám đốc Ngô vào xem. Máy móc trong dãy nhà xưởng gần đường đã tháo dỡ gần hết, đem bán cho nhà máy nhỏ và xí nghiệp tư doanh. Nhà xưởng rộng chừng 20 mét, dài 50 mét, diện tích không hề nhỏ hơn nhà hàng của Ngô Thiên Bảo. Ngô Thiên Bảo không che giấu sự hài lòng. Chỉ cần tiền thuê thích hợp, tôi lập tức có thể giao tiền đặt cọc ngay, phải nhanh, để tranh thủ khai trương vào cuối năm. Lúc này chiếc Audi từ cửa lớn đi vào, Tương Vi xuống xe, tài xe thì ra là Chu Văn Bân. Tương Vi vừa xuống xe đã hỏi.
Giám đốc Tạ đang ở công ty đợi đấy, giám đốc Tiểu Trương ở đây làm gì? Trương Khắc sực nhớ ra chuyện nhờ Hứa Duy chiếu cố chỉ đồng, mình ở đây mất nửa ngày, chắc chắn bị oán thảm rồi, vội nói. Chú và giám đốc Ngô ở đây xem nhé, lát nữa tới Tân Hải Thông tìm cháu. Trương Khắc vội chạy tới công ty có hai nhân viên đều đã nghỉ lễ. Mọi người đang tụ tập uống cà phê, chỉ đồng nắm tay mẹ, nhưng người lại dựa vào đùi Hứa Duy, cô bé thấy Trương Khắc liền chạy tới, mắt đầy vẻ trách móc. Cậu bị mắng tới tận giờ này cơ à? Hứa Duy nhìn Trương Khắc cười trên nỗi đau của y. Hứa Duy vừa đẹp vừa dữ, mặc dù mê người, nhưng không dịu dàng như Hứa Tư, không e thẹn như Giang Đại Nhi, Trương Khắc tất nhiên không dám chọc vào, ngồi xuống hỏi chỉ đồng. Chị Hứa Duy thế nào? Chị ấy mà giữ với chỉ đồng, em nhổ nước bọt vào chị ấy. Nói bậy cái gì đấy, thì ra chỉ đồng học hư toàn do cậu dạy. Hứa Tư mắng. Nào, chỉ đồng làm mẫu ỏi người đi. Trương Khắc ghé má tới. Chỉ đồng xấu hổ người vặn vẹo trong vòng tay Trương Khắc cười nắc nẻ, ôm lấy cổ Trương Khắc thơm một cái lên má, Trương Khắc lau mặt cười. Quả nhiên là nhổ rất nhiều nước bọt. Chỉ đồng xấu hổ quay lại chui vào lòng mẹ, Trương Khắc đứng dậy hỏi. Bao giờ chị về tỉnh thành? Nếu còn không được em là chị đi rồi. Tạ Vãn Tình xem đồng hồ. Phải qua Sa Điền lấy đồ của Hứa Duy trước. Vậy để chị Hứa Tư tiễn mọi người. Cậu không đi sao? Hứa Duy ngạc nhiên. Không tranh thủ lấy lòng chị Đại Nhi à? Giang Đại Nhi đỏ mặt, nhéo hông Hứa Duy, không cho cô nói lung tung nữa. Chú em lát nữa sẽ tới đón, nếu không đã đi tiễn mọi người. Tiễn nhóm Tạ Vãn Tình đi, Trương Khắc quay về công ty, cả văn phòng lớn chỉ còn y và Chu Văn Bân. Trương Khắc mời Chu Văn Bân ngồi xuống uống trà, Chu Văn Bân vội tranh trước đứng dậy pha trà, Trương Khắc cười. Việc này anh không quen, để tôi làm. Đem hai cốc trà về. Thấy Chu Văn Bân ngồi ngay ngắn, hỏi. Anh vào nhà máy bao năm rồi? Tốt nghiệp cao trung xong là tôi thay chỗ ông già vào nhà máy, tới 12 năm rồi, học lái xe được 4 năm. Chu Văn Bân kính cẩn đáp, thiếu chút nữa đem cả sơ yếu lý lịch của mình khai ra. Thấy Chu Văn Bân nghiêm túc trả lời, Trương Khắc bật cười, chẳng trách được Chu Phục trước mặt y còn dè dặt, hỏi tiếp. Lái xe Chu hiểu chuyện của nhà máy chứ? Nhìn ra được một chút. Mấy ngày qua giám đốc Chu luôn đi theo giám đốc, nên có thể gián tiếp nhìn ra. Do liên quan tới trong nhà, có một số việc tôi không để cho nhiều người biết được. Trương Khắc dặn. Anh hiểu tôi chứ? Chuyện này tôi hiểu, tôi sẽ không nói lung tung. Trương Khắc quay sang chủ đề khác. Vậy sau này tôi gọi anh là anh chú, anh lái chiếc Audi thuận tay chứ? Chu Văn Bân lộ vẻ hào hứng. Đương nhiên rồi ạ, hơn xe cũng nhiều. Nếu bỏ thân phận công nhân nhà máy quốc doanh anh có tiếc không? Ôm bát vàng cũng không đáng tin, trên người có nghề mới không lo cơm gạo. Chu Văn Bân tự hiểu ra rồi, cố gắng nói bình tĩnh. Vậy được, tôi sẽ nói với giám đốc Chu tìm lái xe khác, nơi này tôi cần người có thể tin cậy được. Đúng lúc này Trương Chi Phi, Chu Phục, Ngô Thiên Bảo và Tương Vi đẩy cửa vào. Trương Chi Phi và Ngô Thiên Bảo nhìn bố trí văn phòng mà há hốc mồm, nước giải thiếu chút chảy ra ngoài. Trương Chi Phi thốt lên. Ai thiết kế nơi này đấy? Giới thiệu cho chú với, đứng đây chú cảm thấy chỗ mình như xó bếp ở quê, đám ăn hại kia, tên nào tên nấy nói mình là nhà thiết kế chuyên nghiệp, chẳng nhìn ra chuyên nghiệp chỗ nào. Trương Khắc cười, mời mọi người vào phòng tiếp khách, hỏi. Mọi người bàn bạc ra sao rồi? Chu Phục đáp. Thời hạn thuê là 10 năm, giá sẽ tăng theo từng năm, không chỉ bao gồm nhà xưởng, mà cả sân trước đó nữa. Chi phí cải tạo cho giám đốc Ngô phụ trách. Trương Khắc chỉ ồ một tiếng, không rõ ý tứ thế nào. Giám đốc Ngô có kế hoạch gì, ví như kinh doanh loại thức ăn gì, phong cách bố trí nhà hàng ra sao? Ngô Thiên Bảo do dự. Tôi chưa suy tính nhiều như thế, trước tiên thuê địa điểm ra, vấn đề khác tìm người thương lượng sau. Dù có tính toán rồi, ông ta cũng chẳng tiết lộ. Trương Khắc bảo Tương Vi đi lấy bản đồ mặt bằng tổng thể nhà máy, nói. Nhà xưởng gần đường dễ cho thuê, còn nhà xưởng nhà kho đằng sau giám đốc Chu định dùng thế nào? Cũng có thể cho thuê được, có rất nhiều xưởng tư nhân không tìm được chỗ, tôi nghĩ có thể đăng quảng cáo trên Nhật báo Hải Châu. Ý kiến của Chu Phục chẳng hề có tính sáng tạo, kiểu đó thì kiếm nổi mấy đồng. Trương Khắc nhận lấy bản đồ từ tay Tương Vi trải trên bàn. Vị trí nhà máy gần Tiền Môn, là địa điểm kinh doanh ẩm thực lý tưởng nhất Hải Châu, chỉ mỗi khu gần đường cải tạo thành nhà hàng thì quá đáng tiếc.
một nhà hàng riêng biệt trơ trọi sẽ không có tiền đồ lớn. Vậy không bằng quy hoạch thành một trung tâm nghỉ ngơi ăn uống, ít nhất có thể dung nạp 15, 20 nhà hàng phong cách khác nhau, phải trở thành lựa chọn hàng đầu để ăn uống của Hải Châu. Giám đốc Chu không hiểu ngành này lắm, giám đốc Ngô hẳn là biết. Chương 94, quan thương rối rắm. Đúng ý một người bạn của tôi. Ngô Thiên Bảo hào hứng nói. Anh ta kinh doanh nhà hàng, chú cậu cũng biết đấu. Đó là Thiệu Chí Cương giám đốc nhà hàng Hoa Viên, anh ta cũng từng nói từ địa điểm ra, tốt nhất phải tập trung được các nhà hàng thành quần thể kiểu cả con đường mới làm ăn tốt. Chu Phục thì tỏ ra do dự, Trương Khắc hỏi. Muốn cải tạo cả nhà máy thành trung tâm ăn uống nghỉ ngơi, tài chính cần dùng tới sẽ không ít, giám đốc Chu lo điều này phải không? Chu Phục không ngờ Trương Khắc lại thản nhiên tiết lộ tình hình tài chính nhà máy, nói. Hiện giờ tài chính gom góp được chỉ đủ để nhà máy mới đi vào sản xuất, không thể san sẻ ảng này. Chu Phục có năng lực và kinh nghiệm quản lý nhà máy, nhưng lại không quen giỏi lập hạng mục, một hạng mục có sức hấp dẫn, nhưng thu hút được tài chính. Nhà máy cũng có vị trí ưu việt chính là nguồn tài nguyên hạch tâm của hạng mục này, nắm trong tay nó là đủ. Trương Khắc cười. Một phương án nếu có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào, tôi nghĩ giám đốc Ngô sẽ không ngại trả trước 2 thậm chí 3 năm tiền thuê đâu. Giám đốc Ngô nói sao? Ngô Thiên Bảo khéo léo đưa đẩy. Cậu nên gặp mặt Triệu Chí Cương đã, anh ta hiểu phương diện này, hơn nữa rất có sức hiệu triệu trong ngành ẩm thực. Trương Khắc trầm rãi lắc đầu. Chuyện trung tâm ẩm thực nghỉ ngơi tôi đã suy nghĩ kín kẽ rồi, Triệu Chí Cương nếu thấy thích gia nhập thì có thể tìm giám đốc Chu, tôi là thằng bé con, gặp hay không có gì khác. Trương Khắc có kế hoạch tái sử dụng nhà máy cũ từ lâu, tất nhiên đã nghiên cứu qua về Thiệu Chí Cương, một người có tiếng trong nghề, hắn ta phất lên từ ẩm thực, nhưng là cao thủ thao tác vốn, là người có dã tâm và khí phách. Một nhân vật như vậy nếu chiêu mộ được dưới trướng, Trương Khắc sẵn sàng trả lương gấp 10 Chu Phục, nhưng đây là điều không thực tế. Trong tay Thiệu Chí Cương đã có 2 nhà hàng, lại đang bừng bừng dã tâm, sao chịu khuất dưới người khác. Nghe Trương Khắc dở giọng trẻ con, Ngô Thiên Bảo nhún vai không nói gì thêm. Trương Khắc tiếp tục. Giám đốc Ngô, ông hẳn quen nhiều bạn bè trong nghề, giúp chúng tôi nói một tiếng, ai có hứng thú, chúng tôi đều sẽ hoan nghênh. Trương Khắc cùng chú tiễn Ngô Thiên Bảo về, trên đường quay lại văn phòng, trong cầu thang máy tĩnh lặng, Trương Khắc hỏi. Cháu từ chối gặp Thiệu Chí Cương, có phải chú thấy cháu trẻ con? Cháu nói thế tức là có tính toán khác. Cháu vừa lui khỏi Hải Thái. Nhưng ở Cẩm Hồ cháu có 70% cổ phần. Trương Khắc quyết định tiết lộ cho chú trước một chút, tránh sau này bị phát hiện quá bất ngờ. Ồ, Trương Chi Phi đương nhiên hiểu ý cháu mình, lòng càng kinh ngạc, lúc này thang máy dừng lại, một cô gái đi vào, Trương Chi Phi đành nuốt thắc mắc vào bụng. Vừa vào văn phòng của Trương Khắc, ngồi xuống ghế, Trương Chi Phi hỏi ngay. Sao cháu có thể là chủ công ty này được? Luật pháp có điều nào quy định người vị thành niên không được sở hữu cổ phần? Trương Khắc vừa rót cà phê vừa nói. Công ty này cháu có 70%, chị Vãn Tình có 30%. Nói vậy tức là chuyện bao thầu nhà máy Tân Quang hoàn toàn do cháu thao tác. Chú thấy bất ngờ sao? Không bất ngờ, chỉ là thấy cháu gấp quá. Hứa Tư. Trương Khắc nói thẳng ra. Có phải cái tên này đang lẩn quẩn trong đầu chú? Trương Chi Phi nhớ lại ngày đưa Trương Khắc tới nhà Hứa Tư đưa tiền, lúc qua Sa Điền, ông nhạy cảm nắm bắt được điều này. Cẩn thận cha cháu mà biết sẽ lột da cháu đấy. Dựa vào cái gì chứ ạ? Trương Khắc bày ra vẻ mặt vô tội. Mượn danh nghĩa hải dụ bao thầu nhà máy giấy, có thể giúp Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm vãn hồi thế yếu, hôm nay học phụ huynh cha cháu còn chẳng giáo huấn cháu, sao lột da cháu được? Cháu hiểu chú nói gì? Trương Chi Phi nhìn thẳng vào mắt đứa cháu. Như muốn biết tính toán thực sự của y là gì. Vụ án Đinh Hướng Sơn đã giao viện kiểm soát rồi, có thể xét xử gần cuối năm. Trong bao nhiêu người như vậy, cháu chỉ không giấu chú, Hứa Tư danh nghĩa là do chị Vãn Tình thuê, thực tế là làm việc cho cháu. Chú thả cháu giấu chú còn hơn, thế này không phải ép chú cùng nói dối với cháu sao? Trương Chi Phi cười khổ. Cháu thật là, vì sao không thể tìm người khác giúp cháu? Trương Khắc lắc đầu, kiếp trước. Y chỉ gặp qua Hứa Tư một lần, sau đó nghe thấy cô tự sát trong tù, trong lòng không thể quên được cô gái để lại ấn tượng ngắn ngủi đó in. Đó là một vẻ đẹp tàn phá bởi cuộc đời vô tình, vẻ đẹp tuyệt mỹ yếu đuối đó càng làm nổi bật hiện thực tàn khốc. Huống hồ từ khi trở về đây biết bao việc liên quan tới Hứa Tư, Trương Khắc không thể thuyết phục bản thân buông bỏ cô nữa.
chị Vãn Tình cũng thấy Hứa Tư đáng tin, tìm một người có thể tin cậy không dễ. Trương Khắc không nói thực, cảm giác trong lòng y, không ai hiểu được. Vụ án Đinh Hướng Sơn sẽ không xét xử công khai, còn vụ án thất thoát tài sản quốc hữu của tập đoàn Tân Phong thì không liên quan tới Hứa Tư, chị ấy nhận 27 vạn của Tân Phong, chỉ xử lý như vay tiền. Đương nhiên nó sẽ tồn tại ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ, cháu nghĩ qua vài năm người ta sẽ quên thôi. Cháu biết chừng mực là được. Trương Chi Phi đành chịu, ông biết không thể nào thuyết phục được đứa cháu này, hơn nữa đằng sau còn có Từ Học Bình, chẳng phải lo. Chỉ sợ Trương Khắc bị Hứa Tư mê hoặc, nhưng nghĩ tới dáng vẻ thân mật giữa Đường Thanh và Trương Khắc hàng ngày, khả năng này không lớn. Nhưng Trương Chi Hành sẽ không nghĩ như thế, nên đành phải che giấu. Trương Chi Phi nhớ ra một chuyện, nói. Dù sao Hứa Tư cũng là người ngoài, Trương Dịch ở Đông xã không có tiền đồ, hay là bảo nó tới giúp cháu. Trương Dịch là con Trương Chi Vi, năm kia tốt nghiệp cao trung liền vào cục dân chính huyện Đông xã làm việc, năm nay tròn 20, đại khái Trương Chi Phi muốn Trương Dịch có không gian phát triển lớn hơn, nên nghĩ tới việc đưa hắn lên thành phố. Chú sợ ba mẹ cháu có ý kiến chứ gì? Trương Khắc đoán ra, nhưng chú quên kỳ thực cháu là người không thích bác cả nhất. Đừng nói tới bác cả cháu, Trương Dịch đối đãi với cháu không tệ, chú nghĩ cháu có thể phân ra rõ ràng. Trương Chi Phi nghiêm túc nói. Trương Dịch tính cách thất thường, chỗ cháu không giữ anh ấy được, chú cứ tạm thời kệ anh ấy đi, anh ấy muốn lên thành phố thì hãy dựa vào bản thân, chỉ bước nhỏ này mà không tiến lên được, không bằng để anh ấy lại Đông xã cho xong. Nó mà nhanh nhạy bằng nửa cháu thôi là giúp được chú rồi. Trương Chi Phi không muốn Trương Dịch tiếp tục ở lại Đông xã uổng phí tuổi trẻ. Nói tận đâu đâu thế này, ban đầu chúng ta nói chuyện gì nhỉ? Nói chuyện Thiệu Chí Cương. Đúng, nếu cháu quyết được, càng nên gặp anh ta trước kia là quản đốc xưởng cơ khí nông nghiệp, bị người ta đẩy đi mới làm nhà hàng, người này rất có đầu óc. Có thể làm chú hạ mình kết giao đương nhiên là phải có tài thực. Trương Khắc hiểu biết về Thiệu Chí Cương không phải tỉ mỉ lắm, trên báo chí sau này nói về Thiệu Chí Cương không nói chuyện hắn từng làm ở xưởng cơ khí. Chú muốn mời hắn ta tới giúp chú sao? Thiệu Chí Cương rất có kiến thức, khi anh ta còn ở xưởng cơ khí, nó làm ăn rất được, anh ta đi rồi nó mới sụp. Hoành Viễn muốn làm lớn cần những người như thế, có điều chú vừa mới lộ ra chút thì anh ta từ chối ngay, loại người này không chịu làm dưới người khác đâu. Cái hắn ta muốn chú không cho được thì cháu cũng không cho được, chỉ là cái hạng mục ẩm thực này cháu suy tính kỹ càng rồi, không cần ý kiến hắn ta. Trương Khắc đan 10 ngón tay lại, chống cằm lên nói. Chú có lẽ sẽ nói cháu quá tự mãn, dù có nghĩ kỹ cũng nên nghe ý kiến người khác. Nếu hắn là người có dã tâm như thế, nếu nghe thấy Hải Dụ đứng sau, chú nghĩ hắn sẽ ngồi yên được à? Cháu đang muốn hắn mắc câu đấy. Thấy trong mắt Trương Khắc ánh lên vẻ giảo hoạt không nên có của độ tuổi này, Trương Chi Phi bật cười. Trương Chi Hành cùng vợ đi chợ mua thức ăn về, thấy hai chú cháu ngồi trong chiếc Audi, hỏi Trương Chi Phi. Giám đốc Trương ngày càng biết nhìn hàng rồi, kiếm đâu ra thế, lần trước chẳng phải còn đi chiếc Mitsubishi rách sao? Xe của Hải Dụ ấy mà anh. Trương Chi Hành lấy làm lạ, Tạ Vãn Tình không nên để cỗ xe này dùng ở Hải Châu mới phải. Hai chú cháu nhìn nhau cười, có một số chuyện không nên để những người tác phong cổ hủ biết được. Trương Chi Phi mời mọi người ra nhà hàng, Trương Chi Hành giơ túi ni, lông đầy thức ăn lên, Trương Khắc cũng chán coi nhà hàng thành nhà bếp rồi, cùng chú xuống xe, để Chu Văn Bân lái xe về. Mọi người cùng bắt tay giúp đỡ, bàn cơm nhanh chóng được làm xong. Khi ăn cơm khó trách khỏi nhắc tới cuộc họp phụ huynh ban sáng, Lương Cách Chân mắng con không để tâm học tập, thấy chồng cứ mời rượu Trương Chi Phi không để ý, liền trách cả chồng, tới khi Trương Chi Phi nhận lời để Trương Khắc học cao trung xong sẽ đưa ra nước ngoài mới nguôi giận. Lại nói tới bài văn Trương Khắc làm, Trương Chi Phi mới biết Trương Khắc nói khai thông sông Sơ Cảng không phải tin đồn nhảm, Đường Học Khiêm phải có hành động lớn, đây sẽ là bước đầu tiên. Đường Học Khiêm dù sao căn cơ không sâu, chẳng ai chắc năm sau ông ta có thể thuận lợi bỏ đi hai chữ tạm thời hay không, chắc chắn ông ta sẽ có hành động trước Đại hội Nhân dân năm sau, mở rộng ảnh hưởng của mình. Trương Chi Hành đặt đũa xuống trầm ngâm. Sơ Cảng ảnh hưởng rất lớn tới môi trường thành phố, đây là vấn đề cấp bách, không cần đợi quy hoạch tổng thể đưa ra, anh sẽ nhắc nhở thị trưởng Đường, có khả năng sẽ sớm đưa ra thảo luận trong cuộc họp chính phủ. Trương Chi Hành hỏi, anh liệu có thể hoãn nhắc chuyện này với thị trưởng Đường một tháng không? Vấn đề lớn như thế, kéo dài một tháng làm chậm trễ nhiều việc, em cần hoãn làm gì? Một khi đưa ra họp, các công ty khác sẽ biết tin ngay,
thông qua hay không, ai nấy sẽ có phán đoán riêng, lúc đó Trương Chi Phi còn tiên cơ gì nữa. Thấy ánh mắt trêu ghẹo của cháu, ông ta chỉ muốn tát mình một cái, tự nhiên nhắc tới chuyện này làm gì. Anh họ không thể làm việc thiên vị kiểu thế này, trong lòng buồn bực vô cùng. Đề nghị này tốt nhất để ở dưới đề xuất. Trương Khắc nói với cha. Dù là cục thủy lợi hay môi trường, đều có lập trường đề nghị, nếu bác Đường đưa ra, người ta sẽ hỏi thị trưởng mà lại đi nghĩ tới vấn đề này à? Hay có kẻ xúi bẩy ở bên? Như thế con nghĩ khả năng thông qua không cao, nhất là lên thường ủy thảo luận, cửa lão già họ Vạn kia là khó qua nhất. Bác Đường chỉ cần lộ ra chút phong thanh ấy, công ty xây dựng, chú công tác thép một chút, bọn họ thế nào cục thúc mấy cục kia đưa ra kiến nghị, như thế khả năng thông qua dễ hơn. Chương 95, bàn tính trong nhà. Làm vậy được không? Trương Chi Hành hỏi lại theo thói quen. Cái công trình đó là miệng thịt béo, cha nghĩ xem bao người muốn nó thành hiện thực, con thấy chú thèm lắm rồi. Trương Chi Hành vô thức chùi mép, làm Lương Cách Chân cười lớn. Chú nó đúng là rất thèm đấy. Sợ càng ảnh hưởng tới hình tượng của Hải Châu. Trương Chi Phi xấu hổ nói. Em chỉ lo cho thị trưởng Đường thôi mà. Rồi rồi, chú không cần che giấu nữa, mở công ty là để kiếm tiền mà. Ba cháu cũng chẳng mong chú có tinh thần trách nhiệm lớn vậy đâu, chú làm tốt để người ta đừng rỉa rói sau lưng ba cháu là được. Công trình này dự toán chắc phải vài trăm triệu, tái chính thành phố không dư giả, hiện giờ khởi động, được đa vào dự toán năm sau cũng là giỏi rồi. Hoành Viễn không ăn cả được đâu, chú liên hệ với các công ty khác thúc đẩy việc này là nắm quyền chủ động, còn lo gì nữa. Trương Chi Phi cười khà khà. Tiểu Khác lớn lên làm chính trị được đấy. Lương Cách Chân lắc đầu. Làm quan có hay gì, như anh chú kìa, suốt ngày làm việc, cả tháng chỉ có hôm nay mới cùng chị đi chợ mua thức ăn. Tiền thì chẳng kiếm được hơn người khác một đồng nào, trong các cán bộ cấp chính sử thì ngôi nhà này tệ nhất. Hôm nào đưa em tới khu nhà ổ chuột, em sẽ thấy thỏa mãn. Trương Chi Hành lắc đầu. Hải Châu mấy ai có nhà ba gian một sảnh như nhà ta. Trương Chi Phi nói giúp. Anh trai em tiền đồ vô lượng, chỉ quá độ ở vị trí này 2-3 năm thôi. Chị giờ mà đổi nhà, tới khi anh lên thường ủy lại đổi tiếp, chẳng phải chết mệt sao? Thôi cứ để anh ấy lên thường ủy rồi đổi nhà một thể, em sẽ kiếm nhà thiết kế trang trí cho anh chị, nhất định sẽ đẹp nhất Hải Châu. Lương Cách Chân chề môi. Chú mà đợi vào anh chú thì chẳng biết tới ngày tháng nào mới tiến bộ được, chẳng hy vọng gì. Trương Khắc xùy xùy. Mẹ, nói thế không may. Lương Cách Chân che miệng mại, thấy Trương Khắc cười trộm, cầm đũa đánh y. Đến mẹ cũng dám trêu, con ngày càng to gan đấy. Trương Khắc tránh cái đũa, nói. Ba, nếu bác Đường muốn có hành động lớn thì nên liên thủ với Chu Phu Minh mời Vạn Hướng Tiền xuống, người ngày vướng víu quá. Chuyện này không dễ. Trương Chi Hành cau mày. Có khi Hứa Hồng Bá có cách hay. Biết ngay là con không tìm ông ấy học cờ mà, sao còn nghĩ tới ông ấy. Trương Chi Hành đã quen dùng tư duy người trưởng thành nói chuyện với con. Học cờ. Thi cử thế này rồi còn thời gian đi học cờ. Lương Cách Chân cấm Trương Khắc học cờ từ lâu rồi, nghe thế kêu lên. Trong mắt bà, Trương Khắc bất kể biểu hiện trưởng thành thế nào thì cũng là đứa trẻ con, dù đôi khi bà cũng nhờ Trương Khắc góp ý, đây đại khái là bản năng người mẹ. Em không hiểu đâu, đừng xen vào, giáo dục trong nước không hợp với Tiểu Khắc, thành tích tệ là bất đắc dĩ. Trương Chi Phi gạt đi. Nhìn anh chú kia, dung túng Tiểu Khắc thế đấy. Lương Cách Chân giận dữ nói với Trương Chi Phi. Sao lại thành anh dung túng nó? Trương Chi Hành cười khổ. Hôm nay anh tới trường nó bị mắng mất hết thể diện. Được, được, mọi cái sai đều là do con. Trương Khắc chắp tay vái. Lần sau đi lên tỉnh thành, con đặt mua quả ẹ lên chuyện hàng đầu. Con tưởng mẹ dễ mua chuộc vậy à? Lương Cách Chân vừa bực mình vừa buồn cười. Mặc xác các người, ra phòng khách nói chuyện đi, để tôi dọn bàn. Ra phòng khách, Trương Khắc kể lại quá trình quen biết Hứa Hồng Bá với cha. Con nghĩ thầy ấy có khả năng giúp ba và bác Đường, hình như hôm nay bác Đường rất muốn lôi kéo thầy ấy. Trương Chi Hành gật gù. Chưa nói Hứa Hồng Bá công tác bên Vạn Hướng Tiền 6 năm, trình độ bản thân ông ta cũng rất cao, con tìm ông ấy chơi cờ, trước tiên tác động bài văn kia viết tốt đã, nó sẽ giúp ích lớn cho việc điều chỉnh quy hoạch thành phố. Trương Khắc cười gian. Bài văn đó thầy Hứa đăng báo. Rồi bác Đường đề xuất ra, thế nào Vạn Hướng Tiền cũng nghi thần nghi quỷ. Có điều thầy Hứa tinh như hồ ly ấy, không dễ lừa, chỉ sợ thầy ấy không ký tên lên bài viết, ai đau đầu.
Trương Chi Phi hỏi xen vào. Biết người ta tinh như hồ ly sao còn vắt óc ra tính kế người ta? Sao gọi là tính kế được ạ? Thầy Hứa là danh nhân văn hóa ở Hải Châu, có chút ảnh hưởng, bài viết của thầy ấy đăng báo, thế nào có nhiều người hưởng ứng. Nếu chuyện này làm tốt, sẽ thúc đẩy công trình khai thông sông Sơ Cảng, chú sẽ thấy tính kế thầy Hứa cũng không sao chứ gì. Trương Chi Phi biết đấu khẩu không lại cháu tinh quái này nên cười xòa không nói nữa. Trương Khắc cũng không phải không có toan tính, chỉ cần tạo ra dư luận cải tạo hoàn cảnh thành phố, là có thể cổ động Tống Bồi Minh làm gương, lúc đó nhà máy giấy chuyển thành trung tâm ẩm thực nghỉ ngơi, chẳng phải là điển hình đặc sắc. Nếu như còn giúp được bố trí việc làm cho công nhân viên mất việc, trừ được truyền thông chú ý, còn xẻo được ít tiền từ tài chính khu. Có đôi khi, người không thể không thừa nhận, rất nhiều chuyện gắn kết chặt chẽ với nhau, quan và thương càng không phân ra rạch ròi được. Rất nhiều chuyện phải làm từng bước một, Hứa Tư hiện giờ chưa đủ năng lực nắm toàn cục, mặc dù đã chia việc của nhà máy ra làm 3 phần, nhưng mỗi phần đều làm người ta đau đầu. Chu Du từng đề nghị muốn rời khỏi Hải Thái, nhưng Trương Khắc không muốn khiến chính Thái có chút phản cảm nào, nên hy vọng hắn ở lại, đợi thời cơ chín muồi sẽ mời tới Cẩm Hồ. Việc cải tạo nhà máy cũ thành trung tâm ẩm thực thì Trương Khắc có kế hoạch sẵn, chỉ là hôm qua đề xuất ra quá đột ngột, đám Chu Phục cần thời gian tiêu hóa. Chẳng biết ông ta có báo cáo với Tống Bồi Minh không, đây là một mắt xích trọng yếu, thế nào cũng phải kéo chính phủ khu lên thuyền. Trương Khắc còn đăng ký một công ty tên Việt Tú, số tiền sau khi bán cổ phần ở Hải Thái, một phần chia vào Cẩm Hồ, phần lớn chuyển vào sổ sách của Việt Tú, quyền sử dụng nhãn hiệu Tân Quang cũng thuộc về Việt Tú, việc này có rất nhiều thủ tục rắc rối phải lo liệu, Trương Khắc ước chừng Hứa Tư hôm nay không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Thứ hai, Trương Khắc ngoan ngoãn ngồi trong lớp học. Không biết hai tiết cuối tự học do Lý Chi Phương coi lớp, Trương Khắc không kịp chuồn trước khi cô ta vào lớp, không tiện trốn giữa chừng nữa. Chẳng biết bà mụ già độc ác này có nổi khùng lên không, dù chẳng sợ cô ta, nhưng thể diện là vấn đề lớn. Không nhắc tới tình tiết phụng trộm với Vương Viêm Bân thì Lý Chi Phương phù hợp với tiêu chuẩn giáo viên ưu tú, Trương Khắc không ấu trí tới mức hận cô ta vì hành động hôm qua, giáo viên đối đãi công bằng bất kể hoàn cảnh học sinh như thế đáng được tôn kính. Trương Khắc chống cằm ngắm nghía các thiếu nữ trong phòng học, rất non nớt, nhưng không thể phủ nhận vẻ ngây thơ của các cô bé 16 tuổi có sức hấp dẫn lớn với bất kỳ nam nhân ở độ tuổi nào. Thi thoảng cũng bị Đường Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn. Sau khi tan học, Trương Khắc ở lại lớp tán chuyện với Đường Thanh một lúc, Đường Thanh kéo mấy cô bạn thân đi ăn cơm, bắt Trương Khắc đi theo, y đành ngoan ngoãn theo sau. Khu lớp học cách khu túc xá và nhà ăn một con sông, có cầu nối hai bên. Khi qua cầu thấy cửa trường học có đống người quây quanh, Đường Thanh thích náo nhiệt, kéo Trương Khắc chạy tới xem. Đến cửa trường học chỉ có cánh cửa nhỏ bên trái mở, phía ngoài rào sắt bên phải có nhiều học sinh ở đó. Trong đám đông có 3 tên lưu manh hôm qua, một tên quấn băng kín mặt, một tên tay treo lủng lẳng trước cổ, tên cuối đỡ nhất, mặt sưng vù, xem bộ dạng này không phải tới để báo thù. Trương Khắc thấy Chu Văn Bân thì đầu qua cửa nhỏ vẫy tay với mình, lúc này mới để ý thấy chiếc Audi đỗ bên ngoài. Cùng Đường Thanh đi tới, hỏi. Sao anh tới đây? Chương 96, xã hội đen tới trường. Giám đốc Tương bảo tôi, sau này chiếc Audi chuyên để đưa đón cậu. Chu Văn Bân cẩn thận không gọi Trương Khắc là giám đốc trước mặt Đường Thanh. Tôi chỉ đi vài bước là tới, ngồi taxi cũng tiện hơn. Trương Khắc cười hài lòng, thấy Tào Quang Minh đang cảnh giác nhìn 3 tên lưu manh, không để ý tới mình, hỏi. Chuyện kia là sao đấy? Hình như là tìm cậu. Chu Văn Bân vừa dứt lời thì có người nhận ra Trương Khắc, hô lớn. Trương Khắc ra rồi. Đám học sinh ở cổng ùa cả tới trước hàng rào sắt, có đứa có ý định lẻn qua cửa nhỏ bị bảo vệ chặn lại. Tào Quang Minh bấy giờ mới chú ý tới Trương Khắc, đi tới hỏi. Trương Khắc, em ra ngoài đánh nhau đấy à? Đâu có. Trương Khắc thấy sắc mặt Đường Thanh không ổn, đành giả ngốc. Sao thế, bọn chúng tới tìm em à? Vậy để em ra hỏi xem có chuyện gì. Em đừng ra vội, trước tiên hỏi rõ chuyện gì đã, trường học phải có trách nhiệm với em, cô Lý sẽ ra ngay đấy. Trương Khắc ngáp, y căn bản chẳng lo gì, nhưng Đường Thanh nắm góc áo y, nghiêng đầu qua thấy cô có vẻ sợ, nhưng mắt đa phần là hưng phấn, chẳng hiểu trong cái đầu nhỏ bé xinh xắn kia đang nghĩ gì. Khắc thiếu gia, tên thanh niên bị Trương Khắc đạp gãy mũi cách hàng rào hô. Tôn ca bảo bọn em tới xin lỗi. Hy vọng Khắc thiếu gia đại nhân không thèm chấp tiểu nhân. Hắn vừa hô lên như thế, đám học sinh ánh mắt tức thì thay đổi. Tôn ca là thằng chó nào mà ngu thế? Trương Khắc muốn điên luôn,
chỉ muốn xông ra cho thằng ngu ấy một cái bợp tai. Liếc thấy Lý Chi Phương và Đô Phi đang chạy tới, nghe thấy câu này dừng lại, mặt đầy nghi hoặc. Trần Phi Dung đang dắt xe đạp nấp sau bồn hoa, đại khái là sợ ba tên lưu manh kia tới chặn đường mình, không dám về nhà, khuôn mặt đầy hoảng loạn, làm người ta thấy mà thương. Tên thanh niên kia không rõ tình thế, lấy một phòng bì ra nhét qua khe cửa. Bọn em bị Khác thiếu gia giáo huấn là đáng tội, không dám làm thiếu gia tốn kém tiền thuốc men. Trương Khác hối hận hôm qua không đánh cho bọn chúng liệt giường luôn, hôm nay khỏi tới đây làm trò ngu xuẩn này. Lý Chi Phương ngơ tới đây quay ngoắt lại đi luôn, Đỗ Phi không theo tình nhân trong mộng mà ton tới chỗ Trương Khác, háy mắt dở giọng đều giả. Lão đại, sau này em gọi anh là lão đại được không ạ? Về sau có chuyện tương tự đừng quên thằng em nhé. Đỗ Phi. Lý Chi Phương ở phía trước dừng lại, mắt hạnh trợn trừng, cứ như sợ Đỗ Phi bị Trương Khác làm hư. Đỗ Phi hí hửng cười rồi chạy lại chỗ cô ta, Lý Chi Phương lại gọi Đường Thanh và hai cô bạn gái. Còn phải học nữa, mấy em có đi ăn nhanh lên không? Coi bộ hoàn toàn vứt bỏ Trương Khác rồi. Trương Khác đang đau đầu tìm cách thoát khỏi Đường Thanh, liền nhe răng cười, đưa tay làm hiệu sẽ gọi điện thoại cho cô. Đường Thanh miễn cưỡng đi theo Lý Chi Phương, qua cầu rồi vẫn không ngừng nhìn về bên này. Tào Quang Minh không ngờ chuyện lưu manh chặt cổng trường lại diễn biến thành thế này. Nhưng với thái độ của Đường Học Khiêm và Trương Chi Hành hôm qua, không dám lên tiếng giáo huấn Trương Khác. Vì giữ tấm gương của người dạy học, đuổi đám học sinh đi, xong rồi không nói với Trương Khác một lời, về lớp học. Trương Khác chỉ đành phải rời trường, thấy bên ngoài có một chiếc Toyota, một tên thanh niên chừng 20 tuổi nổi trên mui xe, tay kẹp điều thuốc lập lòe dưới ánh chiều tà u ám. Hai tên Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh thấy Trương Khác đi ra, sắc mặt rất thiếu tự nhiên. Nhìn thấy mặt hai tên này như thế, oán giận trong lòng Trương Khác vơi đi không ít, thanh niên hút thuốc kia thấy Trương Khác đi tới, dập thuốc vươn tay tới. Tôi là Ngô Tôn, ba tôi là Ngô Thiên Bảo. Ngô Thiên Bảo rất to béo, phải gần gấp đôi tên Ngô Tôn trước mặt này. Trương Khác quan sát kỹ, tuy hình thể khác cha, nhưng mặt lại giống hệt, mũi to bẹt, mắt dài, cằm có vết sẹo, chậm rãi hỏi. Có chuyện gì? Hôm nay tôi dẫn mấy thằng không ra gì kia tới xin lỗi cậu. Chúng chọc giận cậu, bị giáo huấn là đáng đời. Chuyện này đừng nhắc tới nữa, tôi vài ngày là quên rồi, anh có việc khác không? Trương Khác không hề che giấu vẻ khó chịu. Anh dẫn bọn chúng chặn cổng trường là cho rằng làm tôi có thể diện lắm à? Chu Văn Bân lái chiếc Audi xuống, không quên đi ra mở cửa cho Trương Khác, trước khi lên xe Trương Khác nói với Ngô Tôn. Chút tiền đó với tôi không là gì cả. Rồi chui vào xe bảo Chu Văn Bân. Trần Phi Dung còn ở trong trường, trước tiên vào hỏi cô ấy có muốn đi cùng không? Chuyện khác không cần nhiều lời. Chu Văn Bân bấm còi, bảo vệ chạy ra mở cửa lớn, ba tên lưu mây đứng trơ mắt nhìn xe đi vào, không dám nói một câu. Trần Phi Dung vẫn dắt xe đạp trốn trao bồn hoa, bên cạnh là cô bạn niềng răng, thấy Chu Văn Bân từ trong xe thò đầu ra, vui mừng nói. Chú Tiểu Chu, sao chú tới đây? Cách hương cửa sổ, nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Trần Phi Dung. Trương Khác nhìn ngây ra, khuôn mặt như tuyết trắng không chút tạp chất lúc chập choạng tối càng xinh đẹp. Qua đón cháu về. Chu Văn Bân gác tay lên cửa sổ nói, Trương Khác ở đằng sau ngồi im thít. Vậy để bọn cháu đưa xe vào chỗ gửi đã. Á! Trần Phi Dung và cô bạn cất xe đạp xong quay lại, mở cửa chui được nửa người vào chiếc Audi mới thấy Trương Khác ngồi bên trong, khuôn mặt hưng phấn cứng lại, ánh mắt nghi hoặc bất an, không tiến vào thêm nữa. Sao bạn không vào? Cô bạn bên ngoài không thấy Trương Khác, đẩy Trần Phi Dung một cái. Trần Phi Dung người chí về phía trước, hai tay hoảng loạn chống lên đùi Trương Khác, đầu húc vào hông y, cuống cuồng rụt tay về, mặt đỏ bừng bừng lui ra ngoài. Mình tới tiền môn rồi xuống xe. Trương Khác tiếc nuối, mảng trắng bóc qua cổ áo khi Trần Phi Dung cúi xuống mới chỉ thấy thoáng qua. Nếu bạn ngại, mình xuống đi taxi. Sao lại là cậu? Cô bạn niềng răng khoanh tay nhìn Trương Khác. Sao cậu ở trên xe? Phi Dung, sao còn chưa lên xe? Chu Văn Bân không biết chuyện hiểu lầm giữa Trương Khác và Trần Phi Dung, nói. Cháu không phải buổi tối còn đi thăm mẹ sao? Chú đưa cháu tới. Dạ. Trần Phi Dung ấp úng nói, mở cửa trước ra ngồi vào, chắp tay với cô bạn. Trương Khác chỉ cười nhìn cô bạn niềng răng rất miễn cưỡng ngồi cạnh mình, hỏi. Hay gặp bạn mà không biết bạn tên gì? Biết tên tôi làm cái gì? Cô gái nhướng mày lên, dáng vẻ khá xinh xắn. Bị người ta mỉa mai, Trương Khác đành ngậm miệng lại. Xe vừa đi,
đám Ngô Tôn, Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh tụ lại một chỗ, không biết nói gì. Trương Khắc bảo xe quay lại, bấm hạ cửa sổ xuống, chỉ Triệu Ti Minh, nói với Ngô Tôn. Tôi rất ghét thằng này. Chiếc Audi phong vút đi để lại cả đám há mồm kinh ngạc. Tới tòa nhà Tân Hải Thông, Trương Khắc vỗ vai Chu Văn Bân. Anh Chu, xe đạp của Phi Dung ở trong trường, mai anh tới đưa bạn ấy đi học, lát nữa không cần tới đón tôi. Vâng. Chu Văn Bân muốn xuống mở cửa cho Trương Khắc, nhưng y giữ lại, tự mở cửa xuống xe. Nhìn Trương Khắc đi vào tòa nhà, Trần Phi Dung mới khôi phục vẻ bình thường, hỏi. Chú Tiểu Chu, sao lại tới đón Trương Khắc? Vừa vặn đi xe qua trường cháu, thấy cậu ta trước. Chu Văn Bân luôn nhớ kỹ lời dặn của Trương Khắc, hỏi. Sao trông cháu có vẻ rất sợ cậu ta? Nhất chung không ai không sợ cậu ta đứng đầu tứ đại ác thiếu gia, chú không thấy lúc cậu ta đánh người thôi, ba tên lưu manh ở trước cổng trường bị cậu ta đánh thành ra thế đấy. Cứ nghĩ tới cảnh Trương Khắc đánh người hôm qua là Trần Phi Dung dùng mình. Thật à? Nghĩ cũng phải, Trương Khắc dù luôn đối xử ôn hòa với họ, nói chuyện cũng khách khí, nhưng tí tuổi đầu đã khiến Chu Phục phải nghe lệnh. Trừ bối cảnh trong nhà ra thì phải có thủ đoạn nhất định, chẳng qua không cần thiết dùng với người dưới mà thôi. Chương 97. Nhảy chương, mời bạn qua chương để xem tiếp, nội dung không thiếu nhé. Chương 98. Nhảy chương, mời bạn qua chương để xem tiếp, nội dung không thiếu nhé. Chương 99. Túng luận quan trường. Trương Khắc vào văn phòng lớn đã trống trơn, cả nhân viên tiếp tân cũng đã về, còn nhóm Hứa Tư Ai làm việc trong phòng người nấy. Nhìn qua cửa kính, thấy bọn họ vẫn đang bận rộn, nghe thấy động tĩnh Chu Phụ, Tương Vi và Hứa Tư đi ra, rất nhiều chuyện cần Trương Khắc tới mới quyết định được.